bạch tiểu thuần mặc dù bất hảo nhưng chúng ta vẫn là đồng môn chín lần triều tịch chính là dấu hiệu quật khởi của linh khê tông ta ai muốn giết bạch sư thúc ta tuyệt đối không đồng ý thanh âm không ngừng truyền ra đại đa số đệ tử linh khê tông nơi đây đều cắn răng sông ra tiến về phía bạch tiểu thuần quỷ nha gắng ngượng đầy gian nan đến lần triều tịch thứ tám nhưng lúc này cũng đang chậm rãi ảm đạm xuống triều tịch thất bại y trầm mặc không để ý tới chuyện tình của bạch tiểu thuần bên kia nữa là lại lựa chọn đi quấy nhiễu tống khuyết về phần bạch tiểu thuần bên kia thành công hay thất bại, không có quan hệ đến y. Bắc Hàn liệt gầm nhẹ một tiếng, lúc này y cũng đè nén lòng căm giận đối với bạch tiểu thuần xuống, kết thúc triều tịch của mình, để lần triều tịch thứ năm khô héo mà lựa chọn trúc cơ. Y muốn ra ngoài, hộ pháp cho bạch tiểu thuần, ta không phải là vì ngươi, ta là vì Linh Khê Tông. Bắc Hàn liệt gào to rồi xông ra, còn thêm mấy đệ tử Linh Khê Tông đang trong quá trình triều tịch cũng đều trầm mặc rồi đồng loạt cắn răng, kết thúc triều tịch mà tiến đến. Rất nhanh, Toàn bộ Linh Khê Tông, ngoại trừ Bạch Tiểu Thuần thì còn duy trì triều tịch, chỉ còn một người duy nhất, đó là Thượng quan Thiên Hiếu. Y căn bản không để ý đến mọi chuyện bên ngoài, lúc này, hai mắt y đỏ vằn, cố gắng duy trì lấy lần triều tịch thứ năm đầy yếu ớt của mình. Chém giết trên đường hướng về phía động phủ của Bạch Tiểu Thuần đã bắt đầu được tiến hành, chém giết kịch liệt hơn nữa là ở bên ngoài động phủ của hắn. Nhân số đệ tử Linh Khê Tông không nhiều, chỉ khoảng mấy chục người, trong khi địch nhân của bọn họ lại hơn trăm người, Thời gian trôi qua, chém giết càng trở nên kịch liệt, dưới sự vây công của Phương Lâm và Cửu Đảo, Hầu Vân Phi đã bị thương đầy người, Bắc Hàn Liệt cũng tương tự vậy. Tất cả các đệ tử Linh Khê Tông liên tục bại lui, phòng hộ của Bạch Tiểu Thuần cũng không ngừng giảm bớt. Bạch Tiểu Thuần trong động phủ cảm nhận được tất cả mọi chuyện, thân thể hắn run rẩy, muốn tự mình kết thúc nhưng lại phát hiện lần chiều tịch thứ 9 sau khi hình thành, chính bản thân mình cũng không khống chế được, cũng không cách nào tự kết thúc được. Thậm chí lúc này thân thể hắn cũng không nhúc nhích, mí mắt cũng không mở lên được dù sao đây là lần triều tịch thứ chính là địa mạch đỉnh phong muốn kết thúc cũng chỉ có ba cách địa mạch trúc cơ thành công sẽ tự động kết thúc hoặc là địa mạch khí trong vẫn kiếm thế giới này không đủ triều tịch khô héo mà kết thúc biện pháp cuối cùng chính là có người nào đó bên cạnh hắn đem hắn diệt sát đi dưới hai mí mắt nhắm lại của bạch tiểu thuần chính là con mắt đỏ sấm, hắn cảm nhận được đồng môn vì chính mình mà liều mạng cảm nhận được thân ảnh của bọn hắn đầy uể oải rồi phun ra máu tươi trong lòng hắn như bị cắn xé truyền ra tiếng gào thét, phát ra tiếng kêu gào. Hắn muốn mở to mắt ra, muốn kết thúc lần triều tịch này nhưng lại không cách nào làm được. Lần triều tịch thứ 9, thành hay bại, nhanh kết thúc cho ta, a à, a à. Tiếng kêu gào ẩm ý trong lòng bạch tiểu thuần nhưng lại không cách nào truyền ra bên ngoài được, chỉ có toàn thân hắn dường như đang run rẩy chương 159, Bất tử Kim Bì, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Đối với người khác, đây chính là triều tịch địa mạch đỉnh phong hiếm thấy. Mấy ngàn năm này, cũng chỉ có huyết khê tông vô cực tử vào 800 năm trước thành công khai mở ra 9 lần triều tịch. Nhưng đối với Bạch Tiểu Thuần mà nói, đây không chỉ là triều tịch địa mạch đỉnh phong, mà còn là một lần nhảy vọt của bất tử trường sinh công. Quá trình từ bất tử ngân bì, bước sang bất tử kim bì. Cả người hắn bây giờ, cho dù đã bị màu đen từ pháp bảo bảo mệnh mà Lý Thanh Hậu đưa cho bao trùm, nhưng vẫn không ngăn được làn da toàn thân của Bạch Tiểu Thuần dần dần phát ra ánh sáng vàng kim chói mắt. Bất tử trường sinh công, bất tử quyền tầng thứ nhất, tại thời khắc này bạch tiểu thuần sắp tu luyện thành công Công cùng xiềng xích sinh mệnh tầng thứ nhất hắn đã đột phá qua loại chuyện này tuy rằng là hiếm có sau rất nhiều năm nhưng không phải là chưa từng có người làm được dù sao thì mục đích của bất tử quyền thứ nhất của bất tử trường sinh công cũng là dùng để đột phá gông cùng xiềng xích chỉ là bạch tiểu thuần chính là người đầu tiên sau khi đột phá gông cùng xiềng xích thì lại cố gắng tiến lên thêm một bước sau khi đột phá lại mạnh mẽ tiến thẳng lên nữa ngũ đại gông cùng xiềng xích sinh mệnh Giữa từng tầng một lại không có quá nhiều liên quan với nhau, đều chỉ đơn độc tồn tại. Như một cái vòng tròn có kích thước cố định từ ban đầu, nhưng chỉ trong một cái trước mắt, vòng tròn cố định trên người Bạch Tiểu Thuần, trong sự mạnh mẽ tiến lên của hắn mà đột nhiên phình to ra. Kinh thiên động địa, tiếng nổ ầm ĩ vang dội bên trong cơ thể hắn, ánh sáng màu vàng kim xuất hiện trên làn da hắn càng ngày càng nhiều, bất tử trường sinh công cũng được toàn lực vận chuyển. Hơn nữa vì từng trải qua đột phá gông cùng xiềng xích sinh mệnh khiến lần chiều tịch thứ 9 trong cơ thể hắn chuyển động với tốc độ nhanh gấp không biết bao nhiêu lần. Từ đó dẫn dắt vòng xoáy chiều tịch thứ 9 trên bầu trời, để vòng xoáy trong quá trình này gia tốc mãnh liệt, hút vào một lượng địa mạch khí càng thêm kinh người. Lại như hình thành nên một vòng tuần hoàn, càng nhiều địa mạch khí lại khiến tầng linh hải thứ 9 trong thể nội của hắn tăng tốc, khiến bất tử kim bị càng thêm nhiều, rồi vận tốc chuyển động của vòng xoáy chiều tịch lại được gia tăng lên nhanh hơn nữa. Trong chớp mắt, vòng tuần hoàn này dường như không có tận cùng, càng lúc càng nhanh. Trong khi tốc độ của Bạch Tiểu Thuần đang ngày càng tăng thêm, thì Tống Khuyết gần như dùng hết tất cả các thủ đoạn tiêu hao, thi triển bí pháp huyết khê tông, mượn nhờ trận pháp tiết điểm mà gã đã bố trí lúc trước rút địa mạch khí đi ra, tăng thêm tốc độ. Đối với người khác mà nói, thời gian chiều tịch là cố định, nhưng đối với Bạch Tiểu Thuần và Tống Khuyết lúc này, cái khái niệm cố định này đã hoàn toàn bị bẻ gãy. Đối với bọn họ mà nói, chỉ cần có đầy đủ địa mạch khí thì hút được trong nháy mắt hay hút lấy trong một tháng trời cũng không có gì khác biệt. Đúng lúc này, khu vực của Tống Khuyết truyền ra tiếng nổ vang ngập trời. Cho dù Quỷ Nha đã công kích bốn phía với ý đồ quấy nhiễu gã, thì vòng xoáy triều tịch thứ 8 của gã vẫn cứ thành công như trước. Trong nháy mắt, triều tịch lần thứ 8 trong thể nội gã bộc phát, trong chỗ bế quan, Tống Khuyết lộ ra ánh mắt đầy điên cuồng và kích động. Lần triều tịch thứ 9, khai mở. Theo tiếng gầm nhẹ, Quỷ Nha đang ở bên ngoài nơi bế quan của Tống Khuyết chợt biến sắc. Trên bầu trời lúc này, phía trên tám vòng xoáy triều tịch của Tống Khuyết, đột nhiên xuất hiện vòng xoáy thứ 9 một bầu trời không thể đồng thời có hai mặt trời, thế nhưng trong khoảnh khắc này, bầu trời của phiến vẫn kiếm thế giới này đồng thời tồn tại hai vòng xoáy chiều tịch chín tầng, nhìn qua mà giật mình, tâm thần chấn động. tất cả mọi người bên trong vẫn kiếm thế giới này đều chấn động. mà mấy đệ tử khác, trong đó có thượng quan thiên hữu vẫn còn có ý đồ duy trì chiều tịch đã khai mở của mình, trong cái chớp mắt này, sắc mặt toàn bộ trở nên tái nhợt và tuyệt vọng nhìn chiều tịch của mình không bị khống chế mà khô héo rồi kết thúc căn bản là không cách nào có thể sánh với hai vòng xoáy triều tịch 9 tầng như vương giả trên bầu trời kia, càng là không cách gì có thể hấp thu thêm địa mạch khí khi mà hai vòng xoáy triều tịch 9 tầng xuất hiện được. Ta không cam tâm a, à, thượng quan thiên hữu nghiến chặt răng lại, điên cuồng gào thét, triều tịch của y đành phải bỏ giờ tại lần thứ năm. Sau khi lựa chọn trúc cơ xong, sát cơ ngập trời trong mắt y, đồng thời y có vô tận bạo ngược trong người cần phát tiết ra. Chẳng qua nơi này có quá nhiều người, y không thể lựa chọn bạch tiểu thuần, đành giống như quỷ nha, lựa chọn tống khuyết. Lúc này, sau khi trúc cơ hoàn thành thì y gào thét sông ra, lao thẳng về phía khu vực của Tống Khuyết. Bạch Tiểu Thuần, người đi chết đi, Tống Khuyết, người cũng đi chết đi, trong lòng y giống giận, bộc phát ra toàn lực tốc độ của trúc cơ. Còn có Triệu Nhu lúc này cũng đầy đắng chát không thể không từ bỏ năm lần triều tịch. Cũng có năm lần triều tịch như nhau còn có hứa Tiểu Sơn nữa. Mà mấy người khác, không giống nhau mà có hai ba lần triều tịch. Toàn bộ vẫn kiếm thế giới lúc này, vẫn còn trong quá trình địa mạch trúc cơ cũng chỉ còn có Bạch Tiểu Thuần và Tống Khuyết nhóm đệ tử cuối cùng với triều tịch khô héo cũng mang đầy tức giận và phẫn hận hoặc lựa chọn bạch tiểu thuần hoặc lựa chọn tông khuyết nhưng nhìn chung thì phía bạch tiểu thuần cũng bị bọn họ nhìn chúng nhiều hơn một chút dù sao thì cũng là cái đạo lý đánh kẻ ngã ngựa mà trong mắt mọi người thì bạch tiểu thuần bên này đúng là đang tràn ngập nguy cơ đan khê tông triệu nhu cũng lựa chọn kích sát bạch tiểu thuần có điều khi nàng này kết thúc triều tịch thì đột nhiên phát hiện ra độc thi khôi lỗi công tôn uyển nhi mà mình luyện đặt ở đây nhằm thủ hộ bản thân thế mà lại biến mất không chút tâm tích không có bất kỳ dấu vết nào, ngay cả cảm ứng cũng như tiêu thất mất. Một màn này khiến trong lòng Triệu Nhu chấn động, không dám nghĩ sâu xa hơn, chỉ mang theo ngạc nhiên nghi ngờ mà chạy vội về phía Bạch Tiểu Thuần. Nhanh một chút nữa, trong hai mắt đang nhắm lại của Bạch Tiểu Thuần đã tràn ngập tơ máu. Hắn rất sốt ruột, muốn nhanh hơn nữa. Hắn không thể để cho đồng môn ngoài động phủ, vì bảo vệ chính mình mà phải đánh đổi cả mạng sống. Đúng lúc này, động phủ đột nhiên chấn động, tựa như đất sung núi chuyển, nơi ở của Bạch Tiểu Thuần bị một lực lượng to lớn trực tiếp oanh mở, Màn sáng phòng hộ do phù lục tạo thành cũng nhanh chóng chia năm xẻ bảy tan vỡ. Dưới sự vây công của nhiều người như vậy, phù lục của Bạch Tiểu Thuần có thể kiên trì tới bây giờ cũng đủ để vượt qua tất cả các trận pháp và chuẩn bị phòng hộ của các thiên kiêu khác rồi. Nhưng đến lúc này, vẫn phải bị tan vỡ. Trận pháp sụp đổ, đám đệ tử Tam Tông trực tiếp tràn vào trong động phủ của Bạch Tiểu Thuần, mỗi người đều triển khai ra thần thông đánh thẳng về phía hắn. Cũng may Phương Lâm và Cửu Đảo bị Hầu Vân Phi và Bắc Hàn Liệt cầm chân, không cách nào rút ra được lại có thêm hai đệ tử địa mạch trúc cơ linh khê tông khác cùng vây công nên lúc này bốn phía xung quanh bạch tiểu thuần cũng chỉ có đa số là đệ tử ngưng khí mà thôi nhân số đám người kia tuy nhiều thuật pháp cũng không ít nhưng ngay khi đánh đến bạch tiểu thuần thì lại bị thần hạc thuẫn bên người hắn cấp tốc ngăn cản lại chỉ là thực lực hầu vân phi và bắc hàn liệt khi còn là ngưng khí đã không cách nào sánh ngang với phương lâm và cửu đảo nên trúc cơ cũng không thể bằng được cho dù đã dựa vào nhân số mà vây công lấy kềm chế là chính nhưng vẫn liên tục rơi vào tình thế hung hiểm mà bị trọng thương. Nhưng dù có phun ra máu tươi thì Hầu Vân Phi vẫn cứ điên cuồng xông lên ngăn cản như cũ. Bắc Hàn liệt trần trừ một chút, khóe miệng y cùng tràn ra đầy máu tươi, thương thế trong người rất nặng bèn hơi lùi lại phía sau. Y đã hết sức giúp đỡ, nhưng không muốn vì Bạch Tiểu Thuần nơi này mà phải đánh đổi cả tính mạng mình. Lúc này khi y nhìn thấy động phủ đã sụp đổ, thì cảm thấy đại thế đã mất bèn lập tức lùi lại. Phương Lâm cũng không tiếp tục truy sát, nháy mắt đó gã lao thẳng về phía Bạch Tiểu Thuần, cùng với đám đệ tử ngưng khí với ý định đánh vỡ thần hạ thuẫn bên ngoài thân thể của bạch tiểu thuần muốn chết sát cơ trong mắt cửu đảo lóe lên gã trúc cơ chưa lâu vì lo lắng đạo cơ bất ổn nên không dám vận dụng quá nhiều tu vi nhưng hầu vân phi trước mắt lại như không thèm để ý đến đạo cơ có bất ổn hay sụp đổ hay không mà cứ điên cuồng ra tay mới khiến gã bị kềm chế đến mức này lúc này gã gầm nhẹ lên trong lòng cũng đã nổi nóng lực lượng mẫn diệt bộc phát xung quanh gã hình thành nên một mảnh diệt tuyệt đột nhiên khuếch tán đánh thẳng lên người hầu vân phi vốn không kịp né tránh hầu vân phi phun ra máu tươi cả người bị cuốn ngược ra phía sau xương cốt vỡ vụn ra không ít máu tươi trong người không kềm được mà trào ra ngoài miệng y muốn gắng ngượng đứng dậy như không sao làm được chỉ đành bi ai nằm đó nhìn về phía bạch tiểu thuần nơi xa nhưng không nhìn thấy được thân ảnh của hắn mà chỉ thấy hơn trăm người đang vây công tiểu thuần đều tại ta vô dụng về phần những đệ tử linh khê tông khác cũng đều đang trọng thương cũng may tất cả đám đệ tử tam tông lúc này đang phải tranh thủ thời gian diệt sát bạch tiểu thuần nên cũng không có ý tử chiến với đám đệ tử linh khê tông dù sao thì tất cả các đệ tử tam tông lúc này đều muốn là người đầu tiên diệt sát bạch tiểu thuần vì là người càng gần hắn thì khi bạch tiểu thuần tử vong càng hấp thu được địa mạch khí bộc phát ra nhiều hơn đám đệ tử linh khê tông gần như đã cạn kiệt sức lực không còn đủ chiến lực nữa đành đắng chát và đầy bi thương nhìn bạch tiểu thuần đang bị hơn trăm người vây công tiếng vang kinh thiên phương lâm và cửu đảo vốn là thiên kiêu lại là địa mạch trúc cơ bảy lần triều tịch, mang theo hơn 100 đệ tử ngưng khí oanh kích xuống. Thần Hạc Thuẫn bên ngoài thân thể Bạch Tiểu Thuần nhanh chóng xuất hiện vết nứt. Bạch Tiểu Thuần, ngươi chết đi, đem địa mạch khí của ngươi quay ngược lại thế giới này, Phương Mỗ không cách nào tiếp tục triều tịch nhưng lại có thể khiến đám đệ tử Đan Khê tông ta có thêm địa mạch trúc cơ. Bạch Tiểu Thuần, quyết không cho phép ngươi thành công ngưng tụ. Đám người bốn phía gào thét đồng loạt ra tay, Thần Hạc Thuẫn nổ vang một tiếng, rồi sụp đổ vỡ tan, ngay khi pháp bảo của trưởng môn sư huynh đưa cho Bạch Tiểu Thuần bị vỡ nát, thì đột nhiên có tiếng hạc hót lên, thần hạc hồn đột nhiên lao ra bao phủ lấy Bạch Tiểu Thuần, tiếp tục ngăn cản đám người bốn phía. Nhưng rất nhanh cũng ảm đạm xuống, ngay khi thần hạc hồn ảm đạm đi thì một nhóm đệ tử Tam Tông triều tịch héo rũ đợt cuối cùng, cũng xuất hiện ở nơi này rồi gia nhập vào cuộc vây công. Những người này dù sao cũng là địa mạch trúc cơ, nhiều nhất là năm lần triều tịch, ít nhất là một lần triều tịch, sự xuất hiện của bọn hắn với chỉ vẻn vẹn một lần ra tay đã khiến thần hạc kia kêu lên một tiếng rồi trực tiếp tán loạn nhất là đan khê tông triệu nhu xuất thủ cực kỳ tàn nhẫn giờ khắc thần hạc tan vỡ trong chớp mắt đó đã điểm ra một chỉ định xuyển thủng mi tâm của bạch tiểu thuần coi như chín lần triều tịch của ngươi bị gián đoạn chỉ còn lại chúc cơ tám lần triều tịch cũng khó mà thoát chết được linh khê tông đều đáng chết dung nhan tuyệt mỹ của triệu nhu lúc này lại đầy vẻ oán độc nháy mắt nữa là sẽ đụng đến mi tâm của bạch tiểu thuần chỉ là hình ảnh đầu của Bạch Tiểu Thuần phải nổ tung lên như trong tưởng tượng của nàng lại chưa từng xuất hiện, mà lại bị một cỗ đại lực bỗng nhiên bắn ra, phải lùi ra sau mấy trượng. Những công kích của người khác cũng lần lượt rơi xuống người Bạch Tiểu Thuần. Tiếng nổ vang ngập trời, làn da đen khắp toàn thân Bạch Tiểu Thuần lúc này đột nhiên tràn ra hắc mang, ngăn cản lấy toàn bộ. Chết tiệt, hắn vẫn còn phòng hộ, Bạch Tiểu Thuần chuẩn bị phòng hộ này, thâm hậu như vậy hẳn là hắn nhất định chắc chắn bản thân mình có thể chiều tịch 9 lần, biết sẽ khiến nhiều người phẫn hận nên mới chuẩn bị nhiều như vậy bao nhiêu nữa cũng vô dụng thôi, hắn nuốt vào bao nhiêu địa mạch khí thì hôm nay phải nhả ra bấy nhiêu đấy. Thuật pháp khuyết tán, bảy tám tu sĩ trúc cơ đồng loạt ra tay, hơn trăm đệ tử ngưng khí toàn lực oanh kích. Cho dù là pháp bảo bảo mệnh mà Lý Thanh Hậu đưa cho Bạch Tiểu Thuần, thì cũng nhanh chóng vặn vẹo, trụ vững được ít lâu rồi một tiếng kết vang lên, bị đánh vỡ tan, lại hóa thành chiếc vòng trên cổ tay Bạch Tiểu Thuần. Trên vòng lúc này cũng đã có mấy vết dạn, nếu không phải những người vừa mới trúc cơ này không dám xuất toàn lực, vì sợ rơi vào tính toán của người khác thì sợ là chiếc vòng này sẽ hoàn toàn vỡ nát rồi. Ngay khi hắc mang tiêu tán đi, đã lộ ra bạch tiểu thuần với toàn thân từ trên xuống dưới được bao trùm bởi ánh vàng kim vô tận. Tựa như kim thân, giết, ánh mắt triệu nhu lộ ra vẻ khôi khỏa, trong nháy mắt đã lướt tới gần, ngón trỏ nâng lên. Đang lúc muốn tiếp tục một chỉ xuyên thấu qua mi tâm bạch tiểu thuần, thì ngay lúc đó, hai mắt bạch tiểu thuần đột nhiên mở ra. Đó là một đôi mắt, tựa như của dã thú, mang theo vô tận điên cuồng, càng theo đó là vẻ giận dữ ngút trời. Giờ khắc này, tựa như toàn bộ thế giới chợt đông cứng lại. Chương 160, Trảm Thiên Kiêu, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Tại thời khắc Bạch Tiểu Thuần mở to mắt, hắn thấy được vẻ giữ tên của Cửu Đảo, sự tàn nhẫn của Phương Lâm, thấy được hành động của những tu sĩ trúc cơ kia, gồm cả ngón trỏ của Triệu Nhu trước mắt đang vươn lên cách mi tâm của hắn chỉ còn một tấc, lúc này dung nhan tuyệt mỹ của ả đã biến thành vẻ oán độc. Vạn vật như dừng lại trước mắt hắn, tất cả như đều trở nên chậm chạp, chậm đến mức hắn cảm thụ được rõ ràng vòng chiều tịch thứ 9 của bản thân, tất nhiên lúc này đã chấm dứt, đang khuếch tán trong cơ thể, ngừng tụ thanh linh hải thứ 9 trong đan điền. 9 tầng linh hải, mỗi tầng đều tràn đầy, tỏa ra linh lực vô tận, đang dũng mãnh chảy khắp toàn thân, đồng thời 9 tầng linh hải đang nhanh trong ngưng kết, cùng cùng hình thành. Đạo cơ, những người này không biết rằng, tại thời khắc hoàn thành, địa mạch đỉnh phong, 9 tầng chiều tịch, không giống những địa mạch trúc cơ khác cần một chút thời để hoàn thiện, mà là hoàn thiện trong nháy mắt. Khi hoàn thiện trúc cơ, một cảm giác cường đại chưa từng có lan tràn trong cả thể xác và linh hồn Bạch Tiểu Thuần, linh lực của hắn chưa từng khổng lồ như vậy, nguyên khí của hắn chưa bao giờ tràn trề như thế, hắn cảm nhận được cơ thể đang tản mát ra sức sống vô hạn khủng bố, đó là biểu hiện Thọ Nguyên tăng lên. Đồng dạng, hắn cũng cảm nhận được bất tử bì của bản thân đột phá từ bất tử ngân bì thành bất tử kim bì. Sức mạnh của tất cả phương vị trên thân đều đột nhiên tăng mạnh, toàn bộ đều cường hãn, mang đến cảm giác sinh mệnh ở cấp độ khác với thường nhân từ nay về sau hắn đã không còn là phàm nhân mà đã chân chính trở thành kẻ siêu phàm thoát tục là tu sĩ nhưng cái giá phải trả cũng thật đắt bạch tiểu thuần cũng hiểu không sống ngu chết hiểu rằng mạnh được yếu thua thấy được con đường để có được trường sinh dù hắn không thích đánh đánh giết giết nhưng con đường này quá chật hẹp hắn nguyện ý đi cùng người khác nhưng qua nhiều người lại không muốn hắn đi cùng hắn càng thấm thía rằng nhiều khi không phải là người muốn đi giết người mà là người khác muốn giết ngươi lúc đó hoặc là người nhắm mắt chờ chết hoặc là phải cam phẫn mà rút đao hắn thấy được bốn phía bên ngoài động phủ đã tan nát thấy được những đệ tử linh khê tông đã trọng thương khóe miệng hầu vân phi đang dỉ máu không chịu được nữa mà hôn mê hắn cảm động thậm chí khóe mắt đã ươn ướt đó là đồng môn của hắn giống như là người nhà vậy từng đệ tử linh khê tông hắn đều quen biết hắn thấy được thi thể của đồng môn thâm tâm hắn đau đớn giống như cảnh chu hữu đạo tử vong ánh mắt mắt đỏ lên phẫn nộ đó là vô hạn phẫn nộ hắn phẫn nộ vì bị mọi người vây công, phẫn nộ vì đệ tử linh khê tông vì hắn và tử thương, phẫn nộ vì hắn rõ ràng thấy mình không chiêu chọc những người này nhưng bọn hắn lại muốn mạng của mình. ta tu hành vì trường sinh, không muốn đánh đánh giết giết, nhưng không có nghĩa là ta sẽ không giết người. trong giây lát ánh mắt bạch tiểu thuần trở thành huyết sắc, trong mắt hắn cả thế giới thành màu máu, toàn thế giới trở nên chậm chạp đã chấm dứt. đồng môn linh khê tông vì bảo vệ ta mà chiến, bạch tiểu thuần ta cũng có thể vì họ trúc cơ mà chiến. địa mạch trúc cơ ta muốn toàn bộ đồng môn ở đây đều địa mạch trúc cơ. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần phẫn nộ ngập trời, khi hắn nói xong lời thế, coi bốn phía hết thảy đều bình thường, chiếu nhu trước mắt vẫn tàn nhẫn như thế, ngón trỏ sẽ xuyên qua mi tâm Bạch Tiểu Thuần nhưng đột ngột dừng lại, không thể tiến thêm chút nào, không biết tay phải Bạch Tiểu Thuần nâng lên từ lúc nào, nhanh đến mức Triệu Nhu không thể cảm nhận được, khẽ khàng bắt được cánh tay của ả. À. Không, Triệu Nhu kinh sợ, muốn tự đoạn tay để lui ra sau. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lóe lên sát cơ, nắm chặt, vang lên những tiếng rắc rắc, Triệu Nhu hét thảm một tiếng, cả cánh tay nát vụn, đồng thời Bạch Tiểu Thuần đứng dậy, nước lên một bước, cả người đụng vào thân thể Triệu Nhu, lập tức phát ra những âm thanh ken két, ngực Triệu Nhu bị lõm xuống, phát ra tiếng thét thê lương, phun ra máu tươi, ngay khi muốn đào tẩu thì toàn thân vang lên oanh, toàn thân tan vỡ. Trong nháy mắt khi đạo cơ trong cơ thể ả tan vỡ, do vừa mới trúc cơ, địa mạch chi khí chưa được củng cố, nên khi ả chết đi, đại lượng địa mạch chi khí cũng thoát ra khi cơ thể tan vỡ, bị Bạch Tiểu Thuần phất tay áo, dồn hết về phía các đệ tử Linh Kê Tông. Mọi thứ chỉ phát sinh trong nhát mắt, tóc Bạch Tiểu Thuần phất lên, không dừng lại động tác chút nào bước ra ngoài, xuất hiện trước mắt một đệ tử hai lần chiều tịch của huyết Khê Tông, tốc độ quá nhanh, tên đệ tử này còn chưa kịp phát hiện, tay phải Bạch Tiểu Thuần đã nâng lên, khẽ đưa về phía cổ họng rồi bóp mạnh, vang lên âm thanh răng rắc rồi vỡ vụn. Vung mạnh thân thể tên đệ tử kia, ném về phía các đệ tử Linh Khê Tông, giống như lúc trước khi thân thể tan vỡ, đại lượng địa mạch chi khí bộc phát. Bạch Tiểu Thuần lại bước tới lần nữa, đã xuất hiện trước mặt một đệ tử khác ba lần chiều tịch trúc cơ của Huyền Khê Tông, nện xuống một quyền, thân thể tên tử này phình to ra, ầm ầm tan vỡ. Không hề dừng lại, Bạch Tiểu Thuần bước tiếp bước thứ ba, xuất hiện trước một đệ tử một lần chiều tịch của Đan Khê Tông, khí tức của Thủy Trạch Quốc độ hơi tràn ra, chỉ là khí tức, liến khiến tên đệ tử này hai mắt tràn ngập tơ máu, trực tiếp nổ tung, ngay sau đó, cả đầu cũng tan nát thân thể của hai kẻ này cũng bị vứt lên, đại lượng địa mạch chi khí tràn ra được cuốn về phía đệ tử Linh Khê Tông. Đến lúc này, Bạch Tiểu Thuần mới dừng chân, từ lúc hắn đánh chết Triệu Nhu bây giờ, thời gian chỉ trong nháy mắt. Khi hắn đứng lại, bốn phía mới phát những âm thanh kinh hô, mọi người đang liều chết xông đến, từng người đều hoảng sợ khi chứng kiến, Bạch Tiểu Thuần vốn khoanh chân ngồi, biến mất, lúc xuất hiện thì ngay trước mắt mọi người. Trong nháy mắt, toàn thân Triệu Nhu tan vỡ, thân thể ba tu sĩ trúc cơ của Đan Khê Tông, Huyền Khê Tông, huyết khê tông đều tan vỡ, cũng tại thời khắc này, nồng đậm địa mạch chi khí bộc phát, khiến toàn bộ đệ tử linh khê tông sướng sờ. Chư vị đồng môn linh khê tông, lập tức địa mạch trúc cơ, ta sẽ hộ pháp cho các ngươi. Thanh âm của Bạch Tiểu Thuần truyền ra cuồn cuộn như thiên lôi, lập tức tất cả đệ tử linh khê tông khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu hấp thu địa mạch chi khí. Loại địa mạch chi khí tràn ra từ cơ thể của tu sĩ trúc cơ, có thể trực tiếp hấp thu để trúc cơ mà không cần địa mạch khí dẫn. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức khiến đầu óc của những người khác ở bốn phía vang lên ông ông da đầu run lên khi những thanh âm hít vào truyền ra một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt truyền ra từ trên thân bạch tiểu thuần trong mắt cửu đảo như muốn lồi ra không thể nào tin toàn thân phương lâm run lên bần bật trong nháy mắt huy nhục toàn thân đều như muốn nhắc nhở gã bạch tiểu thuần trước mặt đáng sợ đến không thể hình dung không thể nào trong nháy mắt những người ở đây đều bị một màn này làm cho hoảng sợ mắt bạch tiểu thuần hiện lên sát cơ lần nữa động thủ hắn bước ra một bước đã xuất hiện trước mặt cửu đảo, nện xuống một quyền. Cơ thể cửu đảo truyền ra một tiếng nổ mạnh, phu ra máu tươi, gã phát ra một tiếng bén nhọn, dồn tất cả lực lượng sinh mệnh, bộc phát tất cả, đấu. Cùng bạch tiểu thuần, sắc mặt gã trắng bệnh, không một chút chần chờ, lui gấp về sau, bay nhanh bỏ chạy. Ánh mắt bạch tiểu thuần lóe lên, trong cơ thể tên cửu đảo này có một lực lượng sinh cơ kỳ dị, vừa rồi đã chung lực lượng sinh cơ cùng mình đấu một chiêu, mặc đắc không bằng bản thân, nhưng cũng rất mạnh mẽ. Thân thể bạch tiểu thuần nhoáng một cái, không có truy kích, mà xuất hiện trước mặt Phương Lâm, hai ngón tay phải kẹp thẳng tới yết hầu. Mặc Phương Lâm ngăn cản thế nào, mặc gã thi triển thuật pháp hay pháp. Bảo, tại thời khắc này đều tan vỡ trước song chỉ của Bạch Tiểu Thuần. Song chỉ của Bạch Tiểu Thuần thế như trẻ tre, dễ dàng kẹp lấy cổ Phương. Lâm rồi bóp mạnh, toái hầu tỏa, sắc sắc, Phương Lâm mở to mắt, khi mau tươi tràn ra, bảy tầng đạo cơ trong cơ thể gã sụp đổ trong nháy mắt, tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra, thân thể bị ném ra ngoài, ầm ầm tan vỡ trước mặt các đệ tử linh khê tông hóa thành địa mạch chi khí nồng đậm gấp mấy chục lần khiến cho n hướng đệ tử linh khê tông đều run rẩy hấp thu một cách điên cuồng lại yếu hơn cửu đảo nhiều như thế bạch tiểu thuần đánh chết phương lâm ánh mắt hắn lóe lên nhưng ngay lúc này một hồn hỏa màu đen xuất hiện từ cơ thể tan vỡ của phương lâm ý đồ đào tẩu nhưng lại bị bạch tiểu thuần một bước tiến đến túm lấy một khuôn mặt lộ ra từ trong hồn hảo kia nhưng lại không phải gương mặt của phương lâm mà một gương mặt nửa đen nửa trắng hắn nhìn Bạch Tiểu Thuần chằm chằm, núng nở nụ cười quỷ dị. Được đấy, cái hồn hào này của ta lại gặp được một người cùng thế hệ có chút ý tứ như ngươi, chết cũng không uổng, sau này chúng ta còn cơ hội gặp lại đấy. Lời vừa nói xong, hồn hỏa tự tiêu tán, người ngoài không hề nhìn thấy một màn này, ngay cả giọng nói cũng là truyền trực tiếp vào tâm thân của Bạch Tiểu Thuần. Giả thân giả quỷ, Bạch Tiểu Thuần hư lạnh, đến lúc này, mọi người khắp bốn phía mới hoàn toàn phản ứng kịp, từng kẻ kêu lên thê lương thảm thiết, cấp tốc lui ra sau, Sợ đến hồn phi phách tán, ý đồ đào tẩu. Với bọn hắn, lúc này Bạch Tiểu Thuần chính là ma thần. Triệu Nhu chết rồi, Phương Lâm chết rồi, Cửu Đảo trọng thương đào tẩu. Trời ạ, à, đây là, đây là là địa mạch đỉnh phong sao? 800 năm trước vô cực tử huyết khê tông chính là địa mạch đỉnh phong, lần đó toàn bộ đệ tử Tam tông trong Vân Kiếm Thâm uyên, gần như diệt sạch. Khi những tiếng kêu thê lương truyền ra, hơn trăm người ở bốn phía, từng kẻ đều điên cuồng như nhau, dốc sức liều mạng đào tẩu, tâm thần chúng run rẩy đã bị sự khủng bố của Bạch Tiểu Thuần chấn nhiếp hoàn toàn. Cùng lúc đó, đệ tử Linh Khê Tông đều run rẩy, mỗi người đều kích động, Bắc Hàn Liệt hít thở dồn dập, nhìn Bạch Tiểu Thuần khiến nội tâm hắn càng phức tạp, nhưng sự cứng cỏi trong nội tâm vẫn như trước không giảm, quyết tâm vượt qua Bạch Tiểu Thuần càng lớn thêm. Bạch Tiểu Thuần không có đuổi theo, thân thể hắn nhoáng một cái, đã xuất hiện bên người Hầu Vân Phi, tay phải nâng lên vỗ mạnh một cái, đại lượng địa mạch chi khí bị cuốn đến dung nhập vào cơ thể Hầu Vân Phi, vì để chữa trị đạo cơ của Hầu Vân Phi đã bị héo rũ vì bị gián đoạn lúc trước, sau khi hấp thu địa mạch chi khí, lúc này lại xuất hiện dấu hiệu triều tịch. Hầu Vân Phi tỉnh lại, nhìn Bạch Tiểu Thuần mỉm cười. Bạch Tiểu Thuần cảm kích nhìn đồng môn linh khê tông, hắn thấy mọi người ở bốn phía đang khoang chân ngồi trúc cơ, hắn nhận ra tất cả không có ai có thể ba lần triều tịch, tối đa cũng chỉ một hai lần, dù có Bạch Tiểu Thuần trợ giúp nhưng địa mạch chi khí chia cho tất cả mọi người, vẫn là quá ít. Dù như vậy, cũng đã khiến tất cả mọi người cảm động xem ra địa mạch chi khí không đủ rồi. Bạch Tiểu Thuần muốn giúp Hầu Vân Phi tăng tốc độ hấp thu địa mạch chi khí, nhưng nơi này không có nhiều, hắn ngẩng đầu, ánh mắt hướng về phía bầu trời ở nơi xa, chỉ nơi đó còn có triều tịch. Đó là đề cử triều tịch của Tống Khuyết, lúc trước người khiến người khác tới giết ta, năng cản ta chín lần triều tịch, không đáp lại ngươi thì không phải là phong cách làm việc của Bạch Tiểu Thuần ta. Ngăn cản triều tịch của ngươi sẽ giúp Hầu Đại ca có thể địa mạch chi khí. Mắt Bạch Tiểu Thuần lóe lên hàn quang, nhưng hơi chần chừ, ở đây có không ít đồng môn, đang cần hắn hộ pháp. Bạch Tiểu Thuần, người đi đi, ta và người tuy có ân oán riêng, nhưng ta cũng không muốn huyết khê tông xuất hiện một vô cực tử thứ hai, người cứ đi ngăn cản tống khuyết, ta sẽ thủ hộ đồng môn. Bác Hàn liệt hít mạnh, bỗng mở miệng, hắn cũng cảm nhận được vòng chiều tịch tiếp tho của bản thân đã tắt, cũng bắt đầu có dấu hiệu khởi động lại. Bạch Tiểu Thuần liếc nhìn Bác Hàn liệt thật sâu, nội tâm hắn có ái náy, cũng có cảm khái, hắn cúi đầu ôm quyền thật sâu, quay người hóa thành cầu vòng, đạp không mà đi, thẳng đến. Tống Khuyết, chương 161, phế triều tịch của ngươi. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Giờ phút này trận pháp ở chỗ Tống Khuyết đang bị quỷ nha và thượng quan thiên hữu liên thủ oanh kích, thanh âm truyền ra làm bốn phía chấn động, trận pháp kia đã vỡ vụn từng tầng, nhưng vẫn còn có thể tiếp tục chống đỡ. Trên trời, vòng xoáy triều tịch thứ 9 của Tống Khuyết đang ra tốc chuyển động, hấp thu địa mạch chi khí không còn thừa nhiều lắm trong vẫn kiếm thế giới. Bên dưới bờ mi đang nhắm của Tống Khuyết, đôi mắt gã đỏ bừng, cùng lúc tiêu hao thân thể thì gã cũng hấp thuộc toàn bộ tiết điểm lúc trước mình bố trí, hiển nhiên là trừ tiêu hao bản thân, gã còn tiêu hao cả vấn kiếm thế giới. Trong quá trình này, mấy tiết điểm mà người khác không chú ý, dần dần xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn, nhất là chỗ bên ngoài vực sâu lúc trước Bạch Tiểu Thuần gặp tống khuyết, vết nứt càng nhiều, lan tràn ra, khiến thanh thiên ngoại đại kiếm này xuất hiện dấu hiệu muốn chia năm xẻ bảy. Hết lần này tới lần khác cái dấu hiệu này cực kỳ quỷ dị, kể cả bốn người Âu Dương Kiệt bên ngoài núi Tất Phương cũng không phát hiện được nhanh lên một chút, Tống Khuyết hò hét trong lòng, hai tay duy trì động tác ấn xuống đất, tóc bay lên, địa mạch chi khí càng bị rút nhiều, dung nhập vào vòng xoáy triều tịch của gã, khiến vòng xoáy này như muốn triệt để hoàn thành, oanh động toàn bộ thế giới, bầu trời càng ngày càng mỏng manh. Thậm chí trong chuyển động này, những người khác không cảm giác được, chỉ khoanh chân ngồi ở chỗ của gã mới có thể cảm thấy, ở phần cuối của cái vòng xoáy trên trời kia, dường như có một tia. Khí tức yếu đến mức gần như không thể phát hiện, thứ đó khác hẳn với địa mạch chi khí, khí tức kinh người này hoàn toàn áp. Đảo bên trên, khí tức này, chỉ ngồi ở vị trí hiện tại của gã, mới có thể phát hiện, mà vị trí này cực kỳ đặc thù, nó đúng là chỗ của cái tiết điểm cuối cùng trong vấn kiếm thế giới, Tống Khuyết sở dĩ chọn trúc cơ ở đây, chính là bởi vì nguyên do này. Bây giờ Tống Khuyết đã cảm nhận được một tia khí tức đó ở trên trời, lòng hắn kích động, hắn chờ đến ngày này lâu lắm rồi. Địa mạch đỉnh phong đã là cái gì, đây chỉ là bước đầu tiên của Tống Khuyết ta mà thôi, ta muốn, phải, là thiên đạo trúc cơ, chỉ có như vậy, sau khi ta trở lại tông môn, mới có lực lượng đủ mạnh để tranh đoạt thân phận huyết tử trung phong với dì nhỏ tống quân huyền của ta và tên huyết mai chết tiệt kia, trở thành người áp đảo đại trưởng lão, một trong tứ đại huyết tử. Nội tâm tống khuyết phấn khởi, mỗi đời huyết tử, địa vị đều ngang với trưởng môn huyết khê tông, đi đến đỉnh phong nhất định, nếu lại tiến thêm một bước, liền có thể vào tổ phong, địa vị tối cao. Nhưng trong nháy mắt khi vòng chiều tịch thứ 9 của Tống Khuyết sắp hoàn thành, đột nhiên, một vệt cầu vồng từ không trung gào thét mà đến, bên trong cầu vồng chính là Bạch Tiểu Thuần, mắt hắn ngập tràn màu máu, toàn thân sát khí ngập trời, mỗi lần đôi cánh sau lưng hắn vỗ, tốc độ sẽ vào tăng rất nhiều. Tốc độ của hắn lúc này, dưới sự tuôn trào lực lượng của địa mạch chín lần đỉnh phong, nhanh hơn rất nhiều so với khi còn ngưng khí, thậm chí không cách nào so sánh, lập tức liền tới, nháy mắt đã xuất hiện bên ngoài trận pháp của Tống Khuyết. Hắn vừa tới gần, một luồng uy áp kinh người đã bạo phát ra từ thân thể Bạch Tiểu Thuần, tạo thành lực áp chế làm hai mắt quỷ nha co rút lại, gã lo lắng đạo cơ trong người bất ổn, nên lúc trước ra tay vẫn có điểm lưu lại, bây giờ chứng kiến uy áp của Bạch Tiểu Thuần, y hừ lạnh một tiếng, không muốn đụng chạm, hơi lùi về phía sau. Thượng quan Thiên Hữu ở bên cạnh, không bằng quỷ nha, dưới uy áp này, thân thể không chịu nổi, dù sao hắn cũng chỉ là năm vòng triều tịch, lúc này không thể không lui, cười thảm một tiếng, ý nghĩ bất cam trong đáy lòng đã tràn ngập toàn thân. Gã thấy Bạch Tiểu Thuần như mặt trời sáng chói đi đến từng bước một, Loại uy áp này, làm thân thể hắn run rẩy, tu vi cũng có chút bất ổn, đây là áp chế tự nhiên giữa địa mạch đỉnh phong với những địa mạch giả khác. Người nắm giữ địa mạch, Tống Khuyết, thanh âm của Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên truyền ra, đánh vào Tống Khuyết đang ở trong trận pháp, thân thể Tống Khuyết chấn động, mắt gã không thể mở ra, song một loại nguy cơ mãnh liệt, vẫn làm nội tâm gã rơi lộp bộp, gã điên cuồng tăng tốc chiều tịch một lần nữa, ý đồ muốn chấm dứt thật nhanh. Nhưng thanh âm của Bạch Tiểu Thuần giống như thiên lôi, ngay lúc truyền vào trận pháp, bỗng nhiên nổ vang, khiến cho trận pháp run rẩy, mà thân thể Bạch Tiểu Thuần, trong nháy mắt khi bước chân hạ xuống, đã trực tiếp đạp ở trong trận pháp. Một bước hạ xuống, mặt đất nổ vang, trận pháp phát ra âm thanh ken két, vỡ vụn hơn nửa, Thượng Quan Thiên Hữu ở bên cạnh nội tâm run rẩy, chiến ý trong mắt quỷ nha bốc lên, thật lâu mới đè được xuống. Người đã muốn quấy nhiễu chín vòng chiều tịch của ta, thì làm sao ta có thể để chín vòng chiều của ngươi thành công? Bạch Tiểu Thuần nâng tay phải, cả người lấp loáng ánh kim, dưới sự bộc phát toàn bộ của bất tử kim bì, lực lượng thể xác của hắn triệt để bùng nổ, một quyền rơi xuống. Trận pháp lay động, trong tiếng nổ lại tan vỡ lần nữa, Bạch Tiểu Thuần bước chân liên tục, bay vọt về phía trước, một quyền, một quyền, lại một quyền. Tổng cộng bốn quyền, mỗi một quyền đều là toàn lực của bất tử Kim Bì. Mỗi một quyền đều là sự bộc phát sau khi hắn đột phá gông cùng xiềng xích sinh mệnh tầng thứ nhất, mỗi một quyền đều mang theo sự tức giận của hắn, trong nháy mắt khi cả bốn quyền đều rơi xuống, trận pháp bảo vệ tống khuyết, ầm ầm tan vỡ lộ ra kẻ đang khoanh chân ngồi trong trận pháp, không cách nào nhúc nhích tống khuyết. Bạch Tiểu Thuần không dừng lại chút nào, một bước đi tới, tay áo bên phải hất lên, lập tức phía trên tống khuyết bóng dừng lại xuất hiện tử khí, thình lình hóa thành một cái tử đỉnh lớn chừng mấy trượng cực kỳ chân thật, ở trên điêu khắc đồ án phù văn và chim thú rõ ràng, tràn ra hào quang, thậm chí dưới sự thôi thúc của Bạch Tiểu Thuần, những phù văn này đều huyễn hóa ra, những chim thú kia cũng hóa thành hư ảnh, cùng lúc vờn quanh tử đỉnh. Cái tử đỉnh này, ầm ầm đập xuống tống khuyết. Ngươi không thể tự chấm dứt lần chiều tịch thứ 9 của mình, ta liền tới giúp ngươi. Đồng thời tay phải bạch tiểu thuần ấn xuống một cái, trời xanh biến hóa, mặt đất nổ vang, tử đỉnh mang theo lực vạn quân trực tiếp rơi xuống. Đơn vị đo lường thời xưa, một quân 30 cân. Tiếng nổ vang trời, bên ngoài thân thể tống khuyết tràn ra ánh sáng phòng hộ, ý đồ ngăn cản, nhưng chỉ tích tắc khi tầng sáng phòng hộ này va chạm với tử đỉnh, nó lập tức tan vỡ, sau đó còn có một lượng lớn pháp bảo phòng hộ bay ra, vẫn bị phá một cách đơn giản, khiến cho tử đỉnh, trực tiếp đập lên người Tống Khuyết. Tống Khuyết rú lên một tiếng kêu thê lương thảm thiết, mắt gã mở mạnh ra, vốn cho rằng vòng chiều tịch thứ 9 trong cơ thể đã sắp hoàn thành, giờ phút này lại bị Bạch Tiểu Thuần ngang nhiên cắt đứt, ảnh hưởng trực tiếp đến căn cơ, trong đan điền của gã, đạo cơ tầng thứ 9 chưa được ngưng kết đã vỡ vụn từng mảnh. Tại thời điểm vỡ vụn, địa mạch chi khí được hình thành bởi vòng chiều tịch thứ 9 không cách nào lưu lại cơ thể Tống Khuyết, liên tục khuếch tán từ trong người gã, bóp méo bốn phía, vốn phải biến mất ra xung quanh, dung nhập vào thế giới như là trở về thiên địa. Nhưng chẳng biết vì sao, dưới sự nỗ lực tống khuyết, gã đã đem địa mạch chi khí trong cơ thể, ngưng tụ đến một chỗ, hóa thành một cột sáng sông thẳng lên trời, làm như vậy, càng khiến địa mạch chi khí tăng tốc độ quay về thế giới. Mà trên bầu trời, vòng xoáy thứ 9 của gã, giờ phút này cũng ngừng xoay tròn, mắt thường có thể thấy nó bắt đầu sụp đổ. Trong vẫn kiếm thế giới, đệ tử bốn tông thấy được một màn này, toàn bộ đều hoảng sợ, từng người một hét lên kinh ngạc. Tống khuyết đã thất bại hắn bị Bạch Tiểu Thuần trực tiếp cắt đứt lần chiều tịch thứ 9. Trời ạ, à, việc này đã vượt qua thù sinh tử, đó là mối hận hủy đạo. Cảm xúc của tất cả mọi người chấn động mạnh mẽ, hứa Tiểu Sơn ở phương xa đang gấp rút chạy nhanh tới, lúc này bước chân ngừng lại, thở dài, không tiếp tục đến gần. Chỗ xa hơn, cửu đảo lau đi máu tươi ở khóe miệng, đang dốc sức tu hành, giờ phút này có điểm cảm thấy, lại đột nhiên mở mắt, trong mắt lộ vẻ hoảng sợ. Bạch Tiểu Thuần, ở nơi này, đã vô địch, quỷ nha nắm chặt nắm đấm, Gã vốn là một người không có quá nhiều cảm xúc, nhưng tại trước mắt này, cảm xúc không ngừng sinh sôi trong lòng gã, không nói ra được đây là cảm giác gì. Mà Thượng Quan Thiên Hữu thì hít vào một hơi, giống như bị một con rắn độc cắn xé trong lòng, loại điên cuồng này khiến sự ganh ghét của y đối với Bạch Tiểu Thuần đã đến mức cực hận. Bạch Tiểu Thuần, nếu không có ngươi, tất cả mọi thứ lúc này hẳn là của Thượng Quan Thiên Hữu ta đấy. Trong lúc tất cả mọi người ở đây đều bị chấn động, thân thể tống khuyết cũng cấp tốc lui về phía sau, gã phun ra máu tươi ánh mắt đỏ thấm, tóc tai bù xù, ánh mắt kia phảng phất muốn cắn người, phát ra tiếng gào rú đã thê lương đến cực hạn. Bạch Tiểu Thuần, lần chiều tịch thứ 9 của gã đã thất bại, hiện tại chỉ có 8 lần triều tịch đang ngưng kết rất nhanh trong người, lúc gã lùi về phía sau, một luồng tu. Trúc cơ không ngừng mà bạo phát, vượt xa trước đó, càng ngày càng mạnh. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lóe lên, thân thể lao ra trong nháy mắt, trực tiếp nhấc lên âm thanh phá không, lúc xuất hiện đã ở trước mặt Tống Khuyết, toàn thân hắn lấp loáng ánh kim, hai ngón tay phải nhanh như chớp hướng thẳng đến yết hầu tống khuyết toái hầu tỏa trong tích tắc khi va chạm với thân thể tống khuyết hai tay tống khuyết bấm niệm pháp quyết mở mạnh miệng lập tức một quả cầu máu phun ra từ miệng gã quả cầu máu này chỉ có kích thước bằng cái móng tay nhưng nháy mắt khi nó xuất hiện cho dù lúc này bạch tiểu thuần đã đạt đến địa mạch đỉnh phong trúc cơ cũng cảm nhận được một sự nguy hiểm mãnh liệt linh lực ẩn chứa trong quả cầu máu kia gần như khủng bố nhưng giữa lúc nguy hiểm này hết lần này tới lần khác hắn lại có một tia quen thuộc Loại cảm giác này Bạch Tiểu Thuần mới gặp lần đầu, hắn cũng không biết là vì cái gì. Trong nháy mắt, hai ngón tay hắn liền đụng vào quả cầu máu này, tiếng nổ rung trời, giữa Bạch Tiểu Thuần và Tống Khuyết bỗng nhiên bộc phát một đợt trùng kích kinh thiên động địa. Theo sau vụ nổ, cuồng phong gào thét, lực trùng kích quét ngang bốn phía, thời điểm Quỷ Nha và Thượng Quan Thiên Hữu lui nhanh về phía sau, toàn bộ mặt đất như bị một bàn tay vô hình trực tiếp san bằng. Khóe miệng Bạch Tiểu Thuần tràn ra máu tươi, thân thể đạp lui về sau, tâm thần chấn động mạnh, với bất tử kim bì của hắn, vậy mà dưới sự bộc phát của quả cầu máu bé bằng cái móng tay cũng bị chấn thương mặc dù thương thế không nặng nhưng cũng làm bạch tiểu thuần rung động thật mạnh tích tắc khi vừa tiếp xúc với quả cầu máu kia cái cảm giác quen thuộc trong lòng bạch tiểu thuần càng thêm mạnh mẽ chẳng qua hắn suy đoán như thế nào cũng không thể tìm được nguồn gốc của sự quen thuộc đó tại sao lại quen thuộc quả cầu máu này rút cuộc là cái gì bạch tiểu thuần đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tống khuyết giờ phút này tống khuyết đã liên tục phun ra bốn ngụm máu tươi ngược lõm lại thân thể như cánh diều đứt dây bỗng nhiên bị cuốn ngược, thương thế của gã quá nặng so với Bạch Tiểu Thuần. Dù sao lúc trước lần chiều tịch thứ 9 của gã cũng bị cắt đứt, sau khi tu vi trong cơ thể không ngừng ngưng kết, nội tình bản thân gã hiện tại lại ít hơn một bậc so với Bạch Tiểu Thuần, cho nên dù quả cầu máu kia do gã kích phát, gã vẫn bị cắn trả. Nhưng ánh mắt gã vẫn điên cuồng như trước, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần càng thêm dữ tợn. Bạch Tiểu Thuần đang muốn vọt lên, nhưng đúng lúc này, Tống Khuyết không chút dừng lại, chợt xoay người bỏ chạy thật nhanh, giữa lúc chạy trốn, trong tay gã còn xuất hiện một miếng truyền tống ngọc phù vô cùng. Chân quý hung hăng bóp nát, chỉ chốc lát, người hắn được lực lượng truyền tống vây quanh, nháy mắt đã biến mất. Khi xuất hiện, đã ở bên ngoài mấy trăm dặm, lại tăng tốc lần nữa, bay nhanh ra xa. Hy vọng hắn không phát hiện, chết tiệt, hắn đến quá nhanh, chỉ thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút nữa a. À. Nhưng cũng không liên quan, mặc dù ta không đạt đến niệm mạch đỉnh phong, cũng vẫn có biện pháp vượt qua Bạch Tiểu Thuần, chỉ cần ta thành công, nhất định sẽ giết hắn. Tống khuyết nghiến răng, nhấc tay phải lên, một cái la bàn xuất hiện trong tay, cái la bàn này có 9 điểm sáng long lanh, dường như đối ứng với 9 tiết điểm hắn đã bố trí ở thế giới này lúc trước. chương 162, Thiên Mạch Chi Khí, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Thấy Tống Khuyết có trong tay truyền Tống Ngọc Phù chân quý vô cùng, Bạch Tiểu Thuần ánh mắt sáng lên. Hắn dõi theo phương hướng mà Tống Khuyết truyền Tống, mơ hồ cảm nhận được vị trí truyền Tống, ngay lúc đang muốn đuổi theo, bỗng nhiên hắn khựng lại cúi đầu nhìn xuống mặt đất mặt đất lúc này đã bị san bằng vì huyết cầu nổ tung trước đó có gì đó không phải a à, bạch tiểu thuần nghi hoặc tống khuyết đã có truyền tống ngọc phù theo lý mà nói sau khi bị ta chặt đứt lần chiều tịch thứ 9, lẽ ra hắn phải lập tức truyền tống mới phải dù gì thì ta cũng đã hoàn thành trúc cơ chín lần triều tịch còn hắn thì bị cắt đứt nữa chừng triều tịch trong cơ thể đang tan vỡ ngay thời điểm đó đối với hắn thật sự bất lợi vậy mà hắn lại quyết định không lập tức truyền tống lại còn không ngại chịu trọng thương nhất quyết dùng huyết cầu đối kháng cùng ta Bây giờ nhìn lại, chuyện này lại giống như là hắn muốn xóa dấu vết trên mặt đất. Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ thì càng thấy khả nghi, hắn hồi tưởng lại những hành động của Tống Khuyết khi đó. Chỉ phút chốc sau, hai mắt Bạch Tiểu Thuần lóe sáng. Sau khi bị ta cắt ngang chiều tịch, hắn không chỉ làm một chuyện mà là hai. Khi ấy, trong cơ thể hắn chiều tịch thứ 9 bị vỡ vụn, địa mạch chi khí bị tán loạn, đây là chuyện bình thường. Chỗ khác thường là hắn lại ngưng tụ địa mạch chi khí hóa thành cột sáng hất ngược lại trời cao, đẩy nhanh việc trả địa mạch lại bầu trời. Thoạt nhìn thì hai chuyện này như không có gì, nhưng suy xét cẩn thận thì có vấn đề lớn. Hắn đang giấu giếm chuyện gì đó, thứ che giấu ở đây hẳn có liên quan đến bầu trời hoặc trận pháp trên mặt. Đất, suốt cuộc thì hắn muốn ẩn giấu cái gì đây? Nếu ta có thể so chiếu thực trạng bây giờ với trước đây chắc có thể đoán ra được. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu nhìn trời cao, giờ phút này, vì chín vòng xoáy trồng chất của chiều tịch đã không còn nữa và cũng vì địa mạch chi khí đã được tống khuyết trực tiếp trả lại trời cao, mặc dù bốn phía còn vài tiểu tuyển qua, nhưng bầu trời bây giờ rõ ràng lại dày đặc hơn trước đây khá nhiều trước đây bầu trời vì có chín vòng xoáy triều kịch và do sự biến mất của đại lượng địa mạch chi khí mà mỏng manh hơn bây giờ nhiều ánh mắt bạch tiểu thuần lóe sáng sau khi nhận ra chỗ bất đồng hắn lại cúi đầu nhìn mặt đất quỷ nha và thượng quan thiên hữu ở gần đó theo dõi bạch tiểu thuần quỷ nha thì nghi hoặc còn thượng quan thiên hữu chỉ cười nhạt trong lòng rồi quay người bỏ đi bạch tiểu thuần không chú ý đến thượng quan thiên hữu mà chỉ chăm chú nhìn khắp bốn phía mặt đất nơi đây kỳ thật không thích hợp để trúc cơ, vậy mà Tống Khuyết lại quyết định chọn nơi này, về sau lại xóa đi mọi dấu vết. Bạch Tiểu Thuần nhíu mày, đi tới đi lui, mỗi một bước lại ngẩn nhìn trời cao. Lập tức, hắn liền bước đến ngay chỗ Tống Khuyết xếp bằng trước đó, ngẩng đầu nhìn trời cao. Ngay khi định bước đi một bước thì hắn bỗng khựng lại, thần sắc biến đổi, nhìn chằm chằm lên trời. Bầu trời vẫn như thế, dày đặc mịt mờ, chỉ là ngay một sát na đó, không biết có phải là do ảo giác hay không nhưng dựa vào địa mạch đỉnh phong chín vòng chiều tịch trong cơ thể mà Bạch Tiểu Thuần lại cảm giác trên trời cao có một tia. Uy áp khiến lòng hắn kinh hãi, mà cái uy áp này lại khiến hắn dâng lên một thứ khát vọng mãnh liệt, tựa hồ như cùng với chín tầng linh hải trong cơ thể có một liên hệ nào đó. Cái này là, Bạch Tiểu Thuần cơ hồ không tin nổi, thân thể hắn run rẩy, hô hấp dồn dập. Hắn vội vã phóng lên, cấp tốc bay thẳng đến một phương xa. Quỷ nha nhíu mày, khi thấy Bạch Tiểu Thuần rời đi, hắn trầm ngâm rồi bước đến chỗ Bạch Tiểu Thuần vừa đứng, ngẩng đầu nhìn trời cao, nhưng chẳng thấy có gì khác lạ, để có thể phát hiện được sự dị thường kia, hoặc cần phải như Tống Khuyết vốn có trong tay pháp bảo đặc thù nào đó cùng với sự chuẩn bị một số lớn tiết điểm, hoặc phải là người chín lần triều tịch, địa mạch đỉnh phong. Đặc biệt là địa mạch đỉnh phong càng có thể cảm nhận rõ ràng hơn. Sau một lúc, quỷ nha lắc đầu bỏ đi chỗ khác. Không bao lâu sau, Bạch Tiểu Thuần đã quay trở lại, thần sắc hắn trông rất kích động. Hầu Vân Phi theo sát sau lưng. Hầu Vân Phi vốn đang tái triều tịch thì bị Bạch Tiểu Thuần gọi tới đây. Hầu đại ca, hãy ngưng tụ triều tịch ở chỗ này nha. Ta sẽ giúp người gia tăng tốc độ. Ta nghi ngờ, trên cao không chỗ này có chút khí tức đặc thù. Bạch Tiểu Thuần vui vẻ nói. Hầu Vân Phi chỉ cười cười không có hỏi han gì thêm. Hắn tuyệt đối tin tưởng Bạch Tiểu Thuần. Hầu Vân Phi xếp bằng ngồi ngay chỗ Bạch Tiểu Thuần yêu cầu, nhắm mắt bắt đầu ngưng tụ triều tịch. Bạch Tiểu Thuần đến bên cạnh Hầu Vân Phi, giơ tay án ngay sau lưng hắn rồi ngầm vận chín tầng linh hải trong cơ thể, ứng hợp với Hầu Vân Phi nhằm ra tốc sự vận chuyển triều tịch. Chỉ phút chốc, vòng triều tịch thứ tư của Hầu Vân Phi đã xuất hiện, tạo thành vòng xoáy thẳng lên trời cao, thu hút địa mạch chi khí từ bốn phía anh động cuốn lại. Nhưng Bạch Tiểu Thuần vẫn cảm thấy quá chậm, hắn vận chuyển toàn thân tu vi, đem vào lực lượng triều tịch địa mạch đỉnh phong của mình thúc đẩy vào người Hầu Vân Phi khiến cho vòng triều tịch liên tiếp thứ năm, thứ sáu lập tức ầm ầm xuất hiện. Chuyện này, chỉ có Bạch Tiểu Thuần là có thể làm, người khác không làm được. Đây là lực lượng đặc thù của địa mạch đỉnh phong, chỉ là nó có chỗ giới hạn, giúp một người thì còn được, chứ là giúp cho hai người sẽ khiến cho tình trạng địa mạch đỉnh phong của Bạch Tiểu Thuần giảm xuống. Ngay từ đầu chủ ý của Bạch Tiểu Thuần chính là thu hút bất sự nồng đậm của địa mạch chi khí ở chỗ này, đồng thời cũng dùng nó để giúp đỡ Hàn Vân Phi. Hầu Vân Phi chấn động tâm thần, hắn biết rõ lúc này chính là cơ duyên mà. Trước đây bản thân không dám trông mong, ba vòng chiều tịch thứ tư, thứ năm, thứ sáu đồng loạt triển khai tạo nên một hấp lực khiến địa mạch chi khí từ bốn phương trời bị điên cuồng hấp thu đi. Tiểu thuần, Hầu Vân Phi cảm động nhìn Bạch Tiểu Thuần, Bạch Tiểu Thuần mỉm cười, chẳng qua là, huynh đệ chúng ta trợ giúp lẫn nhau mà thôi. Ta cũng cần địa mạch chi khí nơi đây bị tiêu tán bớt để ta có thể dễ dàng thấy rõ một số chuyện. Bạch Tiểu Thuần sợ Hầu Vân Phi lo nghĩ đại ân khó báo, vì vậy thốt lời xoa dịu. Tuy nhiên Hầu Vân Phi vẫn hiểu rằng, mặc dù sự thật là như thế nhưng Bạch Tiểu Thuần cũng vì hắn Hầu Văn Phi mà giúp cho cơ duyên này. Thật không uổng công trước đây hắn đã sẵn sàng trả giá sinh mệnh để thủ hộ cho Bạch Tiểu Thuần. Tuy Bạch Tiểu Thuần cũng muốn giúp Hầu Vân Phi đạt đến bảy lần triều tịch, nhưng đây đã là cực hạn của Hầu Vân Phi, khó có thể làm hơn. Giờ khắc này, ba vòng triều tịch đồng thời chuyển vận, cuối cùng cũng khiến trời cao mỏng manh đi. Ngay lúc này, Bạch Tiểu Thuần liền cảm nhận được ở nơi thăm thẳm trên không có một tia khí tức như có như không đang dần dần giáng xuống, khí tức này tràn ngập tính thần thánh, cơ hồ như thiên đạo chi nhãn đang từ từ mở ra khiến cho toàn bộ trời đất run rẩy. Bạch Tiểu Thuần sau khi xác định rõ ràng thì thân thể hắn cũng run lên, trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Thiên, thiên mạch chi khí, quả nhiên như trưởng môn nói, trong cái thế giới vẫn kiếm này, đúng là có ẩn giấu một tia thiên mạch chi khí duy nhất, có thể giúp người phục dụng đạt được thiên đạo trúc cơ. Thiên đạo trúc cơ, có thể gia tăng thọ nguyên 500 năm, Bạch Tiểu Thuần như bị sét đánh trúng, hắn toàn thân huyết nhục giờ khắc này run rẩy đầy kích động. Cùng lúc đó, ở ngoài mấy trăm dặm, Tống Khuyết đang xếp bằng trong một sơn cốc, không ngừng thao tác một la bàn trong tay lo việc chuẩn bị. Bỗng nhiên, thần sắc hắn biến đổi, vội vã ngẩng đầu nhìn về chỗ của Bạch Tiểu Thuần, thấy được mây trời nơi đó đang mỏng đi nhanh chóng. Mắt hắn trợn tròn, trong óc như vang động một tiếng ô, ô, ông cảnh báo. Không xong, Tống Khuyết kinh hoàng đến phát điên, tia thiên mạch chi khí kia vốn đã được huyết khê tông nghiên cứu bao nhiêu năm, qua nhiều thế hệ đúc kết, mãi đến khi vô cực tử năm đó đạt được chút cơ địa mạch đỉnh phong thì mới được hoàn thiện. Hơn nữa, suốt mấy nghìn năm qua, tông môn phải hao phí rất nhiều tài nguyên để thôi diễn tính toán mới có thể tìm được phương pháp dẫn động nó. Đến thế hệ này, Tống Khuyết vì là một trong vài đệ tử mà tông môn coi trọng nhất, lại thêm hắn Tống ra đã bỏ ra một đại giới khó tưởng, mới có thể đem những hiểu biết kia từ trong tay vô cực tử về cho hắn. Hơn nữa, để có được cơ hội hiện tại, Tống Khuyết cũng đã chuẩn bị rất nhiều, kể cả việc hao phí nhiều thời gian để mở ra mấy tiết điểm, tất cả những chuyện này đều vì để dẫn động tia thiên mạch chi khí kia giáng xuống. Nguyên bản theo kế hoạch, ở vị trí thiết điểm mà hắn chúc cơ, ngay thời điểm hắn chấm dứt 9 lần triều tịch, dựa vào lực lượng của 9 lần chiều tịch để dẫn động, cũng như dựa vào la bàn để phụ trợ, hắn có thể dẫn dắt thiên mạch chi khí dung nhập cơ thể và trở thành thiên đạo trúc cơ. Chẳng dè hắn bị Bạch Tiểu Thuần cắt ngang, buộc phải xóa đi dấu vết mà chạy trốn. Khi đến chỗ này, vốn là một vị trí thiết điểm khác gần nhất với thiết điểm kia, hắn vốn định sử dụng la bàn để dẫn dắt tia thiên mạch chi khí kia từ nơi ẩn nấp ban đầu, chậm rãi di rời đến đây. Thật không ngờ, bạch tiểu thuần đã phát hiện ra manh mối lại có thể dẫn động khiến tia thiên mạch chi khí kia bắt đầu có dấu hiệu hàng lâm tuy hiện tại chỉ mình hắn và bạch tiểu thuần mới có thể cảm nhận được nhưng e là chăng bao lâu nữa vào thời điểm giáng trần toàn bộ tu sĩ trong vẫn kiếm thế giới đều sẽ phát hiện ra đáng chết đáng chết đáng chết tống khuyết gần như điên cuồng vò đầu bức tóc không thể tiếp tục chuẩn bị nữa cũng không thể tiếp tục chờ đợi hết thảy đều đã muộn xem ra tia thiên mạch chi khí kia đã bắt đầu hàng lâm dù việc dẫn động quá sớm sẽ khiến mọi người chú ý, nhưng ta không cần biết. Cần nhanh chóng thừa dịp tia thiên mạch chi khí kia còn chưa hoàn toàn lựa chọn địa điểm hàng lâm mà phải cứng rắn dẫn tới đây. Tống khuyết nổi điên, cắn chót lưỡi phun máu lên la bàn, hai tay bấm niệm pháp quyết, hướng la bàn nhấn mạnh, đồng thời gầm lớn. Thiên mạch chi khí, hàng lâm nơi đây, trong nháy mắt, từ la bàn bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh thiên động địa, trực tiếp đánh thẳng lên thiên không, xuyên qua hư vô, kết nối với tia thiên mạch chi khí kia, tạo thành hấp dẫn. Tia thiên mạch chi khí này vốn dĩ đang từ từ chậm rãi trầm xuống, nhưng ngay lúc này đột nhiên chấn động mãnh liệt, rồi lập tức giáng xuống, xuất hiện giữa trời cao. Chỉ trong tích tắc, toàn bộ trời đất lập tức bị phủ lên một màu vàng óng, quang mang chớp chớp chiếu rọi khắp tám phương, mà ngay chính giữa quang mang là một đám khí tức trông như vầng thái dương. Đó là một tia kim sắc khí tức, trí cao vô thượng, thiên đạo chi uy, vạn chúng ngóng nhìn. Đó là trong cả vẫn kiếm thế giới, độc nhất vô nhị. Đó là trong cả tu chân giới, số lượng cũng có hạn, kinh diễm tuyệt luân vạn năm hiếm thấy. Đó là, 500 năm thọ nguyên được gia tăng, đè bẹp toàn diện địa mạch đỉnh phong trúc cơ. Nó ngưng tụ thành thực chất, hóa thành một làn khói màu vàng kim. Ngay khi nó xuất hiện giữa trời cao, một cỗ minh mông thiên đạo chi ý, trong phút chốc đã cuồn cuộn lan truyền khắp toàn bộ vẫn kiêm thế giới. Những nơi mà cỗ thiên đạo này quét qua, tất cả tu sĩ đều chấn động tâm thần mãnh liệt, chấn động một loại cố chấp như từ bản năng sinh mệnh, một loại truy cầu thoát tục siêu phàm, một loại chấn động như đến từ chỗ sâu trong huyết mạch của tất cả tu sĩ. Và sinh ra khát vọng cực độ, thứ khát vọng này vượt xa khỏi lý trí khiến cho người ta điên cuồng. Thiên, thiên mạch chi khí, đây là, thiên mạch, nó là của ta, trong chớp mắt, hầu như tất cả tu sĩ đều gào thét, cả những người mà trước đó chưa từng lộ ra vẻ kích động giờ cũng trở nên điên cuồng. Cửu đảo dù vẫn còn đang chữa thương nhưng thân thể run rẩy dữ dội, gào giống. Thiên mạch chi khí, quỷ nha, thượng quan thiên hữu dù là tu sĩ đã chúc cơ hay chưa chúc cơ đều lập tức đỏ mắt, trở nên điên cuồng triệt để. Từ bốn phương tám hướng, toàn bộ lao ra, tựa hồ trong giờ khắc này, dù là đồng môn với nhau, họ cũng sẵn sàng chém giết. Chương 163: Người tranh ta đoạt, Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Với tuyệt đại đa số tu sĩ, nếu động thiên mạch chi khí thì chỉ có tranh đoạt không có đồng môn. Đây chính là thiên mạch chi khí, dù đã chúc cơ hay chưa, chỉ cần có nó là có thể tiến hành thiên đạo chúc cơ. Bởi Mức yếu nhất thiên đạo trúc cơ cũng đủ để áp đảo đỉnh của đỉnh địa mạch, đó chính là cơ hội một bước lên trời với các tu sĩ đó. Nếu tống khuyết mà đoạt được, với địa mạch triều tịch lần thứ 8 mà hoàn thành thiên đạo dù chưa thể tới mức mạnh nhất thiên đạo thì cũng đã tiệm cận rồi, đủ để quét ngang bát hoang. Bạch tiểu thuần mà đoạt được thì cũng có thể như vậy. Hắn mà có thành tựu này thì, ở hạ du đông mạch thông thiên hà đã bao nhiêu năm trôi qua cũng chưa từng có. Thiên đạo trúc cơ địa mạch triều tịch lần thứ 9, đó chính là thiên đạo trúc cơ mạnh nhất rồi điểm dụ hoặc lớn nhất với Bạch Tiểu Thuần không phải mạnh hay yếu mà. Chỗ thọ nguyên tăng lên 500 năm, trúc cơ phàm đạo là 100 năm, trúc cơ địa mạch là 200 năm, thiên đạo trúc cơ. Tới tận 500 năm, 500 năm cũng chẳng nhiều nhận mấy. Trong lịch sử mấy nghìn năm thậm chí vạn năm tu chân giới thì thời gian này không dài nhưng với phàm nhân thì đó là quãng thời gian đủ cho 10 thế hệ phát triển. Đó là cơ duyên trong ước mơ của Bạch Tiểu Thuần, thế bảo sao hắn không điên cuồng, không chỉ mình hắn điên mà tất cả những người ở đây đều điên cả chỉ vài tu sĩ cá biệt có những nguyên cớ nào đó lại đang trùng kích triều tịch mới né được chấn động trong lòng. Hầu Vân Phi chính là một người như vậy, là đệ tử Linh Khê Tông đang ngưng tụ địa mạch chi khí, đành than nhẹ mà buông bỏ. Còn những người khác thì sao buông bỏ được đây? Lập tức, hơn trăm người còn lại đều sôi lên, gào rú ẩm ý lao thẳng lên trời cao, phi thẳng tới một tia thiên mạch chi khí vàng kim hàng lâm. Tốc độ bạch tiểu thuần nhanh nhất, mắt hắn đỏ sòng sọc, lúc lao tới lại vỗ ngực. Từng luồng từng luồng khí màu đen từ cổ tay chui ra, chúng ngưng tụ trước ngực, hóa thành hạt châu đen xì. Đó là pháp bảo bảo vệ tính mạng mà Lý Thanh Hậu đưa cho hắn. Lại đặt lên vai Hầu Vân Phi, hạt châu tan ra rồi trùm hết toàn thân Hầu Vân Phi, thủ hộ hắn đang trúc cơ. Đột nhiên Bạch Tiểu Thuần rời khỏi mặt đất, bay vọt lên trời. Thiên mạch chi khí là của ta, Bạch Tiểu Thuần gào lên, lúc này hắn đã nổi điên, trong đầu chỉ còn một ý niệm. Cướp lấy thiên mạch chi khí, bất kể đó là ai cũng không cho phép tranh đoạt cả. Bởi thiên mạch chi khí chính là mạng sống của hắn đoạt thiên mạch chính là cướp thọ nguyên của ta tốc độ bạch tiểu thuần cực nhanh vừa lao lên trời đã dẫn đầu đoàn người tiếp cận thiên mạch chi khí với tay bắt lấy nhưng lúc hắn tóm được thiên mạch chi khí thì tống khuyết ngồi trong động phủ phía xa chiếc la bàn trong tay y bỗng lóng lánh sáng trói lên làm ảnh hưởng tới thiên mạch chi khí điều này làm cho thiên mạch chi khí trong tay bạch tiểu thuần cũng bị cái kia hấp thu nó bỗng phân liệt chui ra khỏi tay bạch tiểu thuần hóa thành hai nửa một nửa chạy về trước một nửa thay đổi phương hướng vọt về phía tống khuyết Bạch Tiểu Thuần đỏ cả mắt, hắn không để ý đến một nửa thiên mạch chi khí đổi hướng mà đang nhìn theo phân nửa chúng đang vọt về trước, gấp gáp theo sau muốn bắt lấy. Đúng lúc này, quỷ nha cách đó không xa bỗng ngửa cổ lên trời giống lên. Quỷ khí bốc lên ngập trời, toàn diện bộc phát, nó không tiếc giá nào mà nổ tung khiến sương mù trở nên nồng nặc, từ bên trong vọng ra thanh âm quỷ khốc kêu gào, từng quỷ thủ lẫn theo sát khí từ trong sương mù thò ra. Thời điểm này ra ý đầu ngăn cản Tống Khuyết, muốn làm tan vỡ trận pháp, quỷ nha lo ngại đạo cơ bất ổn không dốc toàn lực nhưng giờ đây, nó chả quan tâm tới việc đạo cơ có ổn định hay không mà vận hết sức lực, chiến lực bỗng bay vọt. Cút đi, quỷ nha gào thét, quỷ khí quay cuồng mở rộng vô biên, vọt lên trời cao tranh đoạt, muốn cướp được thiên mạch trước Bạch Tiểu Thuần. Trong chớp mắt, cả hai đụng nhau giữa không chung, quỷ nha đã ra sát chiêu, thiên địa nổ tung, trong sương mù thình lình xuất hiện 10 con quỷ thủ cực lớn, con nào con nấy ẩn chứa chút cơ chi lực. Trong tiếng nổ kinh thiên chúng gào thét bay về phía Bạch Tiểu Thuần, không chút lưu tình. Người bảo ai cút, tốc độ Bạch Tiểu Thuần tăng lên, tay áo hất lên, phía trước hắn nổ vang, từ khí giản dụ hóa thành một cái đỉnh to đùng bay vào tới 10 con quỷ thủ mà đập. Lực địa mạch 9 lần chiều tịch bộc phát ra hết lại được tử đỉnh ra chỉ khiến cho uy thế tử đỉnh càng thêm khủng bố. Thanh âm ầm ầm vang vọng khắp trời, 10 con quỷ thủ của quỷ nha tan vỡ, mỗi thứ một ngả. Quỷ nha phun ra máu tươi, nó bị một luồng đại lực đánh lui về sau. Lúc này toàn thân Bạch Tiểu Thuần kim quang chấp lóe như một chiến tiên, thoạt nhìn uy thế đường đường nhưng thực tế khí huyết trong người đang cuộn trào dữ dội. Quỷ nha đã bảy lần chiều tịch đó, chỉ kém hắn có hai lần thôi, mà trong lúc ngưng khí thì khá sản sản như nhau may mà Bạch Tiểu Thuần đã thoát xiềng xích không cùng tầng thứ nhất nên mới có thể chấn áp được. Vừa bước lùi quỷ nha, hắn nhoáng lên bắt lại tia thiên mạch chi khí. Đúng thời điểm đó một thanh âm chứa oán khí gầm lên. Bạch Tiểu Thuần, tiếng gào như sát bên tại, một đạo kiếm quang kinh người như một chiếc cầu vồng phá không lao thẳng tới. Trong kiếm quang là thượng quan thiên hữu giờ khác này gã chẳng quan tâm đến đạo cơ của mình nữa gã thi triển bí pháp không tiếc rẻ mà vận phong ấn luân hồi nào đó trong cơ thể để hóa thành một kiếm tràn đầy sát khí như thế một kiếm đâm tới bạch tiểu thuần như muốn khai thiên vùn vụt đâm tới bạch tiểu thuần biến sắc một kiếm của thượng quan thiên hữu khiến hắn cảm nhận được nguy hiểm trong nháy máy tiếp xúc khi em khí mắt bạch tiểu thuần bắn tinh mang bàn tay bấm niệm pháp quyết phung vẩy sang hai bên thực nhanh thình lình trong người bay ra hư ảnh cự long đầu rồng lắc lư gào thét trước ngực rồi phóng thẳng đến chiêu kiếm. Cùng lúc đó, một đầu cử tượng ở phía sau hắn cũng biến ảo gào rú, nhấc chân đạp thật mạnh về phía thượng quan thiên hữu. Đây là long tượng hóa hải kinh, sau khi tu luyện tới đại thành, mỗi lúc vận thần thông thì lập tức cùng xuất hiện. Thanh âm vang lên đinh tai nhức óc, bạch tiểu thuần ngừng lại, trước mắt hắn cự long bị chém nhỏ, cử tượng tan vỡ. Một luồng đại lực trùng kích tới khiến kim quang chấp lé liên hồi, mãi một lúc mới áp chế được. Về phía thượng quan thiên hữu thì máu không ngừng trào ra, tinh thần uể oải, lảo đảo giật lùi dường như một kiếm này khiến y tiêu hao rất nhiều, trì hoãn một lúc như thế làm cho thiên mạch chi khí giãn xa khoảng cách. Từ bốn phía đã có hơn 10 tên đệ tử Tam Tông lao tới, chúng chém giết lẫn nhau tranh đoạt. Quỷ nha không nhắm vào Bạch Tiểu Thuần nữa mà đuổi theo thiên mạch chi khí bỏ chạy, Thượng Quan Thiên Hữu cắn răng ra chiêu xong cũng nhanh chóng đuổi. Con mắt Bạch Tiểu Thuần đỏ thấm, đôi cánh sau lung vô ẩm ẩm lập tức xuyên thẳng hư vô, vượt qua Quỷ nha và Thượng Quan Thiên Hữu, đuổi kịp đám người. Tay áo phất lên, một luồng đại lực bộc phát, hình thành sóng trùng kích cuốn mở bốn phía khiến đám người phải lùi ra sau không ngừng. Hắn thò tay phải ra, tóm gọn tia thiên mạch chi khí. Bây giờ hắn có kinh nghiệm rồi, bóp chặt một phát làm thiên mạch chi khí dung nhập vào ngón tay. Ngón tay trỏ bên phải trở nên nồng nặc thiên mạch khí tức. Đám người tứ phía thấy bạch tiểu thuần đoạt được thiên mạch chi khí thì bốc sát cơ ngập trời. Hắn không thể hấp thu ngay đâu, chặt ngón tay nó, cướp thiên mạch. Giết nó đi, hơn 10 tên tu sĩ tam tông ở bốn phía điên cuồng ra tay. Chúng có không ít chút cơ, tiếng nổ vang lừng bốn phương đệ tử huyết khê tông có thuật pháp quỷ dị một tên phóng xuất ác hồn như ma đầu phi tới tưởng thôn vệ bạch tiểu thuần tên huyết khê đệ tử khác thì tử thị thân thể cực kỳ cường hãn lúc xuống tay sau lưng có một hư ảnh đại thủ hiện ra cảm giác quen thuộc hiển hiện trong tâm thần bạch tiểu thuần hắn chẳng kịp nghĩ nhiều bốn mặt hơn 10 người vây công sát cơ ngập trời dù hắn có sợ chết nhưng một màn ở lạc trần sơn mạch khiến hắn hiểu rằng phương pháp bất tử chính là giết những kẻ muốn giết mình giờ đây không phải người chết thì ta vong với thiên mạch chi khí chỉ có cơ duyên không còn đạo lý. Các ngươi, phải chết, bạch tiểu thuần gầm lên, ngoại trừ lúc phẫn nộ mà giết người lúc vừa mới chúc cơ thành công ra, ở vẫn kiếm thâm nguyên thủy chung không muốn giết nhiều người. Dù đệ tử Tam Tông, hắn cũng không có ý giết hại. Nhưng giờ đây, hắn muốn đại khai sát giới, thanh âm vang vọng rồi tứ bề, bạch tiểu thuần vẫn bất tử kim bì tới cực hạn. Âm, thần thông sinh ra ngạnh kháng hết tất cả, khí huyết toàn thân cuộn lên, miệng tràn máu tươi, tốc độ cực nhanh, tàn ảnh xuất hiện, liên tiếp xuất hơn 10 quyền, mỗi người một cú. Âm ầm ầm, quyền quyền có lẫn sát cơ, một quyền đột phá xiềng xích nhân thể. Một quyền địa mạch đỉnh phong hóa thành phong bạo huyết sắc. Tiếng nổ ngập trời, hơn 10 tên đệ tử Tam tông bốn phía bị quyền này đánh rơi toàn bộ, cơ thể run rẩy, trực tiếp nổ tung thành huyết vụ. Quỷ Nha và Thượng Quan Thiên Hữu nhìn thấy quyền như thế, sắc mặt biến hóa, không thể không lui. Có một tên đệ tử HKT trước lúc thân thể vỡ nát đã thi triển một loại thần thông lạ, trước khi cơ thể lạc hồn phách thành xác chết thì trong nháy mắt tử vong mơ hồ hiện một mặt nạ dường như định chạy trốn thì bị bạch tiểu thuần phát hiện một chảo tóm gọn sau khi nắn bóp thì hắn thấy không thể nào giết chết ngay lập tức quyết đoán dung nhập tu vi phong ấn rồi ném vào trong túi chữ vật lúc hắn xoay người hơn người tên ở bốn phía bị diệt sạch sẽ cách đó không xa tu sĩ tam tông đỏ mắt xông tới một thân ảnh nhanh chóng vượt lên phóng tới chỗ bạch tiểu thuần bạch tiểu thuần để lại thiên mạch chi khí người tới là hứa tiểu sơn ánh mắt hắn trở nên phức tạp nhưng vẫn phất tay như trước. Bốn phía vọng lại tiếng huỳnh huỳnh rầm rầm, chín quan tài đá thật lớn hiện ra, phía trên có phong ấn chỉ có tu vi trúc cơ mới kích hoạt khai mở được. Tử khí trào ra ngoài, hứa tiểu sơn đã trúc cơ rồi, quan tài đá thình lình mở ra, chín con cương thi lông lá đen ngòm xuất hiện. Con nào con nấy đều có khí tức trúc cơ, chương 164, vậy thì làm sao? Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com, trước đây bạch tiểu thuần đã từng giao chiến với huyết khê tông đã biết rằng pháp thuật huyết khê tông giống như tên gọi hệt như ma đạo liên hệ với giới thiệu về huyết khê tông của linh khê tông thì thấy nó mô tả thật chính xác chả chút bôi nhọn nào đúng thế pháp thuật huyết khê tông đích xác là đầy quỷ dị dù là tay tu sĩ luyện thể huyết khê tông xuất hiện sau lưng khiến bạch tiểu thuần cảm thấy rất rất quen hay là tay điều khiển con ma đầu hoặc giả luyện thi chi pháp của hứa tiểu sơn hết thảy đều có sát khí nồng nặc lúc này hứa tiểu sơn lại đến gã chỉ thẳng mặt bạch tiểu thuần chín con hắc mao cương thi ở bốn phía nhảy tương tưng như chín ngôi sao băng oanh kích thẳng tới tử khí ngập trời lẫn với vô số tiếng gào rú thê lương làm dậy lên sát khí vô biên phong tỏa tám phía như muốn phong ấn bạch tiểu thuần mắt bạch tiểu thuần lóe lên cơ thể lao lên kim quang chấp lóe hai ngón tay bên trái xuất ra như chấp trong nháy mắt đã tóm cổ một con hắc mao cương thi bàn tay vận lực rắc rắc cái đầu con hắc mao cương thi nghẹo đi nhưng nó chưa chết một quyền đấm ra bạch tiểu thuần nhoáng cái né được tóc tai bù xù, tay trái khẽ nâng rồi nhấn mạnh xuống dưới. Cú nhấn này là bộc phát khí lực của địa mạch chín lần triều tịch. Nó hình thành một cơn gió lốc khuếch tán ra bốn phía long tượng chi lực. Cơn lốc này bước lui cả chín con hắc mao cương thi. Hắn ngẩng đầu lên nhìn, thân hình vọt lên, xông ra khỏi vòng vây, xuất hiện ngay trước mặt Hứa Tiểu Sơn. Trong mắt Hứa Tiểu Sơn rụt lại, một quyền bạch tiểu thuần đã tới rồi. Tiếng nổ vang lên, Hứa Tiểu Sơn phun ra máu, phía trước chất giật hiện ra rất nhiều pháp bảo phòng hộ, gã đã dính chút thương tích bởi đại lực từ tay Bạch Tiểu Thuần, văng ra hơn trăm trượng. Đồng thời, Quỷ Nha và Thượng Quan Thiên Hữu đã liên thủ xông tới. Bạch Tiểu Thuần không dừng, quay người chạy với tốc độ cao nhất. Quỷ Nha không tệ, Hứa Tiểu Sơn tạm tạp lại thêm Thượng Quan Thiên Hữu liên thủ thì khó mà đánh đấm gì được, và lại hắn cũng chẳng muốn xuất sát chiêu với ba người này. Vốn định bỏ chạy nhưng lúc này đệ tử Tam Tông ở khắp bốn phía, những người này dù khát vọng thiên mạch chi khí nhưng nhìn thấy đã vào tay Bạch Tiểu Thuần và lại thấy hắn cường hãn đến thế nên không ai dám riêng mình ra tay chặn lại. Họ ỉ vào thế đông chỉ muốn làm giảm tốc độ của hắn để ba tên quỷ nha, hứa Tiểu Sơn và Thượng quan Thiên Hữu kịp đuổi tới. Nếu được thế thì không hẳn họ không còn cơ hội đoạt thiên mạch chi khí. Trong đám đông có không ít đệ tử huyết khê tông, trong cơ thể có trọng ảnh nên khi ra tay lập tức xuất hiện hư huyễn chi thân ra ngoài, có mạnh có yếu, có xa có gần. Những hư ảnh này bay tới ngăn Bạch Tiểu Thuần lại đệ tử đi cây ti cũng thi triển thủ đoạn ra, tầng tầng độc dược, tạc đan thi nhau bắn tới. Trong thời gian ngắn, bốn phía bạch tiểu thuần đầy những thuật pháp khuyết tán ra, những tiếng nổ ầm ầm không ngừng. Bị vây công, sắc mặt bạch tiểu thuần âm trầm hẳn. Dù có bất tử kim bì trăng nữa thì bị vây khốn thế này cũng làm cho hắn đau đầu nhức óc. Các ngươi muốn chết hả? Sát cơ lóe lên trong mắt bạch tiểu thuần, cơ thể co lại hóa thành đạo cầu vồng xẹt qua màn thuật pháp độc đan tứ phía, đâm thẳng vào các đệ tử huyết khê tông không tránh kịp, những đệ tử bị va phải phun máu, bắn ngược lại, chết đương trường. Phòng tuyến chặn được xuất hiện lỗ hổng, Bạch Tiểu Thuần tăng tốc lên. Đột nhiên ngay đằng trước có tiếng gầm nhẹ, Bạch Tiểu Thuần, bỏ thiên mạch chi khí xuống, dù ta và ngươi là đồng môn nhưng vẫn phải đoạt lại. Thanh âm vừa truyền tới, thân ảnh Bắc Hàn Liệt từng bước nện xuống, tay phải vung lên, liệt dương ở phía sau dần dần dâng cao. Liệt dương nhanh chóng chuyển sang màu đen phòng theo lạc nhật bóng hàng lâm. Bắc Hàn Liệt, Bạch Tiểu Thuần nhíu mày, Lúc Bắc Hàn liệt tới thì một đạo cầu vòng từ xa nương gió vượt sóng tới gần, một luồng tuyệt sinh chi lực khuếch tán ra, đúng là cửu đảo. Gã không tận dụng thời gian chữa thương nữa, dù Bạch Tiểu Thuần cường hãn siêu phàm thế mà cũng muốn góp mặt tranh đoạt. Gã xuất thủ đồng thời với Bắc Hàn liệt, phù văn hóa phong bạo, thái dương chuyển sang màu đen rồi nổ tung ngay phía trước Bạch Tiểu Thuần. Lực lượng khuếch tán tám phía cản Bạch Tiểu Thuần lại, sau đó đó quỷ nha, hứa Tiểu Sơn, thượng quan thiên hữu đuổi phía sau cũng đã tới hình thành nên mà năm người vây khốn Bạch Tiểu Thuần năm người này, ai cũng là loại thiên kiêu, là kiêu tử nắm nhiều thiên tuyệt hơn xa đám tầm thường. Họ liên thủ với nhau, khí thế động trời, đệ tử các tông môn khác thấy thế thì như được thắp lên hy vọng. Cả thảy hơn trăm người tầng tầng vây quanh như định liên thủ giết chết Bạch Tiểu Thuần cướp đoạt thiên mạch chi khí. Bạch Tiểu Thuần, người mạnh đấy nhưng đấu được lại tất cả mọi người chăng, giao thiên mạch chi khí ra đi. Bạch Tiểu Thuần, thiên đạo trúc cơ rất quan trọng, nếu là người thì hẳn sẽ cướp đoạt thôi. Lúc này chúng ta không phải đồng môn, chỉ có theo ý trời thôi đưa thiên mạch chi khí đây, thanh âm bốn phía vọng tới, quỷ nha nhoáng lên, khí thế bộc phát, tu vi vận lên, bản thân hóa thành một ngón tay quỷ. Chỉ một ngón tay thế mà to hơn cả quỷ thủ, trên nửa bầu trời ập xuống bạch tiểu thuần. Tiếng động ầm ầm, khí thế mạnh mẽ, không thể hạn định. Sát cơ mãnh liệt trong mắt thượng quan thiên Hữu từ các lỗ chân lông trên khắp người hắn đều bạo phát kiếm khí. Quanh hắn ngừng tụ khí huyết, hồn phách nhập cả lại hóa thành đại kiếm động trời chém xuống. Hứa tiểu sơn hét lớn, mi tâm vỡ ra một khe hở một đạo huyết quang bay ra hóa thành hắc mao cương thi con cương thi này rất cổ xưa khi xuất hiện khiến tử khí vặn vẹo móng tay nó sắc bén hàm răng đáng sợ vồ tới chưa hết bác hàn liệt cắn răng nhắm nghiền cặp mắt hắc hỏa từ trong người tràn ra không ngừng khuếch tán thình lình lấy bản thân hóa thành một vầng thái dương đen xì bay lên tới gần bạch tiểu thuần còn cửu đảo thì kêu to hai tay bấm niệm pháp quyết thực nhanh lắm tạo vô số phù văn những phù văn này cái nào cái nấy ẩn chứa tuyệt sinh chi lực kinh khủng chúng ngưng tụ phía trước gã thành một đám tơ mỏng cẩn thận nhìn ký tơ mỏng này thì thấy nó được tạo thành bởi các phù văn dường như xe tô thể phân cách hết thảy mọi thú khi nó hiện ra sắc mặt cửu đảo tái nhợt màu tươi trào ra người ngợm thoáng cái giả đi như dùng sinh mệnh đắp đổi ngũ đại thiên kiêu đồng thời xuất thủ bốn phía là những đệ tử ngưng khí họ cùng lúc đánh ra những thuật pháp mạnh nhất các loại thần thông với đủ loại màu sắc tràn ngập thiên địa như những cơn sóng ẩm ẩm đánh tới bạch tiểu thuần nguy cơ mãnh liệt như thế làm Bạch Tiểu Thuần thở gấp gáp. Thiên mạch chi khí trong ngón tay bỗng tan ra một nửa, theo kinh mạch tới linh hải 9 tầng ở đan điền. Nếu hắn cưỡng ép nó ra thì sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ. Cuống hồ, chẳng ai muốn thiên mạch chi khí vừa vào tay lại bỏ. Phía trước thì, ngũ đại thiên kiêu liên thủ, sẽ ra sao đây, tinh mang trong mắt lóe lên, bạch tiểu thuần thở sâu. Trong lúc thuật pháp thần thông ầm ầm ở tứ phía thì hắn lại nhắm nghiền, hai tay vươn lên trời, miệng thì thảo bốn chữ. Thủy trạch, quốc độ, với tu vi trúc cơ lại triển khai nguyên vẹn thủy trạch quốc độ. Đây chính là lần đầu tiên của hắn, hắn vừa thốt lên thì trong vòng vạn trượng bỗng trở lên mông lung, trong nháy mắt thiên địa biến mất, hóa thành đầm nước. Hơi nước vô tận khuếch tán ra làm ướt quần áo tóc tai tất cả, cải biến thế giới. Một luồng khí tức cường hãn không thể hình dung ra nổi từ trong thủy trạch quốc độ điên cuồng sinh sôi tựa như vượt khỏi trúc cơ sơ kỳ mà tiếp cận trúc cơ trung kỳ. Đây là thuật pháp đột phá tu vi hạn mức cao nhất, là bí thuật đấy. Bí thuật có mạnh có yếu, dù thủy trạch quốc độ tề danh với quỷ dạ hành, thủy trạch quốc độ được vận bởi Bạch Tiểu Thuần đã đạt địa mạch đỉnh phong, bởi hắn từng cảm ngộ bản mệnh chi linh, bởi hắn đã đột phá sinh mệnh tầng thứ nhất chất cốc, đủ loại duyên cớ khiến chiêu này vượt hơn quỷ dạ hành. Bây giờ, thiên băng địa liệt, tất cả tu sĩ và ngũ đại thiên kiêu bốn phía đều biến sắc. Thuật pháp bọn họ đã bị áp chế, có dấu hiệu tan vỡ. Không thể để hắn tiếp tục, ra tay đi, mọi người kinh hô, thuật pháp ngũ đại thiên kiêu vận lên nhanh hơn. Giữa những tiếng nổ, nhìn rõ là sẽ trúng Bạch Tiểu Thuần, thế mà, đột nhiên Bạch Tiểu Thuần đương nhắm chặt mắt lại mở to ra. Trong lúc mở, một ngọn núi khổng lồ kinh thiên động địa từ dưới chân hắn, dưới đầm nước vạn trượng ầm ầm phóng lên, trực tiếp thay đổi thế giới, sừng sững giữa thiên địa. Ngọn núi quá lớn, trong chớp mắt hiện ra có khí tức cuồng bạo, ầm ầm tản ra bốn phía thế bài sơn đảo hải. Uy áp trời giáng liên tiếp đè xuống khiến mọi người há hốc, choáng váng. Như thể đè nghiến hết thảy mọi thứ tồn tại trên đời thuật pháp của ngũ đại thiên kiêu bỗng dừng rồi tan tành như chả có gì cả. Thần thông ngũ đại thiên kiêu tan vỡ, ai nấy miệng phun máu tươi, thân sắc hoảng hốt, thân hình không không chế nổi bị luồng đại lực ném bay ra ngoài. Các đệ tử ngưng khí bốn phía thét lên thê lương, dưới uy áp đè nghiến đó, từng cơ thể tan vỡ thành những đóa hoa huyết sắc. Đảm liệt hồn phi, hình thần câu diệt, chương 165, tranh đoạt thiên mạch, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Đó là một con cửa thú khó có thể hình dung, thậm chí không ai có thể nhìn thấy được bộ dáng của con thú này cái mà bọn họ thấy chỉ là một cái xương gai như muốn phá tan không trung ở bên trong phạm vi vạn trượng này thậm chí kinh khủng hơn là ngay cả điểm gốc của cái xương gai này bọn họ cũng đều không nhìn thấy tựa như phạm vi vạn trượng cũng không đủ để đem nó hoàn chỉnh bao trùm khó có thể tưởng tượng ra được đầy rốt cuộc là dạng cửa thú gì chuyện này đây là thủy trạch quốc độ không có khả năng thủy trạch quốc độ đúng là bí pháp của linh khê tông nhưng Bạch Tiểu Thuần này thi triển cũng không tránh khỏi làm cho người ta quá chấn kinh đi. Tâm thần Ngũ Đại Thiên Kiêu nổ vang, Quỷ Nha và Bắc Hàn Liệt còn đỡ một chút vì bọn hắn đã có chuẩn bị, nhưng cho dù là có chuẩn bị thì giờ phút này vẫn hoảng sợ không thôi. Lại càng không cần phải nói Cửu Đảo và Hứa Tiểu Sơn, hai người bọn họ chưa từng thấy qua cảnh tượng này. Lần đầu tiên nhìn thấy, da đầu đều tê dại, hồn phi phách tán. Mà không thể chấp nhận được sự thật này nhất chính là Thượng Quan Thiên Hữu. Gã tóc tai bù xù máu tươi không ngừng tràn ra cả người ngây như phỗng gã một vạn lần không muốn thừa nhận nhưng hôm nay lại không thể không thừa nhận sự cường hãn của bạch tiểu thuần đã vượt qua mình rất nhiều thiên kiêu chiến năm đó chúng ta còn tranh lệch không nhiều như vậy thế mà bây giờ đã tới mức độ như vậy rồi giờ phút này thương khung thất sắc đại địa oanh minh trong phạm vi vạn trượng của toàn bộ đầm nước chỉ có duy nhất một cái xương gai giống như một ngọn núi lớn kia tất cả tu sĩ so sánh với nó chính là sâu kiến mà Bạch Tiểu Thuần dường như đã trở thành kinh thiên tiên ở trong cái đầm nước này. Những tiếng oanh minh dung chuyển cửu thiên, khuyết tán cửu địa. Cách nơi này một khoảng, Tống Khuyết đang hấp thu một tia thiên mạch khí mà gã lấy được. Trong lòng gã lúc này cũng đang cực kỳ rung động, lúc trước gã đem thiên mạch khí dẫn xuống, đem nó bộc phát sớm cũng chính là để cho Bạch Tiểu Thuần cùng với tất cả mọi người tranh đoạt, mà gã có thể làm ngư ông đắc lợi. Nhưng bây giờ, những ba động truyền đến từ vị trí của Bạch Tiểu Thuần làm cho gã cũng phải trợn mắt há mồm. Đáng chết, chấn động này Tống Khuyết cố nén kinh hãi, tăng thêm tốc độ hấp thu. Bốn phía Bạch Tiểu Thuần, ở trong tích tắc này, sát lục vô số. Từ trước tới giờ hắn còn chưa từng giết chóc như thế. Trong mắt hắn lộ ra hung mang, thân hình của hắn đang run lên nhè nhẹ, tim của hắn cũng đang phát run giống như vậy. Đây là biểu hiện tự phát của hắn, cho dù lúc này hắn đã là địa mạch chín lần đỉnh phong nhưng vẫn sợ chết như trước, đối với sự tình chém chém giết giết, lại càng bất đắc dĩ. Nhất là khi lúc này có nhiều người muốn cướp đoạt thiên mạch khí của hắn như vậy. Đây chính là đang đoạt mệnh của hắn, khiến cho Bạch Tiểu Thuần không thể không liều mạng. Thủy Trạch Quốc độ ầm vang mà ra, Ngũ Đại Thiên Kiêu phun ra máu tươi lùi lại. Thần sắc mỗi người đều lộ ra vẻ hoảng sợ, mà tuyệt đại đa số những đệ tử ngưng khí ở bốn phía kia, thân hình đều sụp đổ trở thành huyết hoa, trong chớp mắt khi tử vong, nở rộ sắc màu, trở về với hư vô. Người này hung tàn vô tận, hắn sao có thể là người của Linh Khê Tông? Hắn đây rõ ràng còn tàn bạo hơn cả huyết Khê Tông. Quá hung ác, một kích này Trực tiếp làm ngũ đại thiên kiêu trọng thương, diệt sát mấy chục ngưng khí. Hơn 10 người ở phía xa đang muốn đến gần, lúc này đột nhiên dừng lại. Sắc mặt của mỗi tên đều trắng bệch, khi nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, như là nhìn thấy sát ma, hô hấp dồn dập, tựa như đang ở trong sự điên cuồng mà tỉnh lại. Mỗi một người giống như bị một chậu nước đá dội lên trên đầu, toàn bộ thân thể từ trong ra ngoài đều trở nên băng hàn, cùng nhau lùi lại. Thân hình Bạch Tiểu Thuần nhoáng lên một cái, nháy mắt đã đi xa. Đám người quỷ nha sắc mặt trắng bệch, Nhìn bóng lưng Bạch Tiểu Thuần rời đi, nhưng lại không dám đuổi theo. Giờ phút này nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, rõ ràng là vì thiên mạch khí xuất hiện mà bản thân không áp chế nổi, loại khát vọng ở sâu trong linh hồn dẫn tới điên cuồng kia khiến cho năm người bọn hắn đến giờ vẫn còn sợ hãi. Lúc này mới suy nghĩ được, rằng coi như thật sự có cướp được, thì chắc gì đã có thể giữ. Nơi xa, Bạch Tiểu Thuần bay ra không lâu, thân hình của hắn run rẩy mãnh liệt, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt. Mặc dù hắn là địa mạch trúc cơ đỉnh phong, nhưng đối mặt với ngũ đại thiên kiêu và những ngưng khí kia vây công, cho dù vẫn nghiền ép được bọn hắn, nhưng vẫn bị thụ thương. Nếu không có bất tử kim bì thì sợ rằng thương thế của hắn sẽ càng nặng, cũng may là sau khi bất tử trường sinh công đạt tới bất tử kim bì, thì ngoại trừ lực lượng phòng hộ cường hãn, khả năng hồi phục cũng đã vượt xa người thường quá nhiều. Giờ phút này, thương thế ở trong cơ thể của hắn đang nhanh chóng khôi phục lại như cũ. Người cuối cùng, chính là Tống Khuyết, một phần nhỏ thiên mạch khí bị phân ra kia, nhất định là đã bị Tống Khuyết cướp đi hắn, đang ở hướng kia, màu đỏ trong mắt Bạch Tiểu Thuần đã lan rộng. Giờ phút này, thiên mạch khí mà hắn lấy được đã dung nhập vào linh hải rất nhiều, khí thức toàn thân hắn cũng đã từ từ cải biến. Nhưng Bạch Tiểu Thuần cảm nhận được rất rõ ràng, phần thiên mạch khí mà mình đạt được còn chưa đủ trèo trống cho mình thiên đạo trúc cơ, mà cũng ở thời khắc này, hắn cảm nhận được rất rõ, ở một chỗ phía trước đang có một phần thiên mạch khí khác, giống như minh hỏa ở trong đêm tối, đặc biệt rõ ràng. Thiên mạch khí bị phân liệt, Tống Khuyết đã sớm có chuẩn bị, rất có khả năng là do hắn tạo thành. Bạch Tiểu Thuần cấp tốc tiến lên, không dừng lại bất kỳ một lúc nào, thẳng về phía trước. Giờ phút này, bên trong toàn bộ VKTU đã từng có 400 người tiến đến, nhưng bây giờ gộp vào một chỗ chỉ còn không đến 60 người, trong đó hơn phân nửa là đệ tử Linh Khê tông. Đan Khê tông gần như toàn diệt, còn lại không đến 5 người. Quyền Khê tông cũng chỉ còn lại khoảng 10 người. Huyết Khê tông tuy còn nhiều hơn một chút, nhưng cũng chỉ là mười mấy người mà thôi. Mà đệ tử của Linh Khê Tông, dù lúc trước có tử thương thảm liệt, nhưng kể từ khi Bạch Tiểu Thuần xuất quan thì đã không còn tử vong, cho dù là những người trước đó từng tham dự vây công Bạch Tiểu Thuần cũng chỉ bị Bạch Tiểu Thuần đánh bị thương mà không giết, lúc này còn hơn 30. Người, đối với vẫn kiếm thế giới, loại thảm thiết tới mức độ này chỉ có thế hệ huyết Khê Tông vô cực từ 800 năm trước mới xuất hiện qua. Mà bây giờ lại một lần nữa xuất hiện trên người Bạch Tiểu Thuần. Thương khung oanh minh, trong lúc Bạch Tiểu Thuần đang bay nhanh tới nơi ở của Tống Khuyết, thì Tống Khuyết đang ở trong một cái động phủ tạm thời, tóc tay bù xù, hai tay đặt lên la bàn ở trước mặt. Từng tia thiên mạch khí đang từ bên trong la bàn dâng lên, chui vào thất khiếu của gã, không ngừng dung hợp với tầng linh hải thứ 8 ở trong cơ thể gã. Nhưng Tống Khuyết hiểu, loại dung hợp này không có cách nào vững chắc, một khi trọng thương là lại từ bên trong cơ thể chui ra. Mà muốn vững chắc, trừ việc cần có thời gian, thì quan trọng nhất là cần một bộ phận thiên mạch khí khác. Để cho nó ngừng tụ thành một phần hoàn chỉnh, mới có thể để cho một người thiên đạo trúc cơ bạch tiểu thuần đến khi một tia thiên mạch khí cuối cùng được hấp thu hoàn tất tống khuyết ngẩng đầu ánh mắt lộ ra điên cuồng đúng lúc này ở trên bầu trời có một đạo trường hồng gào thét mà đến nó còn chưa tới gần thì người ở bên trong đạo cầu vồng này đã ngưng tụ ra một chiếc đại đỉnh màu tím huyễn hóa ở bên trên động phủ của tống khuyết hung hăng đập xuống tiếng nổ vang lên đinh tai nhức óc lúc động phủ sụp đổ tống khuyết giống lên một tiếng rung trời trong chớp mắt đã xông ra trực tiếp va chạm với bạch tiểu thuần ở giữa không trung hai người đều không thể tránh lui cũng không cách nào tránh chiến bởi vì cả hai đều muốn đánh ra lượng thiên mạch khí cần thiết ở trong cơ thể của đối phương giờ phút này vừa mới ra tay đã là đòn sát thủ người này nhất định có rất nhiều chuẩn bị ta cần một cơ hội dùng một kích đánh ra tất cả thiên mạch khí ở trên người hắn nếu không cứ đánh lâu có khả năng sẽ sinh biến trong lòng bạch tiểu thuần thầm nghĩ ra tay càng nhanh tống khuyết vung tay phải bấm niệm pháp quyết thường thường cứ mỗi một chỉ là trên người Bạch Tiểu Thuần lại có một cái huyết ấn xuất hiện, trong chớp mắt đã nổ tung. Mà càng xuất thủ, thì trong cơ thể gã lại sinh ra vô số huyết khí. Những huyết khí này chậm rãi ngưng tụ ra một mũi kiếm màu máu ở sau lưng gã, mà vẫn còn dài ra. Còn khi Bạch Tiểu Thuần bấm niệm pháp quyết, từ đỉnh nổ vang, lại càng có hư ảnh long tượng huyễn hóa ở bốn phía. Lực lượng thân thể của hắn khiến cho mỗi quyền mỗi cước đều có được lực lượng bài sơn đảo hải. Kim ô kiếm, tiểu mộc kiếm bay múa ở xung quanh, nhấc lên từng trận xé gió, xuyên thẳng qua vô tận. Nhất là những đường linh văn ở trên hai thanh kiếm ba lần luyện linh này lại đang không ngừng lập lè, khiến cho kiếm khí kinh thiên. Bên trên tiểu mộc kiếm tràn ra đại lượng khí đen, còn ở trên kim ô kiếm, bởi vì bạch tiểu thuần đã là trúc cơ, khiến cho kim ô viễn hóa, hỏa điều tê minh, uy lực đại tăng. Trong khoảng thời gian rất ngắn, hai người đã kịch chiến hơn trăm lần ở giữa không trung càng đánh lại càng ác liệt. Tống khuyết vốn cũng không tầm thường, gã cũng là địa mạch tám lần triều tịch, khi ra tay phong lôi cuồn cuộn. Mà Bạch Tiểu Thuần tương tự như vậy cũng rất bất phàm, bất tử kim thân, đột phá tầng gông cùng xiềng xích thứ nhất, địa mạch chín lần triều tịch, khiến cho hắn áp đảo ở bên trên Tống Khuyết. Tuy có thương thế làm ảnh hưởng tới chiến lực, nhưng Tống Khuyết cũng bị thương. Lúc hai người đánh giết, trên cơ thể mỗi người đều có từng tia thiên mạch khí bị bước văng ra, nhanh chóng bị đối phương hút đi. Nhưng xét trên tổng thể thì Tống Khuyết bị bước văng ra nhiều hơn, còn Bạch Tiểu Thuần ít hơn một chút thường thường là ngươi hút ta ba thành, ta hút ngươi năm thành, cứ tranh đoạt hấp thu lẫn nhau như thế, dần dần Bạch Tiểu Thuần thu được càng lúc càng nhiều. Đồng thời thần thông của hai người cũng liên tiếp xuất hiện, Tống Khuyết mặc dù ở vào thế hạ phong, nhưng huyết khí trên người gã tràn ra càng lúc càng nhiều, chậm rãi ngưng tụ ra một thanh huyết kiếm khổng lồ ở sau lưng. Thanh huyết kiếm này mang đến cho Bạch Tiểu Thuần một cỗ cảm giác nguy cơ, nhưng hắn lại làm cho hào quang của bất tử kim bị dần dần ảm đam, lộ ra dấu hiệu giống như là khó mà chống đỡ được. Tâm cơ của Tống Khuyết, từ chuyện lúc trước Bạch Tiểu Thuần cũng có thể nhìn ra được một hai, hơn nữa đối phương biết rõ là yếu hơn mình mà vẫn muốn tranh đoạt, trừ điên cuồng ra thì nhất định còn có đòn sát thủ. Dù sao, đây là thiên kiêu mạnh nhất của Huyết Khê Tông, danh chấn tam đại tông môn khác, cho dù Huyết Khê Tông có giấu đi thiên kiêu khác có thể ngang hàng với gã, dù bị đẩy ra mặt ngoài, nhưng cũng không phải là hạng người tầm thường. Tông Khuyết thấy không ổn, trong mắt lộ ra điên cuồng, đột nhiên há miệng phun ra một cái huyết cầu. Huyết cầu này vừa mới xuất hiện thì Bạch Tiểu Thuần sớm có chuẩn bị nên nháy mắt đã lui lại. Sau khi hắn vừa lui ra phía sau một cái chớp mắt, huyết cầu này lập tức nổ tung, hóa thành lực lượng cực kỳ kinh khủng, oanh minh tứ phía. Thương khung dường như cũng run rẩy một cái, mà mặt đất thì lại càng có cuồng phong quét ngang. Lực trùng kích tản ra, khiến cho khuôn viên trăm trượng gần như biến thành một vùng đất khô cằn. Khóe miệng Bạch Tiểu Thuần tràn ra máu tươi, thân hình lùi lại về phía sau. Tống Khuyết cũng phun ra máu tươi, nhưng sau khi thở sâu, cả người trực tiếp héo rũ mượn nhờ lực héo rũ này khiến cho thương thế cấp tốc phục hồi thân xác gã mang theo dư tợn hướng về phía bạch tiểu thuần bước tới một bước chết lời nói vừa truyền ra trong nháy mắt bạch tiểu thuần đưa tay phải chộp tới sau lưng một chảo bắt lấy huyết kiếm do huyết khi vừa ngưng tụ lại nắm chặt chuôi kiếm hóa thành một đạo huyết quang hình bán nguyệt hung hăng chém xuống một chém về phía bạch tiểu thuần đây mới là đòn sát thủ của gã huyết khê tông trung phong bí thuật huyết sát giới chương 166, Thiên Đạo Trúc Cơ, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Huyết sát giới là thuật pháp truyền thừa của huyết khê tông trung phong, chỉ có đệ tử trung phong mới có thể tu hành, mà trên nguyên tắc thì chỉ có tu sĩ trúc cơ mới có thể thi triển được. Tống khuyết khi còn là ngưng khí đã có thể gượng ép thi triển được một hai. Lúc này gã đã là địa mạch trúc cơ, rốt cuộc đã có thể đem nó triển khai ra. Dù chỉ có một thước đầu tiên, nhưng trong khoảnh khắc rút kiếm chém xuống, thương không giống như bị một đạo kiếm quang huyết sắc chia cắt ánh kiếm màu đỏ ngòm này đã thay thế tất cả, trở thành thứ duy nhất trong thiên địa, bỗng nhiên giáng xuống thẳng chỗ Bạch Tiểu Thuần. Thậm chí nhìn kỹ thì huyết kiếm này rõ ràng chính là một đạo kiếm khí. Kiếm khí như cầu vồng, những nơi nó đi qua giống như là có thể chặt đứt được tất cả tồn tại. Trong khoảnh khắc khi nó va chạm với tiểu mộc kiếm của Bạch Tiểu Thuần, thanh kiếm gỗ trực tiếp chia năm xẻ bảy, cho dù đã được luyện linh 3 lần, chất liệu đã được cải biến, nhưng lúc này vẫn sụp đổ nổ tung. Mà kim ô kiếm, bởi vì nó có chất liệu tốt hơn, mà sau khi luyện linh ba lượt thì có dị biến, thế nên khi va chạm với kiếm khí này, tuy bị bắn văng ra, ảm đạm đi không ít, nhưng lại không bị hư hao quá nhiều. Tống khuyết gào thét, trong mắt mang theo điên cuồng cùng với lòng tin mãnh liệt. Trận chiến đầu tiên của gã và Bạch Tiểu Thuần, gã chưa hề dùng tới nghịch huyết kiếm thức này, mà cũng vì với tu vi của gã lúc này cũng chỉ có thể thi triển ra một kiếm. Đây là đòn sát thủ mạnh nhất của gã. Để đảm bảo cho một kiếm này không có vấn đề, gã thậm chí đã không tiếc sử dụng trí bảo cuối cùng là huyết cầu, đầu tiên là làm Bạch Tiểu Thuần trọng thương, sau đó triển khai nghịch huyết kiếm thức. Vì cái gì, chính là để đảm bảo vạn vô nhất thất. Hoặc là đưa cho ta thiên mạch, hoặc là chết, tu sĩ quyết đấu, tùy bày mưu tính kế với nhau là trọng yếu, nhưng cũng không cần phải quá sức tưởng tượng, chỉ cần vào thời điểm thích hợp làm cho đối phương suy yếu, đồng thời khiến cho lực lượng của mình bộc phát hoàn mỹ hơn, vậy là đủ. Mà Tống Khuyết lại càng tự tin vào bí pháp khôi phục của mình, khiến cho thương thế của gã ở trong một thời gian ngắn hoàn toàn khỏi hẳn, khôi phục dược 10 thành chiến lực gã tin tưởng mình đã chuẩn bị tất cả những thứ này rồi nhất định là không có vấn đề gì nhưng khi một kiếm này vừa chém xuống trong mắt bạch tiểu thuần bỗng có vẻ kỳ quái gì đó lóe lên giống như có chút hơi kinh ngạc với huyết kiếm này nhưng hiển nhiên là lúc này không có thời gian mà suy nghĩ nhiều kim quang hơi ảm đạm toàn thân hắn lúc này đột nhiên toàn diện bộc phát tay phải nhanh như chớp giật nâng lên hai ngón tay chĩa ra thẳng đến cổ họng của tống khuyết giống như muốn cùng tống khuyết đồng quy vô tận tống khuyết biến sắc nhưng rất nhanh đã lộ ra vẻ dữ tợn gã thế mà lại không né tránh, mà tốc độ lại càng nhanh hơn, huyết kiếm nháy mắt đã rơi lên vai Bạch Tiểu Thuần, hung hăng chém xuống một chém, đồng thời hai ngón tay của Bạch Tiểu Thuần cũng hung hăng bóp mạnh ở trên cổ họng của Tống Khuyết. xăng rắc một tiếng, thế nhưng cổ họng Tống Khuyết lại mơ hồ xuất hiện huyết ảnh trọng điệp, khiến cho một kích này của Bạch Tiểu Thuần lại chụp vào khoảng không. Nhưng tương tự như vậy, một kiếm kia của Tống Khuyết nhìn thì như chém vào bờ vai của Bạch Tiểu Thuần, nhưng kim quang toàn thân hắn đột nhiên bạo phát ra, bất tử kim bì toàn diện ngưng tụ lại cứng rắn chống lại được khiến cho một kiếm kia không chém nổi xuống giống như đã mất đi hiệu quả vốn có mà lại giống như uy lực đã giảm bớt như là bạch tiểu thuần có được lực kháng cự tự nhiên vậy tống khuyết và bạch tiểu thuần đồng thời cùng biến sắc nhưng hai người không trần chờ chút nào sau khi cùng phát giác ra đối phương đều đã có chuẩn bị liền lập tức thi triển ra thuật pháp tiếp theo nghịch huyết ấn tống khuyết gầm nhẹ huyết kiếm ở trong tay nháy mắt đã sụp đổ hóa thành vô số ấn ký màu máu trực tiếp bao trùm toàn thân Bạch Tiểu Thuần rồi cùng nhau sụp đổ nổ tung. Cùng lúc đó, toái hầu tỏa của Bạch Tiểu Thuần đột nhiên thay đổi, nhanh chóng bấm niệm pháp quyết hướng về phía Tống Khuyết chỉ một chỉ. Dưới một chỉ này, tử khí ngự đỉnh công hoàn toàn bộc phát, không phải là tử khí hóa đỉnh, không phải cử trọng nhược khinh, mà là thuật pháp Bạch Tiểu Thuần đã từng thử nhiều lần, cho đến tận bây giờ vẫn không có buông tha. Ngự nhân đại pháp, lúc còn ở bờ Bắc, ngự nhân đại pháp này chưa lúc nào làm cho Bạch Tiểu Thuần hài lòng nó chỉ có thể làm cho thân hình những con chiến thú kia xuất hiện một chút ngoài ý muốn, khó mà điều khiển tự nhiên. Nhưng lúc này, cái mà Bạch Tiểu Thuần muốn không phải là điều khiển tự nhiên, mà là một cái ngoài ý muốn. Lực điều khiển vô hình tản ra, khiến cho Tống Khuyết sau khi tránh đi được kích thứ nhất thì tứ chi xuất hiện dấu hiệu mất cân bằng, nửa người dưới đột nhiên hướng về phía trước giống như là bị người đột nhiên từ phía sau đẩy một cái, thân hình lảo đảo như muốn ngã sắp xuống. Sắc mặt gã lập tức thay đổi, bởi vì thân thể đã bị ảnh hưởng như thế thì nhất định phải phòng thủ, mặc dù không còn là cổ họng nữa, nhưng lại biến thành. Đan điền, tất cả những điều này nói thì dài dòng, nhưng trên thực tế lại chỉ xảy ra trong điện quang hỏa thạch. Những tiếng nổ vang ngập trời nháy mắt vang lên, toàn thân bạch tiểu thuần có huyết ấn nổ tung, từng tầng từng tầng sụp đổ, khiến cho hắn phun ra mấy ngụm máu tươi. Nhưng tương tự như vậy, dưới một trào của hắn, toái hầu tỏa lại được thi triển, chụp vào đan điền của tống khuyết. Tống khuyết hồn phi phách tán, sự quan trọng của đan điền, mặc dù không phải là chỗ chí mạng, nhưng lại là vị trí chứa linh hải, là chỗ có thiên mạch khí. Giờ phút này gã đang muốn nghịch chuyển, thế nhưng bên trong toái hầu tỏa của Bạch Tiểu Thuần lại bỗng nhiên xuất hiện lực hút, giống như là trước đó vẫn một mực áp chế, bây giờ mới bạo phát ra. Mượn nhờ lực hút này mà toái hầu tỏa của Bạch Tiểu Thuần đã trực tiếp xuyên qua được phần bụng của Tống Khuyết, chạm vào đến huyết nhục ở bên trong, tiến vào chỗ linh hải. Trong tiếng kêu đau đớn thảm thiết của Tống Khuyết, Bạch Tiểu Thuần dùng toái hầu tỏa đang định bóp một cái. Một khi bị bóp như thế, linh hải của Tống Khuyết sẽ lập tức sụp đổ. Nếu đổi lại là người khác, thì ở trong thời gian ngắn ngủi như vậy, căn bản là không cách nào suy nghĩ được quá nhiều và tự vệ, kết quả nhất định sẽ là linh hải toái diệt. Nhưng Tống Khuyết, thân là đệ nhất thiên kiêu được bày ra của huyết khê tông, gã thật sự là không tầm thường. Gã lại ở trong bước ngoặt nguy hiểm này, phi thường quyết đoán, trực tiếp đem thiên mạch khí ở trong cơ thể đánh vào tay phải bạch tiểu thuần đang định vươn tới đan điền của mình. Mượn nhờ thiên mạch khí oanh kích, tạo thành một gỗ đại lực vùng đan điền của gã trực tiếp nổ tung, tầng linh hải thứ 8 rung chuyển, phát ra âm thanh ken két, khiến cho tầng linh hải thứ 8 xuất hiện rất nhiều vết nứt. Nhưng tương tự như vậy, mượn nhờ có lực lượng bạo tạc này mà cứng rắn đem cánh tay của Bạch Tiểu Thuần Oanh mở ra khỏi thân thể mình. Dù phải từ bỏ thiên mạch khí, dù linh hải trong cơ thể có rất nhiều vết nứt, nhưng dẫu sao vẫn còn không có sụp đổ. Sắc mặt Tống Khuyết trắng bệch, phun ra máu tươi, cũng không quay đầu lại mà nhanh chóng đi xa. Mà ở trong lúc chạy trốn, gã lại cố gắng chịu đựng sự đau đớn kịch liệt cùng với suy yếu hung hăng bóp nát một cái ngọc giản nháy mắt khi cái ngọc giản này bị bóp nát thì những thiết điểm mà lúc trước gã đã bố trí ở trong vẫn kiếm thế giới lập tức vỡ vụn những vết nứt nhanh chóng lan tràn ra toàn bộ thân kiếm vốn tống khuyết không làm được đến mức này thế nhưng thiên mạch khí là chỗ mấu chốt giữ cho đại kiếm này bất hủ mà bây giờ thiên mạch khí đã biến mất lực lượng bất diệt đã tiêu tán nó vốn đã lung lay sắp đổ lúc này lại cộng thêm với trận pháp tiết điểm đặc biệt của huyết khê tông đồng thời sụp đổ dẫn động thân kiếm tự nhiên mà sụp đổ hai mắt bạch tiểu thuần lóe lên giờ phút này ở trên tay phải của hắn đang cầm một bộ phận còn lại của thiên mạch khí tất cả đang nhanh chóng dung nhập vào trong bàn tay của mình nháy mắt đã chui vào trong cơ thể tiến vào dung hợp cùng với một bộ phận thiên mạch khí khác ở trong đan điền toàn bộ linh hải của hắn lập tức xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất khí tức thiên đạo phóng lên tới tận trời tràn ngập sự thần thánh giống như bài sơn hải đảo lan ra toàn bộ thế giới khiến cho những đệ tử của bốn tông còn sót lại ở nơi đây đều cảm thụ được khi từng người hoảng sợ nhìn lại lập tức nhìn thấy được từ hướng chuyển ra khí thức này rõ ràng lại có một khuôn mặt to lớn xuất hiện ở giữa thiên địa gương mặt kia rõ ràng chính là khuôn mặt của bạch tiểu thuần bạch tiểu thuần thiên đạo trúc cơ tông khuyết ở phía xa trong lúc vừa phun ra máu tươi vừa phi nhanh cũng nhìn thấy được cảnh tượng này bước chân của gã ngừng lại ngẩng đầu nhìn tròng chọc vào khuôn mặt bạch tiểu thuần do khí thức thiên đạo hình thành này hai mắt đỏ ngầu hai bàn tay nắm chặt đến mức móng tay cắm cả vào trong thịt máu tươi tí tách chảy xuống mà gã cũng không phát hiện ra bạch tiểu thuần trong sự rung động và phức tạp của đám người ở bốn phía lúc này ở trong đan điền của bạch tiểu thuần đã có thiên mạch khí nồng đậm vô biên tầng linh hải thứ 9 của hắn bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy đang dần dần biến thành màu vàng nhìn tốc độ kia thì đoán chừng nhiều nhất là 3 đến 5 ngày là sẽ hoàn thành mà sau khi linh hải hoàn toàn triệt để biến thành màu vàng, là sẽ đại biểu cho. Bạch Tiểu Thuần hoàn thành, thiên đạo trúc cơ, tu vi của hắn, tiềm lực của hắn, tuổi thọ của hắn ở trong khoảnh khắc này ầm ầm được kéo lên. Cái loại cảm giác như đang cùng với thiên địa chân chính bên ngoài vẫn kiếm thế giới xuất hiện cảm ứng này, làm cho tâm thần Bạch Tiểu Thuần chấn động. Ở trong một cái chớp mắt này, hắn dường như mơ hồ cảm nhận được, ở trên vùng trời càng xa xôi, tựa như. Còn có một tầng thiên địa khác, nơi đó tràn đầy tang thương, tràn đầy viễn cổ, cảm giác này trong nháy mắt đã biến mất, Bạch Tiểu Thuần kinh nghi bất định, có ý muốn đổi bắt Tống Khuyết, nhân lúc gã đang suy yếu mà chém giết. Nhưng Tống Khuyết lúc gần đi đã bóp nát ngọc giản làm cho tiết điểm bị vỡ vụn, khiến cho toàn bộ vẫn kiếm thế giới bị ảnh hưởng. Giờ phút này, sự ảnh hưởng đã từ thân kiếm quét tới bên trong kiếm. Trên bầu trời truyền đến những tiếng nổ ken két, mà mỗi tiếng đều giống. Như thiên lôi gào thét, từng khe nước to lớn nháy mắt lan ra khắp toàn bộ bầu trời của vẫn kiếm thế giới. Mà mặt đất cũng tương tự như vậy, trong chớp mắt núi cao sụp đổ bình nguyên nâng lên xuất hiện dấu hiệu vỡ vụn từng vết nứt lan tràn khắp mặt đất tựa hồ toàn bộ thế giới này sắp sửa sụp đổ không tốt chuyện này là thế nào trời ạ à, hẳn là cái vẫn kiếm thế giới này muốn sụp đổ trong lúc toàn bộ đệ tử ở nơi đây đang hoảng sợ thì ở bên ngoài vẫn kiếm thâm uyên xa lân tử âu dương kiệt cùng với hai trưởng lão của huyền đan hai tông vốn đang tĩnh tỏa chờ đợi thời gian thánh địa đóng lại còn khoảng một tháng nữa nhưng vào khoảnh khắc này sắc mặt bốn người đồng thời đại biến cùng nhìn về phía đại kiếm trên thân kiếm tràn ngập vô số vết nứt trong nháy mắt đã dạn vỡ chuyện gì đã xảy ra vẫn kiếm muốn sụp đổ đáng chết chúng ta cùng nhau xông vào bốn người đều biến sắc trong lòng kinh nghi không biết là ở bên trong đã xảy ra chuyện gì mà lại khiến cho thanh đại kiếm này sụp đổ bọn hắn định tiến vào vẫn kiếm thế giới nhưng lại bị bài xích ở bên ngoài năm đó khi phát hiện ra chỗ này vì để phòng ngừa vãn nhất mà bốn vị lão tổ đã bố trí truyền tổng trận của các tông ở trong thân kiếm chỉ khi nào thế giới sụp đổ mới có thể dẫn động. Bởi vì bị sự sụp đổ làm ảnh hưởng, nên có lẽ không cách nào đem truyền tổng chuẩn xác về tận tông môn, nhưng cũng có thể đem đệ tử truyền tổng tới gần gió. Hẳn là không vấn đề gì, sắc mặt bốn người biến hóa, trong lòng tuy lo lắng nhưng vẫn nhớ tới được điểm này. Cùng lúc đó, bên trong vẫn kiếm thế giới, khi thiên địa vỡ vụn, liền có bốn cái trận pháp khổng lồ xuất hiện ở trong mảnh thế giới này một cỗ lực lượng truyền tổng từ bên trong trận pháp trực tiếp tràn ra trong nháy mắt quét ngang toàn bộ thế giới bao trùm lấy các đệ tử căn cứ theo công pháp căn bản mà từng đệ tử tu luyện mà phân biệt khí thức triển khai truyền tổng trong tiếng nổ vang từng đệ tử của bốn tông ở nơi đây đều bị ánh sáng truyền tổng bao phủ trong nháy mắt đã biến mất bạch tiểu thuần cũng ở trong đó nhìn thiên địa biến hóa hắn nghĩ tới lời âu dương kiệt trưởng lão nói là không thể đối kháng trong chớp mắt trước mắt đã trở nên đen kịt lực lượng truyền tổng xuất hiện xung quanh hắn, đã thấy là phải bị truyền tổng đi. Đột nhiên, có một cánh tay nhỏ từ trong hư vô chợt vươn ra, muốn chụp một cái về phía Bạch Tiểu Thuần, ngăn cản hắn rời đi. Ca ở lại với ta đi. chương 167, Cửu U Quỷ Vực. Chuyện được thực hiện bởi audio com Bạch Tiểu Thuần tê dại cả da đầu, đột nhiên trợn tròn mắt. Phía sau bàn tay nhỏ tái nhợt kia là tiểu nữ hài áo trắng, khuôn mặt tựa như cười mà không phải cười đầy quỷ dị và dữ tợn hơn nữa mái tóc đen lại tán loạn che kín nửa khuôn mặt khiến nữ hải này càng thêm khủng bố trên cánh tay nhỏ này còn tản ra từng luồng tử khí hóa thành từng con rắn nhỏ dài như muốn chui vào thất khiếu và mấy lỗ chân lông trên người bạch tiểu thuần nhưng ngay khi vừa đụng chạm vào hắn khí tức chín tầng thiên đạo linh hải trong cơ thể hắn đột nhiên tràn ra khiến tất cả tử khí liền tan vỡ ra những con rắn độc này rít gào đầy thảm thiết rồi bị tiêu tán đi cánh tay nhỏ trong chớp mắt trở nên khô héo lộ ra làn da chết với đầy máu mủ còn nhỏ giọt xuống đầy kinh người trong nháy mắt lùi lại đấy, một tiếng gào thét không cam lòng từ hư vô cũng truyền ra. Cùng lúc đó, lực lượng truyền tống xung quanh Bạch Tiểu Thuần cũng được bộc phát, thân ảnh của hắn biến mất trong vẫn kiếm thế giới này. Sau khi tất cả mọi người biến mất, vẫn kiếm thế giới vẫn cứ tiếp tục sụp đổ xuống. Nhưng đột nhiên từ trong không trung, rồi từ trong mấy khe nước trên mặt đất tràn ra một lượng lớn sương mù mờ mịt, sương mù màu xám này trong chớp mắt đã bao phủ toàn bộ phiến thế giới. Tử khí bộc phát, vạn vật mục nát, thậm chí bao trùm cả bốn truyền tống trận sử dụng một lần vốn làm lối thoát khẩn cấp kia, khiến chúng nhanh chóng biến thành phế tích mục nát. Toàn bộ thế giới này trong tích tắc như trở thành quỷ vực. Ngay sau đó, từng tiếng gào thét đột ngột từ trong sương mù truyền ra, tiếng gào thét chấn động tâm thần. Dường như tất cả các sát hồn nơi này không còn mờ mịt như trước nữa, mà đã xuất hiện dấu hiệu thức tỉnh. Đại kiếm, quỷ dị là không còn tiếp tục sụp đổ. Bên ngoài đại kiếm, bốn người Âu Dương Kiệt tận mắt chứng kiến thân kiếm ngừng vỡ vụn lại, nhưng lại có một lượng lớn hắc khí tràn ra ngoài, bốn người đưa mắt nhìn nhau đầy kinh hãi. Rồi từng người nhanh chóng bay ra, cố gắng tìm cách vào trong đó lần nữa, lần này cũng đã thuận lợi bước vào, nhưng bốn người lại bị biến hóa của thế giới này chấn kinh. Hơn nữa, còn nhận ra có một khí thức đầy thần thánh sót lại trong phiến thế giới này. Khí thức này, thiên mạch khí, đây chính là thiên mạch khí, vẻ mặt bốn người trong nháy mắt đều đầy chấn động mãnh liệt. Đột nhiên, một giọng nói của nữ tử đầy lạnh lẽo, từ trong sương mù, mang theo tàn nhẫn truyền khắp thiên địa. Thiên mạch khí đã bị đệ tử các ngươi hút đi, như vậy từ nay về sau, nơi này sẽ được gọi là cửu u quỷ vực. Các ngươi thông báo cho tất cả bên ngoài biết, ngày sau không được bước vào đây nửa bước, nếu trái lời đổ sát toàn tông. Thanh âm này truyền ra, tâm thần đám người Âu Dương Kiệt như nổ vang, từng người đều phun ra máu tươi, vẻ mặt đầy kinh hãi. Thanh âm bên tai như sấm động cuồn cuộn, cả người như không khống chế được mà cuốn ngược ra sao, bị hất thẳng ra khỏi phiến thế giới này sát linh bốn người âu dương kiệt la lên thất thanh uy áp mà bọn họ cảm nhận được ở nơi này vượt trên cả nguyên anh thân thể mỗi người đều run lên trong lòng trào lên sóng gió ngập trời sau khi ra ngoài mỗi người đều cấp tốc chạy về đem tin tức này nhanh chóng truyền về tông môn vẫn kiếm thế giới vậy mà lại hóa thành cửu u quỷ vực bên trong đó xuất hiện một sát hồn sau khi thức tỉnh hóa thành sát linh thiên mạch khí bị hút đi là ai đến cùng là đệ tử tứ tông nào hút đi thiên mạch khí Điều này có nghĩa là thiên đạo trúc cơ. Ngay khi bốn người hãi hùng khiếp phía cấp tốc chạy đi xa, thì bên trong sương mù của phiến thế giới đã từng là vẫn kiếm thế giới, nay trở thành cửu u quỷ vực. Một tiểu nữ hải áo trắng ôm trong ngực lôi sơn đã không còn lớp ra, cả người bị co rút lại, thu lại ánh nhìn hướng lên bầu trời. Bốn phía xung quanh nàng này, có hàng ngàn hàng vạn sát hồn, từng cái, đang. Quỳ lại nàng, lặng ngắt như tờ, chỉ có hai mắt lôi sơn vẫn còn mang đầy sợ hãi và thống khổ, dường như đã hoảng sợ đến cực hạn. Thêm nữa, Bên người nữ hài này là một nữ tử trẻ tuổi, hai mắt vô thần, như một khôi lỗi. Người này chính là công tôn uyển nhi, độc trên người nàng đã biến mất, những độc trùng không còn nữa, mà thân ảnh con nhện mặt người trong não bộ của nàng này cũng hóa thành một đoàn sương mù. Thân thể nàng từ trong ra ngoài đều rực rỡ hẳn lên, rất sạch sẽ gọn gàng. Tiểu ca ca, người không chơi với ta, nhưng cũng không sao, rất nhanh thôi, ra sẽ ra ngoài tìm ngươi. Để ngươi xem xem bộ y phục mới này của ta có xinh đẹp hay không tiểu nữ hài cười khanh khách, ánh mắt liếc qua nhìn công tôn uyển nhi bên cạnh, thanh âm lạnh lẽo vô cùng quỷ dị. Vẫn kiếm thế giới đổi lại thành cửu u quỷ vực là một việc đại sự đối với toàn bộ đông mạch hạ du tu chân giới. Có nghĩa là từ nay về sau nơi này sẽ không còn là thánh địa trúc cơ nữa, mà đã trở thành hung vực. Thậm chí trong đó còn xuất hiện một sát hồn sau khi thức tỉnh, hình thành nên sát linh vô cùng kinh khủng hơn nhiều với đầy đủ cả thần trí. Việc đại sự này khiến tâm thần bốn trưởng lão tứ tông chạy được ra ngoài đều bị chấn động mãnh liệt. Mọi việc đã đến nước này rồi cũng khó mà thay đổi được, mặc dù ảnh hưởng không nhỏ và cũng chính là tổn thất chung của cả tứ tông. Thế nhưng khiến trong lòng bọn họ thực sự chấn động chính là lời nói cuối cùng của nữ tử kia khiến bọn họ phát giác ra thiên mạch khí. Thiên mạch khí, đại biểu chính là thiên đạo trúc cơ. Đến cùng là ai, đệ tử của tông môn nào thu được thiên mạch khí? Chết tiệt, nếu như tam tông kia xuất hiện cái dạng đệ tử thiên đạo trúc cơ này, nhất định phải giết chết ngay lúc còn nhỏ yếu. Bằng không mà nói, một khi người này kết đan thì khó mà có thể ngăn cản được hắn tiến một bước lên trời. Nhất định là huyết khê tông ta, ha ha, sau vô cực tử, huyết khê tông ta lại xuất hiện một kẻ, khiến cho tất cả tu sĩ cùng thế hệ của Tam tông kia phải tuyệt vọng. Bốn trưởng lão tứ tông đều triển khai tốc độ cao nhất của mình, trong nháy mắt đã đi xa. Đồng thời bọn họ cũng nhanh chóng xuất ra ngọc giản, dùng tốc độ nhanh nhất truyền hai thông tin này về tông môn. Cùng lúc đó là cố gắng liên hệ với đám đệ tử được truyền tống ra ngoài, với ý định truyền âm hỏi thông tin chính xác có điều lại phát hiện những đệ tử bị truyền tống ra ngoài vì chịu ảnh hưởng của không gian ba động nên trong thời gian ngắn khó mà liên hệ được. Bốn người đầy lo lắng, còn thông tin bọn họ truyền về tông môn cũng khiến toàn bộ huyết khê tông, huyền khê tông, đan khê tông và linh khê tông rung động, thậm chí còn kinh động đến lão tổ tứ tông. Một lượng lớn các trưởng lão và hộ pháp trưởng lão trúc cơ, cả thái thượng trưởng lão cũng được xuất động, toàn lực tìm kiếm trong toàn bộ phạm vi bốn phía xung quanh tông môn. Chỉ cần tìm được một đệ tử của mình, là lập tức biết được, rốt cuộc bên trong vẫn kiếm thế giới đã xảy ra chuyện gì. Mà trọng yếu nhất, chính là ai thu được thiên mạch khí. Trong linh khê tông, lão tổ đời thứ nhất tự mình hạ xuống phong mệnh, trong một ngày này có vô số đệ tử nội môn, trưởng lão trúc cơ đồng thời bay ra khỏi tông môn, tìm kiếm khắp nơi. Toàn bộ hai bờ Nam Bắc đều được phát động, thậm chí đệ tử ngoại môn cũng tản ra tìm kiếm. Nhiệm vụ của bọn họ chính là tìm kiếm đệ tử được truyền tống trở về từ trong vẫn kiếm thâm Nguyên. Chỉ cần có người tìm ra, phải lập tức bẩm báo về tông môn đệ tử đầu tiên được tìm thấy, không phải là đệ tử Linh Khê Tông có số lượng truyền tống về nhiều nhất, mà là chỉ 5 người còn lại của Đan Khê Tông. Bên trong vẫn kiếm thế giới, Đan Khê Tông có tổng cộng 80 người, tử vong vượt qua chín thành. Có thể do vận khí đến chậm, mà lúc này năm đệ tử này lại được truyền về thẳng ngay phía ngoài sân môn. Lúc trưởng môn và các trưởng lão Đan Khê Tông đồng loạt tiến đến, thì đám đệ tử Đan Khê Tông vì trải qua truyền tống mà đã vô cùng suy yếu, hơi thở yếu ớt, được đồng tông nhanh chóng đến đỡ lấy, dung nhập linh lực vào người mới có thể gắng gượng nói được cả người bọn hắn run rẩy ánh mắt đầy kinh hãi thanh âm suy yếu mang đầy hoảng sợ đều chết hết rồi phương lâm đại sư huynh chết rồi triệu nhu sư tỷ cũng đã chết tất cả đều bị tên phi nhân tính linh khê tông bạch tiểu thuần diệt sát bạch tiểu thuần điểm mạch chín lần triều tịch cuối cùng tranh đoạt thiên mạch khí với tống khuyết thành công thiên đạo trúc cơ thanh âm đệ tử này vang lên khiến tất cả trưởng lão và đệ tử đan khê tông xung quanh kể cả trưởng môn đều chấn động tâm thần hơi thở của mỗi người đều trở nên rồn rập, hai mắt trợn to không cách nào tin tưởng được. Thiên đạo, Trúc Cơ, Bạch Tiểu Thuần, Linh Khê Tông, lập tức truyền tin cho tất cả các ám tử trong phạm vi Linh Khê Tông, điều động toàn bộ, trước khi Linh Khê Tông tìm được Bạch Tiểu Thuần, không tiếc phải trả giá thế nào cũng phải diệt sát. Hai mắt trưởng môn đan Khê Tông lóe lên đầy lạnh lẽo ra lệnh. chương 168, Cải Trang Vi Hành, chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com, ngay khi Đan Khê Tông phát động toàn bộ ám tử với ý định tìm được Bạch Tiểu Thuần trước, bằng mọi giá phải diệt sát hắn. Thì ba tông môn khác cũng phái ra đại lượng đệ tử, bắt đầu tìm kiếm tất cả các đệ tử xung quanh phạm vi tông môn của mình. Cũng chính lúc này, Đông Lâm Châu, tại một nơi gần Đông Lâm Thành, trong một vùng rừng núi tràn ngập cây cối và đại thụ. Đột nhiên, hư vô bên cạnh một gốc đại thụ chợt vặn vẹo, truyền ra từng đợt chấn động truyền tống nhỏ, rồi thân ảnh Bạch Tiểu Thuần từ bên trong lão đảo chạy ra ngoài. Vừa mới xuất hiện, Hắn đã không nhịn được mà ngồi trồm hổm xuống đất không ngừng nôn thốc nôn tháo. Đây là truyền tống kiểu gì vậy, cái mạng nhỏ của ta xém chút là không còn trong truyền tống này rồi a. À. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần trắng nhợt, thở hồng hộc, hắn không biết rằng truyền tống trước kia là được mở ra trong trạng thái bảo vệ nhằm giảm bớt lực lượng truyền tống, nhưng lúc này vẫn kiếm thâm uyên sụp đổ, truyền tống được toàn lực triển khai. Năm xưa tứ tông tại ba đại thánh địa đều là bố trí như vậy, muốn tức tốc thoát khỏi nguy hiểm thì đương nhiên sẽ không cân nhắc đến việc tốn nhiều thời gian để hình thành bảo hộ làm gì? loại cưỡng ép truyền thống này với ý chí người thường thì khả năng lớn là trực tiếp lâm vào hôn mê sau khi nôn ra một lúc lâu bạch tiểu thuần mới cảm thấy khôi phục được đôi chút nhưng vẫn thấy hoa mắt chóng mặt như trước bèn dựa vào đại thụ bên cạnh nhìn quanh bốn phía hắn vẫn chưa xác định được bản thân đang ở nơi nào chỉ là dựa vào lời âu dương trưởng lão nói lúc trước hắn hiểu truyền thống kia được mở ra hẳn là vì có chuyện không thể đối kháng được xuất hiện nói như vậy hẳn lúc này ta đã về tới đông lâm châu Bạch Tiểu Thuần di di chán, nỗi khiếp sợ trong lòng vẫn còn nguyên vẹn. Nghĩ tới cánh tay nhỏ bé và cái giọng nói quỷ dị trong lúc mình truyền tống đi, hắn bỗng dùng mình một cái, thầm hạ quyết tâm cả đời này tuyệt đối không quay lại vẫn kiếm thâm uyên. Lúc này hắn thở hổn hển, tìm một gốc cây rồi ngồi xuống, nhìn quần áo rách nát trên người không còn chút hình dáng phục trang của đệ tử nội môn Linh Khê Tông, dường như bộ dạng bản thân bây giờ khá là chật vật, trên mặt còn vương cả vết máu nữa. Thế nhưng khi hắn muốn đổi bộ khác thì lại phát hiện ra mình không hề chuẩn bị quần áo thay đổi trong túi chữ vật. Bên trong vẫn kiếm thâm uyên, quá hung tàn. Bạch Tiểu Thuần nghĩ lại từng màn xảy ra trong vẫn kiếm thâm uyên, cảm thấy ra đầu tê dại đi. Nhất là khi nghĩ đến cảnh đám người kia đầy điên cuồng muốn diệt sát mình, đến trận chiến cuối cùng với tống khuyết đầy tàn nhẫn và hung mãnh, Bạch Tiểu Thuần thở dài. Tu hành, sao cứ phải chém chém, giết giết, cảm khái xong, hắn bèn cảm thụ tu vi một chút, nhìn thấy linh hải trong thể nội tràn trề đang không ngừng hóa thành màu vàng, lúc này cũng đã hoàn thành khoảng 3 phần 10. Ha ha, thiên đạo trúc cơ, bạch tiểu thuần phấn chấn, quên đi hung hiểm bên trong vẫn kiếm thế giới. Hơn nữa, khi nghĩ đến thọ nguyên được gia tăng lên 500 năm, hắn không ngừng kích động, hai mắt sáng ngời, tay áo nhỏ hất lên, cầm nâng cao mà ngạo nghễ cảm thán. Bạch tiểu thuần ta quả nhiên là tuyệt đại thiên kiêu, ha ha, ha ha. Phải rời khỏi nơi này, xem xét xung quanh xem nơi này là địa phương nào. Bạch tiểu thuần vội ho lên một tiếng, Hắn phát hiện tu vi của bản thân lúc này vẫn như thường, thậm chí còn có cảm giác mỗi lúc tu vi lại được tăng cao thêm, có điều khí tức trên người thì càng lúc lại càng yếu đi, tựa như uy áp khí tức vô ý tràn ra từ thể nội đang được linh hải thiên đạo trúc cơ không ngừng co rút lại. Như là nội liếm cùng với lột xác. Nhìn qua từ bên ngoài thì khí tức trên người hắn chỉ tương đương với dáng vẻ ngưng khí tầng 9, còn đang không ngừng giảm xuống. Dựa theo tính toán của Bạch Tiểu Thuần, đến khi khí tức tu vi của bản thân ở bên ngoài biến mất, tựa như một phàm nhân, như được áp xúc đến cực hạn thì cuối cùng thiên đạo trúc cơ của bản thân mới được hình thành, từ đó mới hình thành một lần bộc phát khai thiên tích địa. Đoán chừng một vài ngày nữa là có thể hoàn thành, Bạch Tiểu Thuần cao hứng, vì tu vi của hắn vẫn như cũ nên cũng không để ý đến sự biến hóa của khí tức nữa. Lúc này hắn xuất ra ngọc giản, định truyền âm về tông môn thì phát hiện truyền tống lực vẫn còn sót lại trong ngọc giản đang đầy hỗn loạn, cho dù lực lượng này đang dần tiêu tán đi nhưng đoán chừng hắn vẫn còn chưa dùng đến được trong thời gian ngắn tới. Hắn có chút đau đầu mà cất ngọc giản đi, cả người nhoáng lên, lập tức bay đi, hóa thành một vệt cầu vồng giữa không chung mà đi thẳng về nơi xa. Không bao lâu, với tu vi lực lượng lúc này của Bạch Tiểu Thuần, tốc độ phi hành của hắn được bạo tăng lên, dần dần bay ra khỏi dãy sơn mạch. Có thể thấy được một tòa thành đầy hùng vĩ ở phía xa, sừng sướng giữa dãy sơn mạch. Tòa thành này bao phủ toàn một màu xanh, bốn phía tường thành cao vút, được xây bằng đá xanh. Dường như mỗi viên gạch xanh này đều được khắc phù văn lên trên tạo thành vô số phù văn, khiến tường thành như trở thành một trận pháp lớn đầy oai nghiêm hùng vĩ trận pháp hình thành nên cột sáng tùy lúc mà phóng thẳng lên không trung như kết nối với bầu trời tạo thành một vòng xoáy màu xanh khổng lồ chuyển động chậm rãi phía trên thành trì thỉnh thoảng còn xẹt qua một vài tia chớp nhìn vô cùng hùng vĩ dưới này còn tồn tại một áp chế khiến tu sĩ có tu vi nhất định trở xuống sẽ bị cấm không ở nơi này thành trì vô cùng to lớn này có quy mô đủ để chứa được ngàn vạn người cửa thành bốn phía không ngừng có một lượng lớn người ra ra vào vào cực kỳ náo nhiệt trước cửa thành đặt một bia đá sừng sững cao ngang với tường thành, trên đó là ba chữ rồng bay phượng múa. Đông Lâm Thành, Bạch Tiểu Thuần sững sờ, sau đó hai mắt bỗng nhiên sáng lên. Nơi này, chính là một trong những khu vực của Linh Khê Tông, đệ nhất đại thành. Bên trong phạm vị Đông Lâm Châu, có 10 đại gia tộc tu chân phụ thuộc vào Linh Khê Tông, cùng nhau chấp trưởng nơi này, thế lực tồn tại vạn năm, trong thành không những có rất nhiều tu sĩ mà còn có vô số phạm nhân. Ngoại trừ 10 gia tộc tu chân cùng chấp trưởng, Linh Khê Tông còn phái đệ tử đại biểu môn phái với tư cách là sứ giả tỏa chấn nơi này, cân bằng thế lực 10 đại gia tộc tu Chân. Đỗ Lăng Phỉ mấy năm trước được phái đến nơi này làm sứ giả. Tuy nàng chỉ có tu vi ngưng khí nhưng thực ra trong thành này vẫn có trưởng lão trúc cơ của Linh Khê Tông tọa trấn, chẳng qua này thường sẽ không xuất đầu, mà mọi chuyện đều do Đỗ Lăng Phỉ xử lý. Nhiệm vụ của Đỗ Lăng Phỉ là cân bằng 10 đại gia tộc này. Năm đó khi ta trở về tông môn không lâu thì Đỗ sư tỷ đã được an bài đến nơi này làm sứ giả, đã rất lâu chưa gặp rồi. Nhớ đến bộ dáng vừa giận vừa thẹn thùng của Đỗ Lăng Phỉ, trong lòng của Bạch Tiểu Thuần chợt nóng lên. Không được, ta nên cải trang vi hành, điều tra một chút xem tiểu Đỗ đỗ mấy năm này có tìm đến tên nào khác sau lưng ta hay không. Vẻ mặt Bạch Tiểu Thuần đầy giảo hoạt, tranh thủ bay nhanh đến Đông Lâm Thành. Vừa tới gần, hắn nhanh chóng cảm nhận được uy áp cấm không. Thật là, ta là quang vinh đệ tử, là sư đệ của trưởng môn, Đông Lâm Thành là của Linh Khê Tông thì cũng không phải là của ta sao, thế mà còn cấm không với ta? bạch tiểu thuần lẩm bẩm đáp xuống mặt đất rồi chạy vội tới gần cửa thành nhìn thấy không ít người xếp hàng hắn cũng không tiện chen ngang mà đứng đợi ở phía sau sau nửa ngày chờ hắn mới tâm không cam tình không nguyện mà nộp ra linh thạch tiến nhập vào đông lâm thành không có ai kiểm tra cả chỉ cần nhận linh thạch là đủ dường như đủ tự tin là không có ai dám sinh sự ở nơi này cả đông lâm thành này quy củ thật lớn a à, phải nộp linh thạch mới được vào thành đấy bạch tiểu thuần rất bất mãn chỉ là nghĩ đến thân phận lúc này của mình cảm thấy đi so đo mấy chuyện này có chút mất mặt, bèn ho lên một tiếng, chắp tay sau lưng nghênh ngang bước vào, nhìn quanh vô số kiến trúc trong thành này. Vừa nhìn đến, Bạch Tiểu Thuần trợn mắt há hốc cả mồm, mắt tròn xoe. Nơi này quá lớn, đá xanh lát đường, mỗi viên đá xanh nơi đây đều tràn ra linh khí, kiến trúc hai bên càng thêm nguy nga lộng lẫy, chạm long trổ phượng, khí thế bất phàm. Bảo Châu, Linh Thạch, Pháp Quang lóe sáng như điểm suyết thêm cho vẻ. Đẹp của kiến trúc bốn phía, bầu không khí xa hoa tráng lệ như đập thẳng vào mặt bạch tiểu thuần đây nơi đây bạch tiểu thuần nuốt một ngụm nước miếng xuống cổ họng nhìn vẻ hoa lệ bốn phía ngựa xe dập dìu như nước hối hả xuôi ngược người người đông đúc chen lấn hắn cảm thấy như mình vừa đi vào một thế giới khác hầu như đa số người nơi này đều mặc tơ lụa lướt đi trong gió dù là tu vi thế nào thì đều mang theo một khí thế ngạo nghế cho dù là phàm nhân dường như cũng rất hòa hợp với tu sĩ không có chút nào cảm giác kính sợ tu sĩ gì cả Bạch Tiểu Thuần hít vào liên tục, bước đi trên đường không ngừng suýt xoa kinh hô. Trong lòng hắn phập phồng liên tục, dù sao thì từ nhỏ hắn đã lớn lên trong thôn, ra thôn thì vào tông môn, cho nên tới bây giờ hắn cũng chưa từng nhìn thấy thành trì đầy kinh người như thế này. Nhìn điệu bộ của hắn, không ít tu sĩ đang lui tới trên đường lộ ra vẻ khinh miệt trong mắt như nhìn một tên nhà quê, nhưng cũng không ít người nhìn quần áo rách nát trên người hắn, thậm chí trên đó vẫn còn nguyên vết máu loang lổ cũng đoán biết hắn không dễ trêu chọc mà lập tức tránh đi. Ta không biết là nơi này lại tốt đến vậy. Bạch Tiểu Thuần càng nhìn càng cảm thấy thích thú. Hắn đầy cảm khái, nếu sớm biết nơi đây xa hoa thế này thì nói gì hắn cũng phải làm vài chuyện tại tông môn, an bài mình đến nơi này hưởng thụ một chút. Đang thầm cảm khái, thì hắn đi ngang qua một căn lầu các, bước chân trượt khựng lại, mắt nhìn chằm chằm vào từng chiếc áo bảo được treo trong cửa hiệu. Áo bảo với đủ loại màu sắc, nhiều trang trí khác nhau, theo thùa đẹp mắt, mỗi một chiếc đều được xử lý vô cùng tinh xảo kể cả ở những chi tiết nhỏ nhất cảm giác của Bạch Tiểu Thuần chính là bất luận một bộ quần áo nào cũng đều đẹp hơn áo bào của tông môn mình rất rất nhiều, mắt hắn chợt sáng lên rồi lập tức bước vào cửa hiệu. Bên trong này cũng có vài người đang lựa chọn quần áo. Bạch Tiểu Thuần vừa mới bước vào, những người này đều liếc qua nhìn, trong lòng đầy khinh thường khi thấy quần áo rách dưới trên người Bạch Tiểu Thuần, thế nhưng trên người hắn lúc này lại tản ra khí tức ngưng khí tầng 7 nên cả đám đều thu ánh mắt lại. Nhưng có một thanh niên mặc hoa bào khi nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần chợt sửng sốt một chút, rồi y vờ như tùy ý cúi đầu xuống mà giấu đi ánh mắt vừa mới lóe lên tia nhìn kỳ lạ. Cùng lúc đó, một tiểu nhị tươi cười bước về phía bạch tiểu thuần, ân cần giới thiệu cho hắn: đây chính là thiên long bào, dùng da của thiên thủy mã ngâm trong 9981 loại thảo dược, sau đó mời đại sư thiêu lên, uẩn tàng trận pháp, hơn nữa còn chống lại được một số loại thuật pháp thủy thuộc tính nhất định. Còn có thiên diệp bào, dùng một ngàn loại linh diệp diệt thành, rồi dùng bí pháp chế tác, mặc lên người, hàng ngày đều có thể ngửi được hương thơm thảo mộc lâu ngày như vậy thì tác dụng cũng không thua kém gì như với linh dược. Còn có cái này, Bạch Tiểu Thuần liên tục gật gật đầu, sờ sờ nắn nắn, yêu thích không nỡ rời tay. Lúc này người thanh niên mặc hoa bào lúc nãy đã ngẩng đầu lên, nở ra nụ cười đầy ấm áp trên mặt, hướng về Bạch Tiểu Thuần mà đi tới rồi chắp tay chào. Vị huynh đài này, ta có lễ, chương 169, hầu mỗ chưa bao giờ nói dối. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía thanh niên. Tại Hạ Hầu Vân Thanh, cửa hàng này đều là của ta, dáng vẻ huynh đài bất phàm, nhìn qua đã thấy như nhân trung long phượng. Huynh đài vừa ý bộ nào, Hầu Mỗ nguyện tặng cho huynh đài xem như kết giao được một người bằng hữu. Nụ cười trên mặt Hầu Vân Thanh rất chân thành tựa như gió xuân, lời nói đầy khách khí. Thật sao? Bạch Tiểu Thuần trừng mắt ngạc nhiên, nhìn qua Hầu Vân Thanh. Đương nhiên là thật rồi, Hầu Mỗ chưa bao giờ nói dối đấy. Hầu Vân Thanh vội đáp lời, Bạch Tiểu Thuần cười ha ha, loại chuyện tốt đưa đến tận cửa thế này, Hắn chưa bao giờ có chuyện từ chối qua, hai mắt lóe sáng, không chút khách khí mà chọn lấy bộ Thiên Long bào. Tiểu Nhị bên kia có chút ngây ngốc nhìn về phía Hầu Vân Thanh, thấy y mỉm cười gật nhẹ đầu bèn mang theo vẻ mặt không thể tin nổi mà đưa Thiên Long bào đến. Bạch Tiểu Thuần vỗ xuống một cái, mặc vào người, lập tức khí thế trên người hắn trở nên khác hẳn với lúc trước. Thiên Long bào này được mặc trên người huynh đài, hoàn toàn vừa vặn cứ như dành riêng cho huynh vậy, nhãn lực của huynh đài thật tốt. Hầu Vân Thanh cười ha ha một tiếng, ngươi cũng thấy như vậy sao? Bạch Tiểu Thuần kinh hỉ mà sờ sờ lên quần áo, bộ dạng rất hài lòng, trong lòng thầm cảm khái y phục lúc còn ở. Tông môn của mình quá đơn giản rồi, so ra thì hắn cảm thấy mình yêu quý nơi phồn hoa này hơn. Hầu Vân Thanh không nghĩ Bạch Tiểu Thuần sẽ nói như vậy, nên y cũng không biết nên tiếp lời thế nào, đành ho vội một tiếng đổi chủ đề. Huynh Đài, đêm nay trong Đông Lâm Thành ta mở một buổi yến tiệc nhằm thiết đái vị sứ giả linh khê tông Đỗ Lăng Phỉ đã hoàn thành xong nhiệm vụ, sắp sửa trở về tông môn, nếu huynh đài không có việc gì, chỉ bằng cùng hầu mỗ tới đó xem náo nhiệt. Bạch Tiểu Thuần như cười mà không phải cười mà liếc nhìn Hầu Vân Thanh một cái, sau khi suy nghĩ một chút liền vui vẻ đồng ý. Hầu Vân Thanh biết mình có chút đường đột, thế nhưng cơ hội này khó mà có được, hơn nữa cũng sẽ trôi qua rất nhanh chóng, cũng không có thời gian dặn dò gì cửa hiệu mà cười cười theo Bạch Tiểu Thuần rời khỏi đây, dẫn đường đi về phía trước. Phía sau y còn có thêm 7 tám hộ vệ, tu vi ngưng khí tầng 5, tuy là tán tu nhưng cũng đều am hiểu chém giết, ẩn ẩn còn có sát khí trên người. Nói ra thì vị sứ giả linh khê tông đỗ lăng phỉ này thật sự là một nữ nhân tuyệt sắc thiên tiên, chẳng những tu vi cao thâm mà dung nhan còn tuyệt thế. Nhìn khắp Đông Lâm Châu cũng đủ để liệt vào trong danh sách 10 nữ tử bậc nhất. Mấy năm nay nàng làm sứ giả, cân bằng các gia tộc tu chân, lúc đầu còn trúc chắc nhưng sau đó nhanh chóng thành thạo, thủ đoạn khéo léo. Trên đường, Hầu Vân Thanh liếc trộm Bạch Tiểu Thuần một cái. Lợi hại vậy sao? Đây là lần đầu tiên Bạch Tiểu Thuần được nghe nói đến chuyện tình của Đỗ Lăng Phỉ tại Đông Lâm Thành này, cảm thấy rất hứng thú vô cùng lợi hại, toàn bộ Đông Lâm Châu, rất nhiều gia tộc tu chân, ít nhiều cũng có mấy vị kiêu tử đều mong muốn được nàng yêu ái, thế nhưng theo hầu mỗ, không có người nào có thể xứng với nàng, thậm chí trong. Linh Khê Tông cũng không có nhiều đệ tử xứng đấy, thật ra, nếu có thì cũng chỉ duy nhất một người. Hầu Vân Thanh cảm khái, ai vậy, Bạch Tiểu Thuần nghe đến đó, trợn mắt nhìn rồi hỏi tiếp. Người kia, là tuyệt thế thiên kiêu vạn năm khó có được của Linh Khê Tông, quang vinh đệ tử, sư đệ của trưởng môn, danh chấn hai bờ Nam Bắc, là mục tiêu của vô số đệ tử, Bạch Tiểu Thuần. Vẻ mặt của Hầu Vân Thanh đầy sùng bái, tựa như kích động đến không thể đè nén được. Mấy hộ về phía sau y đều lộ ra vẻ mặt cổ quái, bọn họ đi theo Hầu Vân Thanh bao nhiêu năm rồi nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy đối phương lại có kiểu nói chuyện như vậy, không nhịn được mà nhìn Bạch Tiểu Thuần vài lần, trong lòng kinh ngạc không thôi. Bạch Tiểu Thuần này, quả nhiên rất không tầm thường. Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng, nhưng trong lúc mở miệng đồng ý, thì vẻ mặt tựa như cười mà không phải cười quét qua Hầu Vân Thanh một chút nhưng không biết là hầu vân thanh không chú ý tới hay giả bộ không nhìn thấy mà vẫn cứ tiếp tục kích động nói tiếp nào chỉ không tầm thường đó là thiên tri kiêu tử là một nhân vật cự phách là đạo lữ lý tưởng của tất cả nữ đệ tử linh khê tông là hình tượng bản thân của tất cả các nam đệ tử là báu vật của toàn bộ linh khê tông a ta nghe nói hắn cùng với rất nhiều người đã tiến vào thánh địa trúc cơ lúc trở về hẳn nhất định là địa mạch trúc cơ loại nhân vật này tựa như ánh trăng trên trời cao chỉ có thể khiến người ta ngưỡng vọng đáng tiếc tư chất hầu vân thanh ta không tốt nếu không nhất định tìm gặp hắn cam tâm tình nguyện cực khổ cả đời này dốc sức trâu ngựa cho hắn a à. bạch tiểu thuần đi bên cạnh nghe mãi coi như bản thân hắn mà cũng phải có chút đỏ mặt nhưng nhìn hầu vân thanh không ngừng kích động trong lòng bạch tiểu thuần cũng đầy cảm khái không nỡ cắt ngang lời y mà tùy ý để đối phương tiếp tục nói trong mắt cũng lộ ra đầy vẻ cổ vũ thêm một đoạn đường tới yến tiệc này hầu vân thanh mồm mép không ngừng luôn miệng khua môi múa mép mà tâm bốc lấy linh khê tông bạch tiểu thuần đến cuối cùng chính bản thân y cũng cạn kiệt từ ngữ nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đầy khích lệ của Bạch Tiểu Thuần, y đành cắn răng một cái, tiếp tục phát kiệt đầu óc mà vơ vét tất cả từ ngữ. Một đường không ngừng không nghỉ kiểu này đã tạo thành một sự mỏi mệt mà người khác không cách nào biết được. Ngay khi Bạch Tiểu Thuần cùng với hầu Vân Thanh đến yến tiệc, thì Linh Khê Tông đã phái một lượng lớn đệ tử, kể cả đám trưởng lão cũng được xuất động, đi đến khắp cả Đông Lâm Châu, cấp tốc tìm kiếm đệ tử được truyền tống trở về nhằm nắm được tình huống bên trong vấn kiếm thâm huyên. Lúc này, một đệ tử nội môn của Tông cũng đã tìm thấy được người đầu tiên tại một nơi ngoài rìa khu rừng rậm. Người này trong lúc bị truyền tống trở về thì đã hôn mê, được mọi người lập tức cứu tỉnh lại. Sau khi tỉnh lại, câu đầu tiên của vị trúc cơ đệ tử đi vào vẫn kiếm thâm uyên đã khiến tất cả đệ tử nội môn cứu viện quanh hắn đều kinh hãi. Bạch Tiểu Thuần Sư Thúc, Thiên Đạo Trúc Cơ, câu nói này như tiếng sấm oanh kích vào tâm thần của tất cả mọi người, toàn bộ đám đệ tử nội môn lúc này đều kinh ngạc trợn mắt há mồm. Sự việc này quá lớn, bọn họ không chút chậm trễ mà truyền toàn bộ tin tức này về tông môn ngay lập tức rất nhanh những đệ tử bị truyền tống trở ra đều được tìm thấy từng tin tức được truyền về tông môn từng thông tin được truyền về đều là cùng một chuyện bạch tiểu thuần thiên đạo trúc cơ tại vẫn kiếm thế giới bạch tiểu thuần khiến toàn bộ đám người tam tông đều phải tuyệt vọng chém giết đan khê tông triệu nhu diệt sát đan khê tông phương lâm trọng thương cửu đảo tranh đoạt thành công thiên mạch khí với tống khuyết tấn thăng thiên đạo trúc cơ thậm chí có người còn nói huyền khê tông lôi sơn cũng bị bạch tiểu thuần diệt sát đủ loại thông tin khiến toàn bộ linh khê tông phải oanh động tất cả trưởng lão bảy đại trưởng tòa còn cả trưởng môn đều chấn động sau đó là đầy vui mừng lúc trước bọn họ đều suy tính không biết là đệ tử tông phái nào trở thành thiên đạo trúc cơ nhưng trong lòng cũng đoán thiên đạo trúc cơ này khả năng lớn sẽ là đệ tử huyết khê tông thậm chí bọn họ còn an bài ám tử trong đó tiến hành diệt sát đệ tử huyết khê tông nhưng lúc này tất cả đều chấn động phát hiện hóa ra thiên đạo trúc cơ lại chính là đệ tử linh khê tông bọn họ còn là bạch tiểu thuần điều này khiến lý thanh hậu và trưởng môn vui mừng không ngớt đồng thời cũng oanh động cả những thái thượng trưởng lão tất cả tông môn lại lần nữa được xuất động nhanh chóng tràn ra khắp bốn phía mục đích lần này chỉ có một nhiệm vụ duy nhất tìm được bạch tiểu thuần lập tức truyền âm về toàn lực bảo vệ hộ tống hắn về tông đồng thời linh khê tông cũng tiến hành kiểm soát chặt chẽ những người khả nghi trong phạm vi tông môn đoạn thời gian này bọn họ cũng tin tưởng khi Tam Tông kia nhận được tin tức cũng sẽ không tiếc mọi giá mà diệt sát Bạch Tiểu Thuần trong thời điểm này. Các gia tộc tu chân trong phạm vi của Linh Khê Tông, vốn có quan hệ dây mơ dễ má không ít nên cũng khó mà giấu giếm được bọn họ, tin tức vừa đến được Linh Khê Tông thì bọn họ cũng đồng thời thu được manh mối. Từng lão tổ của gia tộc đều chấn động tới cực hạn, hai mắt đỏ ngầu, ra lệnh tất cả các tộc nhân nhanh chóng tản ra tìm kiếm Bạch Tiểu Thuần. Bọn họ biết, Bạch Tiểu Thuần truyền tống trở về, có thể xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào trong toàn bộ Đông Lâm Châu này nếu vận khí của gia tộc mình tốt tìm thấy bạch tiểu thuần trước chỉ cần thỉnh đối phương đến gia tộc mình ngồi chơi một chút cũng đã là một thiên đại vinh quang bởi vì đây chính là thiên đạo trúc cơ a thậm chí tộc nhân gia tộc mình có thể được chỉ điểm một hai còn nếu như trở thành bằng hữu thì lại là chuyện cực tốt rồi còn có khả năng nhỏ nhoi nữa đó là trong lúc mời được bạch tiểu thuần về nếu như hắn nhìn chúng được một tộc nữ nào đó trở thành đạo lữ của hắn thì cho dù trưởng môn có ngăn cản cũng vô dụng Tất cả mọi người đều ra ngoài tìm kiếm cho lão phu, nói không chừng Bạch Tiểu Thuần là bị truyền tống đến chỗ chúng ta đấy. Ngay trong lúc phần lớn các gia tộc tu chân đều đang điều động tộc nhân ra ngoài tìm kiếm hắn, thì Bạch Tiểu Thuần đã cùng Hầu Vân Thanh tới được nơi tổ chức yến hội. Nơi này là một tòa nhà rất lớn khoảng chừng 10 mẫu đất, vách tường cao bao quanh, bên trong có thể nhìn thấy cây xanh, giả sơn, còn có rất nhiều đình viện nhỏ, nhìn qua rất có khí thế. Hơn nữa, trong sân lại có một tòa lầu các ba tầng như một cung điện nguy nga được chạm long chổ phượng đầy trang nhã nhưng lại ẩn chứa quý khí. Tiếng người huyên náo, người hầu lui tới tấp nập, bưng bê rượu ngon và hoa quả tươi cung kính hầu hạ bên từng vị khách quý với trang phục lộng lẫy trên người. Trên sân bây giờ có hơn trăm vị khách, nam có nữ có, già có trẻ có, có vài người ngồi đơn độc một chỗ, nhưng cũng có top năm top ba cười đùa vui vẻ. Cổng tòa nhà này có mấy người thị vệ đứng gác, còn có một vị quản gia trung niên, cười cười mời từng vị khách vào trong, thông thường những người lạ mặt thì cũng chỉ cần cầm thiệp mời đến ghi danh rồi đi vào trong. Hầu Vân Thanh vừa mới tới thì đã được vị quản gia ở cổng cung kính tiếp đón, rồi dẫn đường vào trạch viện bên trong. Bạch Tiểu Thuần đi cạnh Hầu Vân Thanh, nhìn yến tiệc trước mặt, đây là lần đầu tiên hắn tham gia yến tiệc nên cảm thấy quả thật rất mới lạ. Vừa mới vào thì đã có một đại hán cách bọn họ không xa đang ôm theo một nữ tử bên người đi tới phía Hầu Vân Thanh. Người này mặc trường bào tím, diện mạo bất phàm, tinh thần hưng phấn, 10 ngón tay đều đeo chữ vật giới chỉ, trên người còn có bảy tám miếng ngọc bội, đầy đủ dáng vẻ của một cự phú. Chương 170, Lăng Phỉ Tiên Tử. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com. Nữ tử kia trang điểm nhẹ, nhìn qua cũng có phần thanh thuần, thế nhưng vẻ mặt lại đầy phong trần làm che lấp nét thoát tục vốn có. Nhìn qua thì nàng này cũng có thể nói là cực đẹp. Vân Thanh sư huynh, Lý Mỗ chờ ngươi lâu rồi, đến đến đến, ngồi đây. Đại hán này tươi cười, vẻ mặt đắc ý lôi kéo Hầu Vân Thanh đến thẳng một bàn trà. Hầu Vân Thanh đầy áy náy liếc nhìn Bạch Tiểu Thuần một cái. Bạch Tiểu Thuần cũng không chú ý tới, Đại hán kia lúc này mới để ý đến Bạch Tiểu Thuần, tiếng cười vẫn như thường. Vị huynh đài này có vẻ lạ mặt a, à, bất quá đến đây đã là khách, lại là bạn của Vân Thanh, cũng coi như là bạn của Lý Hữu đạo ta. Lần này Lý gia ta, tổ chức yến tiệc là vì Lăng Phỉ sứ giả, bởi quá vội vàng mà có chút đơn giản, có chỗ nào không chu toàn mong mọi người đừng chê cười. Vẻ mặt của đại hán càng đắc ý, cũng không cần giải thích gì cả mà đã lôi kéo Hầu Vân Thanh và Bạch Tiểu Thuần đến ngồi vào một bàn trà đang còn trống. Lúc ngồi xuống, nữ tử kia đầy nhu thuận mà ngồi cạnh Lý Hữu Đạo tựa như chim non nép vào người. Thật ra bởi quá gấp gáp, chỉ chuẩn bị loại rượu được trưng cất bằng nhất giai thượng phẩm linh dược, nếu như thời gian chuẩn bị nhiều hơn một chút, hẳn lý ra ta có thể lấy ra loại rượu trưng cất bằng nhị giai thượng phẩm linh dược. Đại Hàn áo bảo tím thở dài, thế nhưng vẻ mặt lại đầy đắc ý không chút che giấu. Hắn và Hầu Vân Thanh ám đấu với nhau nhiều năm nay, lần này cuối cùng cũng tìm được cơ hội áp chế đối phương. Hữu đạo, người không cần nói vậy, loại rượu trưng cất bằng nhất giai thượng phẩm linh dược này, toàn bộ đông lâm châu cũng không có được mấy gia tộc có thể xuất ra nhiều như vậy mà chiêu đãi khách một chén nhỏ này cũng có thể bán được trăm linh thạch đấy a nữ tử bên cạnh lý hữu đạo tranh thủ nói thêm vào giọng nói đầy mê hoặc nàng biết tâm tư của lý hữu đạo nên lúc này tranh thủ tâm bốc lên khiến trong lòng gã đầy thoải mái mấy trăm linh thạch thì tính làm gì chứ chỉ là một chút rượu mà thôi tới 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 vân thanh huynh còn vị huynh đệ này nữa nếm thử chút rượu này đi nói sao thì rượu này cũng không có nhiều ở đông lâm thành này a à lý hữu đạo đầy sảng khoái hất tay lên một người hầu bên cạnh vội rót đầy rượu cho hầu vân thanh và bạch tiểu thuần hầu vân thanh có chút lúng túng rượu này ít nhất cũng là nhất giai thượng phẩm linh dược trưng cất ra cho dù của cả nhà y không ít nhưng cũng chỉ được uống qua một lần lúc này y có chút trần trừ rồi sau đó mới cười khổ một tiếng nhấp vào một ngụm. bạch tiểu thuần có chút hiếu kỳ bèn bưng chén lên người một cái cảm thấy cũng không tốt gì cả tạp chất không ít nhìn vẻ mặt hầu vân thanh như vậy trong lòng từ hữu đạo đầy đắc ý Thế nhưng khi nhìn thấy biểu lộ của Bạch Tiểu Thuần, trong lòng gã không vui. Gã quét mắt qua Bạch Tiểu Thuần một cái, lòng thầm hạ quyết tâm, lần này không chỉ áp chế Hậu Vân Thanh, mà còn muốn áp chế cả tên bằng hữu của hắn nữa. Vị huynh đệ kia hẳn là không hài lòng, yên tâm, lần này lý ra ta vì Lăng Phỉ tiên tử bày yến tiệc này, cho dù có gấp gáp nhưng cũng có được một vài vật phẩm hiếm thấy. Ta có nghe nói Lăng Phỉ tiên tử thường hay nhớ về Linh Khê tông cho nên lý gia ta lần này hao tốn một cái giá rất lớn mà chuẩn bị linh vĩ kê coi như an ủi nỗi niềm nhớ nhà của nàng người đâu đem linh vĩ kê lên lý hữu đạo cười cười rồi nói tay vung lên đám người hầu sau lưng nhanh chóng đem lên một cái đĩa lớn trong đĩa đột nhiên bày ra là một con linh vĩ kê được quay chín đĩa màu vàng kim nhìn vô cùng xa hoa mà cái đuôi tam sắc cũng được khéo léo đặt lên rìa đĩa như tô điểm thêm cho con linh vĩ kê được quay chín vàng rộp nhìn qua đầy phi phàm vừa mang lên một mùi thơm nồng đậm lan tỏa khiến không ít người xung quanh nhìn thấy mà giật mình linh vĩ kê lý ra quả nhiên bạo tay mỗi bàn một con linh vĩ kê nhìn qua thì hẳn là không phải được nuôi ở chỗ khác mà là ở nơi đó không phải chỉ là linh vĩ kê thôi sao ngay khi đám người bốn phía đầy kinh hô thì bạch tiểu thuần trợn mắt nhìn kinh ngạc với phản ứng của đám người hắn vừa nói ra hai mắt của vị nữ tử cạnh từ hữu đạo lộ ra đầy vẻ châm biếm và khinh miệt vị bằng hiếu của vân thanh công tử này khẩu khí cũng thật lớn không phải chỉ là linh vĩ kê thôi sao nói như là ngươi đã từng ăn rất nhiều rồi lý hữu đạo đầy nghiêm nghị nhìn thoáng qua nữ tử bên người thế nhưng trong lòng gã cũng cảm thấy bạch tiểu thuần này thật sự là quá khoe khoang trong lòng không vui nhưng cũng hờ hững giới thiệu tiếp vị bằng hữu này của vân thanh huynh sợ là không biết linh vĩ kê này cũng không tầm thường không phải do lý gia ta nuôi được mà đến từ linh khê tông chính xác mà nói là đến từ bờ nam linh khê tông lý hữu đạo hờ hững mở miệng khi thanh âm của gã truyền ra không ít người xung quanh cũng nghe được, truyền ra từng tiếng hít lạnh. Hầu Vân Thanh cũng trợn mắt há mồm, lần này y cũng bị sự bảo tay của Lý Hữu Đạo mà rung động. Nhìn qua vẻ mặt của Hầu Vân Thanh và mọi người, Lý Hữu Đạo cảm thấy rất hài lòng, càng thêm đắc y nói tiếp. Linh vĩ kê bờ Nam Linh Khê Tông tuyệt đối không tầm thường. Là vì năm đó của ma trộm gà xuất hiện khiến số lượng giảm mạnh, cho nên bây giờ bất luận con nào ở trong đấu giá hội đều có giá cả kinh người. Hơn nữa nơi này có đặc điểm phân biệt riêng, xương cốt màu xanh, ba đuôi như mắt khác biệt hẳn với mấy nơi khác. Đáng hận là cái tên cuồng ma trộm gà kia lại điên cuồng trộm đi phần lớn linh vĩ kê, khiến linh vĩ kê ở bờ nam gần như bị tuyệt trùng. Lý Hữu Đạo đầy tiếc nuối mà nói, giận dữ mắng mỏ cuồng ma trộm gà. Nữ tử bên cạnh gã cũng mắng mỏ theo, thậm chí dần dần, đám khách bốn phía xung quanh gã cũng cảm thấy tiếc nuối theo. Bạch Tiểu Thuần nhìn đám người xung quanh đều trở nên giận dữ mà mắng mỏ cuồng ma trộm gà thì đành ho một tiếng, cũng không biết nên nói gì. Đúng lúc này, đột nhiên thanh âm đám người xung quanh chợt ngừng lại. Một nữ tử được đám người vây quanh đang chậm rãi tiến lại gần đây, nàng mặc một chiếc váy trắng dài, như một đóa hoa sen nở rộ, làn da trên người đầy mịn màng, búi tóc cài một cây châm có treo một hạt minh châu, theo bước chân của nàng mà minh châu cũng nhẹ nhàng lay động lóe lên ánh. Sáng chói mắt, nhìn qua làm càng nổi bật thêm dung nhan tuyệt mỹ. Một gương mặt xinh đẹp khiến cho tim người khác không khỏi đập rộn xuất hiện, mày nhíu lại như mang theo đầy tâm sự, chỉ gượng cười rồi thấp giọng nói vài câu với mấy vị tuấn kiệt của các gia tộc tu chân bên cạnh. Mấy vị tuấn kiệt đó vô cùng cẩn trọng, nhưng ánh mắt vẫn lộ ra đầy nhiệt huyết và tâm ý, đến người qua đường cũng nhìn ra được. Nữ tử này chính là Đỗ Lăng Phỉ, nàng vừa xuất hiện đã trở thành tiêu điểm của cả nơi này. Thậm chí, lúc bước đi tới trước, một loại khí thế trên người như khiến người khác không tự chủ mà phải cúi đầu trước mặt nàng. Dù là bị đám người ngăn cách, nhưng Bạch Tiểu Thuần cũng liếc nhìn thấy được Đỗ Lăng Phỉ. Thần sắc hắn có chút hốt hoảng, hai người đã mấy năm không gặp, lúc này nhìn lại thì Đỗ Lăng Phỉ dường như trưởng thành hơn nhiều. So với Đỗ Lăng Phỉ trước kia, nàng xinh đẹp hơn rất nhiều, hơn nữa trên người dường như còn ẩn ẩn có thêm quý khí, như bởi vì ở vị thế khống chế kia mà dưỡng ra cái loại khí chất này. So với cái hình ảnh đầy ngang ngược trước kia trong trí nhớ của Bạch Tiểu Thuần, với cái hình dáng đầy quyến rũ này lại hoàn toàn khác nhau. Chỉ là hình ảnh Đỗ Lăng Phỉ trong mắt Bạch Tiểu Thuần dần rõ ràng hơn, rồi hai hình ảnh ấy từ từ chồng vào nhau. Bạch Tiểu Thuần đang trưởng thành, Đỗ Lăng Phỉ cũng đang trưởng thành, dùng thủ đoạn và sự khéo léo của nàng mà cân bằng 10 đại gia tộc tu chân trong Đông Lâm Thành này, mọi chuyện như vậy trong mắt người ngoài không cách nào có thể tưởng tượng được đấy. Lăng Phỉ tiên tử, hai mắt Lý Hữu Đạo đầy vẻ si mê, lần đầu tiên gã gặp Đỗ Lăng Phỉ đã bị nàng thu hút, nhưng cũng không nhiều. Chẳng qua sau khi Đỗ Lăng Phỉ dần thể hiện ra thủ đoạn khéo léo của mình, cân bằng các gia tộc tu chân, thậm chí khiến các gia tộc tu chân này đều phải coi trọng thì cái loại khí chất này trên người nàng mới khiến Lý Hữu Đạo si. Mê, nữ tử bên cạnh gã lúc này cũng phải có loại cảm giác đầy tự ti mà cảm khi nhìn thấy Đỗ Lăng Phỉ, nhìn nàng bằng bản thân một mình mình mà áp chế toàn trường bèn cúi đầu xuống. Năm đó Lăng Phỉ tiên tử lẻ loi một thân một mình đi đến Đông Lâm Thành, ta còn nhớ là đã nhiều lần thấy nàng thường hay ngóng nhìn về phía Linh Khê Tông, có điều chẳng ai ngờ là nàng lại có thể làm tốt công việc nơi này như vậy. Trong tất cả các đời sứ giả, cũng không có ai như nàng có thể cân bằng khéo léo đến mức độ khó mà tin nổi. Hầu Vân Thanh thấp giọng kể, "Thậm chí ta còn nghe nói mấy vị lão tổ trong các gia tộc đều rất coi trọng nữ tử này, bởi như vậy nên Linh Khê Tông mới tiếp tục để nàng làm nhiệm vụ sứ giả đến hôm nay." Ngay trong lúc Lý Hữu Đạo đầy si mê, Hầu Vân Thanh đang thì thào, Đỗ Lăng Phỉ vừa dứt chuyện với mấy người bên cạnh mà tiến bước về phía trước, đột nhiên bước chân nàng khựng lại. Trong nháy mắt đó, ánh mắt của nàng xuyên qua đám người, rơi vào bàn trà bốn người Lý Hữu Đạo đang ngồi hai mắt nàng trợn tròn cả người run lên như khó mà tin được dường như mọi người xung quanh lúc này chợt biến mất trong thế giới trước mắt nàng chỉ còn một thân ảnh kia hơi thở đỗ lăng phỉ đầy rồn rập đi thẳng đến nơi này đám người xung quanh chợt giật mình mà cùng nhìn lại lý đạo hữu cũng không cách nào tin được mà đột một đứng dậy cả người gã run rẩy nàng vậy mà nàng lại đi tới chỗ ta lý hữu đạo kích động não bộ ù ù máu huyết toàn thân vận chuyển cao độ vẻ mặt vui mừng như điên mà không cách nào khống chế được gã lập tức bước nhanh tới mấy bước. Lăng phỉ tiên tử, Lý Hữu Đạo đang muốn nói gì đó, thế nhưng lời chưa nói xong, đỗ lăng phỉ lại không nhìn gã lấy một lần mà đi ngang qua. Cạnh gã, cả người Lý Hữu Đạo như trời trồng, ngây ngốc đứng đó rồi cứng ngắc quay đầu lại, thì thấy được đỗ lăng phỉ đi tới trước bàn trà, thế nhưng trong mắt nàng lúc này chỉ có một người. Bạch Tiểu Thuần, người đã đến đây rồi, vào lúc này, nàng quyến rũ, đến động lòng, xinh đẹp vô cùng, tựa như là trăng sáng trên bầu trời đêm, khiến người khác nhìn thấy không khỏi nhịn được mà tim đập thình thịch ngay khi danh tự của bạch tiểu thuần vang lên trong nháy mắt vốn yến tiệc đang ồn ào bất chợt chấn động bốn phía hoàn toàn tĩnh lặng nhưng rất nhanh tất cả mọi người đều bị cái tên trong miệng đỗ lăng phỉ thốt ra làm cho chấn kinh từng người đưa mắt nhìn về phía bạch tiểu thuần lộ ra vẻ khiếp sợ cái tên bạch tiểu thuần này bọn họ đã từng nghe nói qua là quang vinh đệ tử của linh khê tông là sư đệ của trưởng môn gần đây nhất nghe nói hắn đi đến thánh địa trúc cơ ta đến rồi Bạch Tiểu Thuần cười cười, nhớ tới lạc trần sơn mạch, nhớ tới bên trong hang đá, bên ngọn lửa kia, tới khuôn tái nhật nhưng đầy xinh đẹp. Hầu Vân Thanh bên cạnh Bạch Tiểu Thuần cũng lộ ra vẻ giật mình kinh ngạc, còn khoa trương đến mức lùi lại mấy bước, suýt nữa ngã sắp xuống, bộ dạng không cách nào tin nổi mà chỉ vào Bạch Tiểu Thuần. Ngươi, ngươi là Bạch Tiểu Thuần. Chính lúc này, đột nhiên ngọc giản truyền âm của gia tộc trong chữ vật phẩm của tộc nhân các gia tộc tu chân ở yến tiệc này liên tục được truyền tới. Sau khi mấy người này xem xét từng truyền âm của mình, tâm thần bọn họ dậy lên sóng gió còn mạnh mẽ gấp vạn lần so với lúc nãy, tất cả đều thở hổn hển nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, trong đầu họ là tiếng sấm nổ vang ngập trời. Ngọc giản của tất cả mọi người nơi này đều truyền đến cùng một chuyện. Bạch Tiểu Thuần, Thiên đạo trúc cơ, tất cả tộc nhân ra ngoài gặp được Bạch Tiểu Thuần phải đặc biệt cung kính, lập tức thông báo cho gia tộc có thể lập được đại công. Chương 171, ám sát Bạch Tiểu Thuần. Chuyện được thực hiện bởi obookaudio.com đứng trước ánh mắt giật mình mang theo cuồng nhiệt ở bên trong của tất cả tộc nhân các gia tộc tu chân ở bốn phía khiến cho bạch tiểu thuần cảm thấy mình lúc này nhất định là quang huy vạn trượng mà hầu vân thanh kia cũng bày ra vẻ mặt giật mình tựa như là đến lúc này mới biết đồng bạn mà mình mang tới lại là bạch tiểu thuần danh chấn đông lâm thành làm cho bạch tiểu thuần thấy khinh thường ở trong lòng nhưng đồng thời cũng mừng thầm đừng có giả vờ anh trai hầu vân phi của ngươi đã sớm nói qua về ta cho ngươi rồi bạch tiểu thuần vội ho một tiếng vỗ xuống bả vai của hầu vân thanh Hầu Vân Thanh có chút lúng túng đứng dậy, thực ra lúc ở trong cửa hàng, khi nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần lần đầu tiên, bởi vì gã là người của Hầu gia, mức độ lưu ý Bạch Tiểu Thuần vượt xa các gia tộc khác, nên một chút đã nhận ra. Hắn biết tộc huynh và tộc muội của mình có quan hệ rất tốt với Bạch Tiểu. Thuần này nên có ý muốn kết giao, nhưng lại không tìm thấy phương pháp. Vì vậy mà lúc vừa rồi nảy ra sáng kiến, nghĩ muốn vuốt mông ngựa một nhân vật lớn như Bạch Tiểu Thuần thì không thể quá trực tiếp, cần phải đi đánh vào khía cạnh. Những lời như vậy nhất định là sẽ làm đối phương thấy rất dễ chịu, cũng sẽ có hảo cảm với mình. Vì vậy mới có một màn dọc theo con đường này, còn việc bị Bạch Tiểu Thuần nhận ra thân phận thì việc này Hầu Vân Thanh cũng đã có chuẩn bị. Dù sao thần sắc giống như cười mà không phải cười của Bạch Tiểu Thuần. Trên đường đi khiến cho gã cũng đoán được là đối phương ngầm hiểu với nhau mà thôi. Nhưng điều này không ảnh hưởng tới việc gã giả bộ hồ đồ, tiếp tục vuốt mông ngựa. Bạch Tiểu Thuần nhìn Đỗ Lăng Phỉ, ánh mắt hai người nhìn nhau. Tuy nhiên thời khắc ôn chuyện này rất nhanh đã bị tộc nhân của các gia tộc tu chân ở bốn phía trên trúc tiến đến đánh gãy. Những tộc nhân của các gia tộc tu chân này, mỗi một người đều cung kính ghê gớm, cùng nhau đến bái kiến, trong mắt vô cùng cuồng nhiệt. Đỗ Lăng Phỉ đứng ở bên cạnh Bạch Tiểu Thuần, nhìn những tộc nhân của các gia tộc tu chân kia đang tâm bốc hắn. Nhất là khi nhìn thấy bộ dáng vắt tay sau lưng không thể che giấu được đắc ý kia của Bạch Tiểu Thuần, thì trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, trong mắt chậm rãi hiện ra từng chuyện ở Lạc Trần Sơn Mạch năm đó. Nhưng rất nhanh, ở trong mắt nàng có một tia phức tạp lập tức trôi qua, trong lòng than nhẹ một tiếng. Nhưng nháy mắt khi nàng thở dài, thì bỗng nhiên vẻ mặt của Đỗ Lăng Phỉ biến đổi, bước lên một bước, trực tiếp đứng bên cạnh Bạch Tiểu Thuần. Gần như ngay sau khi nàng đi ra thì Bạch Tiểu Thuần cũng phát hiện được. Lúc hắn ngẩng đầu, thì ở xa xa giữa không trung lúc này thình lình lại có ba đạo trường hồng, dùng tốc độ như bôn lôi, oanh minh đánh tới. Bên trong ba đạo trường hồng này là ba tu sĩ, hai nam một nữ. Trong mắt ba người mang theo ý muốn giết người tu vi tản ra, thình linh toàn bộ đều là tu sĩ trúc cơ, tốc độ rất nhanh, nháy mắt đã tới gần. Bạch Tiểu Thuần, nhận lấy cái chết, ba người xếp thành hình tam giác, trong chớp mắt tiến đến, đồng loạt xuất thủ. Trong nháy mắt uy áp ngưng tụ khắp bốn phương, một cỗ lực lượng hủy diệt bộc phát ra, lại càng có xương độc ngưng tụ, tạo thành mây đen, bỗng nhiên đè xuống chỗ Bạch Tiểu Thuần. Bên trong mây đen kia còn có một thanh phi kiếm, một cái trống nhỏ và một thanh chiến phủ. Ba kiện pháp bảo tràn ra khí tức sắc bén, thẳng hướng Bạch Tiểu Thuần những tộc nhân của các gia tộc tu chân ở bốn phía kia tất cả đều hoảng sợ mỗi người đều run rẩy hoàng hồn mà khi cảm nhận được tu vi chúc cơ của ba người này thì đều nghẹn ngào kinh hô chúc cơ sắc mặt của bạch tiểu thuần trong chớp mắt đã biến hóa một giây trước là phi thường đắc ý thì một chớp mắt sau đã bị một cỗ thiết huyết thay thế tất cả lỗ chân lông toàn thân hắn đều đã mở ra một cỗ nguy cơ nháy mắt lan ra khắp toàn thân hai mắt hắn bỗng nhiên trợn to dường như đã về tới vẫn kiếm thế giới về tới lạc trần sơn mạch các ngươi Muốn giết ta, ánh sáng trong mắt Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên sáng rõ. Đối mặt với ba thích khách này liên thủ, Bạch Tiểu Thuần có thể né tránh, nhưng những người vô tội ở bốn phía này lại không tránh khỏi. Mà theo Bạch Tiểu Thuần, Đỗ Lăng Phỉ cũng khó có thể tránh đi. Dù sao những người này đều là ngưng khí, mà ba tên thích khách này là trúc cơ, mặc dù chỉ là phàm đạo trúc cơ, nhưng dù sao vẫn là trúc cơ, mà bộ dáng đều là tu vi trúc cơ sơ kỳ đại viên mãn. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần trong nháy mắt đã tràn ngập tơ máu hắn không né tránh, mà giống như ơ lạc trần sơn mạch năm đó, đứng ở trước người đỗ lăng phỉ. Khi tay phải của hắn nâng lên, ánh sáng bất tử kim bị nháy. Mắt phát ra chói mắt, cả người hắn đã trở thành màu vàng, lực lượng chín tầng linh hải thiên đạo trúc cơ ở trong cơ thể toàn diện bộc phát, ầm ầm khuếch tán khắp toàn thân, khiến cho thân thể của hắn tựa như bắt đầu trở lên vô cùng to lớn. Dường như đang có một hư ảnh bàn tay cự đại ngưng tụ ra ở trước mặt hắn. Bàn tay kia cũng có màu vàng, chắn ngang ở phía trước dùng lực lượng một người, ngăn cản ba phàm đạo trúc cơ liên thủ. Đỗ Lăng Phỉ kinh ngạc nhìn qua Bạch Tiểu Thuần, nhìn hắn gần như là theo bản năng lựa chọn đứng trước người mình, nhìn bóng lưng của hắn. Dường như lúc này, tất cả thế giới đều đã biến mất, từng chuyện ở Lạc Trần Sơn mạch cùng với tất cả mọi thứ trước mắt đang xếp chồng lại với nhau. Trong mắt nàng có phức tạp, không có chú ý tới tay phải trong tay áo của mình lúc này đã xuất hiện một chút mơ hồ. Chỉ là cái mơ hồ này rất nhanh đã khôi phục, vẫn là trắng nõn. Tất cả những điều này nói thì rất dài dòng, nhưng trên thực tế chỉ xảy ra trong nháy mắt. Gần như ngay khi Bạch Tiểu Thuần xuất thù thì đồng thời, một tiếng nổ ngập trời vang lên quanh quẩn. Hợp lực của ba tên thích khách tạo thành mây đen, giống như Thái Sơn áp đỉnh, trực tiếp giáng xuống. Tiếng nổ truyền ra, thân hình Bạch Tiểu Thuần chấn động, mặt đất ở dưới chân nứt toác. Tất cả mọi người ở phạm vi 10 trượng xung quanh hắn đều bị chấn động, cũng có không ít người phun ra máu tươi. Mặc dù bị thương, nhưng vẫn chưa có tử vong, mà Đỗ Lăng Phỉ thì đã được Bạch Tiểu Thuần bảo hộ, lông tóc không tổn hao gì. Chỉ là ngoại trừ 10 trượng xung quanh Bạch Tiểu Thuần, thì các khu vực khác, lúc này vô số bàn trà, giả sơn, cây cảnh đều sụp đổ chia năm xẻ bảy. Mà đám mây đen kia, lúc này cũng đụng chạm với bàn tay Bạch Tiểu. Thuần mà sụp đổ, phi kiếm, chống nhỏ cùng với chiến phủ ở trong đó đều bị cuốn ngược. Ba người kia thấy Bạch Tiểu Thuần dùng một trưởng đã ngăn cản được, thì sắc mặt đều biến hóa, đang định tiếp tục ra tay. Nhưng đúng lúc này, âm thanh của Bạch Tiểu Thuần mang theo phẫn nộ, bỗng nhiên quanh quẩn. Các ngươi muốn chết, thân hình Bạch Tiểu Thuần chớp mắt xông ra, lao thẳng đến ba người. Một nam tử ở trong ba người lập tức biến sắc, đang muốn lùi lại nhưng đã chậm. Thân ảnh Bạch Tiểu Thuần trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt gã, hai ngón tay nâng lên, lực lượng toái hầu tỏa bộc phát, trực tiếp xuất hiện ở trên cổ họng gã, bóp mạnh một cái. Xoạt xoạt một tiếng, nam tử này trợn to mắt, phun ra máu tươi, yết hầu vỡ vụn. Đồng thời thân thể bị Bạch Tiểu Thuần hất văng lên, ném ra sau lưng ngăn cản hai người khác đang nhân cơ hội này thi triển phi kiếm cùng chiến phủ tiếng ầm ầm truyền ra thi thể nam tử trung niên này lập tức chia năm xẻ bảy huyết nhục nổ tung đồng thời bạch tiểu thuần quay người ánh mắt xuyên qua huyết phụ cả người nhìn vô cùng dữ tợn lại càng có một cỗ sát khí kinh người ở trên người hắn ầm ầm bộc phát sát khí này là sau sự kiện lạc trần sơn mạch xuất hiện một tia sau đó ở trong vẫn kiếm thâm uyên giết chóc vô số mà cuối cùng hình thành nên sát ý hai tên tu sĩ trúc cơ một nam một nữ kia lúc này đã tê cả ra đầu trợn mắt há mồm sự cường hãn của bạch tiểu thuần đã vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn đây chính là thiên đạo trúc cơ trong lòng hai người đắng chát nhìn nhau một cái trong nháy mắt đã lùi lại nếu đã không có cách nào diệt sát được bạch tiểu thuần thì suy nghĩ của bọn hắn lúc này chính là rút khỏi nơi đây nhưng bạch tiểu thuần sao có thể để cho bọn hắn rời đi gần như ngay khi hai người này muốn chạy trốn thì trong mắt bạch tiểu thuần tơ máu lại càng nhiều thân hình nhoáng lên một cái tốc độ của trúc cơ toàn diện bộc phát, lại càng có lực lượng của thủy trạch quốc độ ầm vang ở trong cơ thể. Trong nháy mắt, bầu trời bốn phía tối sầm lại, một cỗ uy áp kinh người đột nhiên giáng lâm, khiến cho hai người đang muốn trốn đi kia phải phát ra tiếng kinh hô. Tiếng kinh hô này vừa mới truyền ra, hai cánh sau lưng Bạch Tiểu Thuần lập tức oanh một tiếng, tốc độ nhanh đến mức hóa thành tàn ảnh, ngay lập tức đã xuất hiện trước mặt một tên nam tử khác. Sắc mặt nam tử này đại biến, có ý muốn ngăn cản, nhưng tốc độ của gã có nhanh cũng không nhanh bằng một quyền đã hoàn toàn đột phá tầng gông cùng xiềng xích sinh mệnh thứ nhất một quyền này trực tiếp nhấc lên vô tận âm bạo giống như thiên lôi quay cuồng nháy mắt đã rơi xuống trực tiếp đánh vào ngực nam tử này toàn thân gã nam tử này run lên dường như đang có một cỗ đại lực ở trong cơ thể bộc phát ra ngoài hai mắt gã trực tiếp nổ tung lục phủ ngũ tạng cùng với tất cả xương cốt huyết nhục ở trong chớp mắt này cùng nhau nổ tung hóa thành thịt nát mà tên thích khác cuối cùng là cô gái kia, giờ phút này phát ra một tiếng thét đầy sợ hãi, cấp tốc lùi lại. Khi ả đã lùi được ngoài trăm trượng, đang định chạy trốn, thì Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên quay đầu, tay phải nâng lên, đột nhiên chỉ một chỉ. Tử khí, hóa đỉnh, trong chớp mắt khi lời nói của Bạch Tiểu Thuần truyền ra, bốn phía xung quanh cô gái kia đột nhiên xuất hiện vô số tử khí. Những tử khí này bỗng nhiên ngưng tụ, lấy cô gái kia làm trung tâm, bao phủ ở bên trong một cái tử đỉnh cự đại. Tay phải Bạch Tiểu Thuần bóp mạnh, cái tử đỉnh này vừa mới xuất hiện đã đột nhiên vỡ vụn trực tiếp sụp đổ